Ta đã hiểu, thế hệ trẻ bán yêu minh giết đám tài tuấn tiên thành, thánh phủ là tượng trưng cho thực lực. Dù tiên thành, thánh phủ muốn trả thù chỉ có thể phái thế hệ trẻ đi. Các bá chủ thế hệ trước không thể ra tay, nếu không bán yêu minh chúng ta liều mạng đánh trả. Đúng là vậy. Thanh tế đại nhân gật đầu. Nhưng ngươi hãy cẩn thận, cửu tiêu tiên thành, vực chủ 12 vực sẽ không bỏ qua. Tuy mặt ngoài bọn họ không dám ra tay đối phó ngươi, rất có thể đánh lén trong bóng tối. Mấy năm nay tu vi của ngươi tiến bộ quá mau, hãy ở lại đại doanh bán yêu minh tu luyện một đoạn thời gian đi. Xem như ổn định tu vi. Phong Phi Vân hỏi. Vậy ta có thể đi mấy chợ tiên Hồng Diệp Tinh mau vài thứ không? Không thành vấn đề, Hồng Diệp Tinh là lãnh địa của cảnh chủ, có cảnh chủ tiên uy quân tuần tra. Dù cửu tiêu tiên thành to gan đến mấy cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của cảnh chủ. Bây giờ ngươi đã là chiến vương, có quân công, không ai dám giết ngươi ngoài sáng. Thanh tế đại nhân ngẫm nghĩ, nói. Những thế hệ trước cửu tiêu tiên thành không dám đụng vào ngươi nhưng sẽ phái tiểu bối đến giết ngươi, hãy cẩn thận là hơn. Phong Phi Vân hiểu điều này, hắn chào thanh tế đại nhân, rời khỏi phủ đệ của bán yêu thất giai. Lần này được nhiều báu vật trong mộ táng thánh linh chắc có thể bán giá tốt, rồi đi mua linh thú chiến hồn, tu luyện vạn thú chiến vực càng mạnh hơn. Lực lượng mạnh mới là cường đại. Phong Phi Vân định đi chợ Băng Hà, chợ tiên cách đại doanh bán yêu minh gần nhất để bán yêu thi, yêu khí, kiếm một đống tiền để mua linh thú chiến hồn. Đột nhiên một thân hình to lớn chắn trước mặt Phong Phi Vân, là tên to con mình người đầu thú của đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, Thạch Đại Khai. Thạch Đại Khai và Phong Phi Vân cùng là sơ đại bán yêu, thiên phú dị bẩm. Sư phụ của Thạch Đại Khai là hiền giả vũ hóa cảnh, gã là một trong các thiên tài được bán yêu minh chú trọng bồi dưỡng, giờ đã đến đỉnh niết bàn đệ nhị trọng thiên. Phong huynh đệ, người giỏi thật, làm thịt luôn thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành, khiến bán yêu minh chúng ta hãnh diện. Nhiều huynh đệ xem ngươi là tấm gương, điển hình học tập. Phong Phi Vân và Thạch Đại Khai trò chuyện vài câu rồi đi. Trên đường gặp nhiều tinh anh bán yêu minh. Gã cực kỳ tôn sùng Phong Phi Vân, ai nấy xem hắn là đệ nhất thiên kiêu của bán yêu minh, vô cùng kính nể hắn. Nhiều người xin Phong Phi Vân hỗ trợ chỉ điểm thắc mắc về tu hành. Một thiên chi kiêu nữ bán yêu minh chạy đến. Phong huynh đệ, bên ngoài đại doanh có công tử áo tím đòi gặp ngươi. Các tinh anh bán yêu minh mặt lạnh như tiền. Chắc là người cửu tiêu tiên thành nghe tin Phong huynh đệ trở về nên đến gây sự. Mọi người cùng nhau ra ngoài liều mạng đi, muốn đụng vào Phong huynh đệ phải bước qua xác của ta trước. Đúng, mọi người liều mạng với hắn. Phong Phi Vân suy tính sơ liền biết ngay là ai, cười nói. Mọi người đừng nóng, ta biết là ai rồi. Hắn không đến khiêu khích, có lẽ là mời ta uống rượu ăn thịt. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ, giây sau đứng bên ngoài đại doanh bán yêu minh. Ngoài đại doanh bán yêu minh, một công tử áo tím đứng thẳng. Phong độ phiên phiên, môi hồng răng trắng, tóc tơ cột sau đầu bới kiểu công tử. Tay trắng nõn nà cầm cây quạt, trường bào bay lên, công tử áo tím như con bướm tím đứng đó. Phong Phi Vân chắp tay cúi gập người chào Lưu Tô Tử, cười thủm tỉm. Thì ra là tử công tử Phong Hoa Tuyệt Đại giá lâm bán yêu minh, khiến Phong ta sợ hãi. Lưu Tô Tử cười nói. Bây giờ Phong Huynh đã danh chấn thiên hạ, nguyên diệp hồng cảnh có ai không biết tên Phong Huynh. Chiến vương có quân công như Phong huynh chịu ra gặp kẻ rảnh rỗi như ta thì người nên sợ hãi là ta mới đúng. Phong Phi Vân nói. Dù có danh chấn thiên hạ thế nào vẫn chỉ là bán yêu, với đại nhân vật như tử công tử thì bán yêu có là gì? Lưu Tô Tử không mồm mép với Phong Phi Vân nữa, biểu tình nghiêm túc hỏi. Thật sự là ngươi giết Tiêu Thiên Duyệt. Phong Phi Vân biết ngay Lưu Tô Tử đến vì chuyện này, cười nói. Ta khử một kẻ thù lớn giúp tử công tử. Không lẽ công tử đến mời ta uống rượu ăn thịt? Chỉ bằng vào ngươi có thể giết Tiêu Thiên Duyệt. Khi Lưu Tô Tử nói câu đó người phát ra khói tím, nàng biến thành một chuỗi bóng tím vỗ trưởng vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nghiêng người, ánh lửa rực cháy trên làn da, hắn cũng vỗ một trưởng. Bùm! Tiếng trưởng va nhau. Hai người đánh nhau mấy chục lần rồi nhanh chóng tách ra. Lưu Tô Tử trở về chỗ cũ, người không dính một hạt bụi, vẫn anh tư hiên ngang. Trong mắt Lưu Tô Tử lóe tia sáng kỳ lạ, cười nói. 3 năm không gặp, thật là nhìn với cặp mắt khác. Phong Phi Vân trở về chỗ cũ, chân không nhích một ly. Phong Phi Vân cười nói.
tu vi của Tử công tử cũng vượt ngoài dự đoán của Phong ta. Lưu Tô Tử nói, bây giờ ta hơi tin Tiêu Thiên Duyệt thật sự chết vào tay ngươi. Nhưng ngươi đừng vội mừng, Cửu Tiêu Tiên Thành, vực chủ 12 vực đã biết ngươi trở lại đại doanh bán yêu minh, phái cường giả thế hệ trẻ đến giết ngươi. Tu vi của ngươi chưa chắc đánh lại bọn họ. Phong Phi Vân không cho là đúng nói. Không lẽ tu vi của bọn họ mạnh hơn Tiêu Thiên Duyệt? Ngươi cảm thấy cho rằng tu vi của mình mạnh hơn Tiêu Thiên Duyệt? Lưu Tô Tử nói. Tuy ta chưa đánh nhau với Tiêu Thiên Duyệt, không rõ tu vi của hắn mạnh cỡ nào, nhưng hắn đã được gọi là sáu thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam thì chắc chắn tu vi của ngươi bây giờ không giết hắn được. Ta không biết ngươi dùng cách gì giết Tiêu Thiên Duyệt, nhưng ngươi nên biết Cửu Tiêu Tiên Thành phái ra thiên kiêu không yếu hơn Tiêu Thiên Duyệt, ngươi có mấy phần nắm chắc ngay mặt giết cường giả đẳng cấp cỡ Tiêu Thiên Duyệt thì trong lòng ngươi tự hiểu. Lưu Tô Tử không uổng là nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, nàng nhìn chính xác mọi chuyện. Lưu Tô Tử nói đúng, Phong Phi Vân giết được Tiêu Thiên Duyệt vì ba lý do. Một, khi ấy trong Bất Tử Điện giam cầm linh khí, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể. Hai, Tiêu Thiên Duyệt bị thương nặng. Ba, lúc đó Tiêu Thiên Duyệt bị nước lạnh màu đỏ đóng băng. Có thể nói Phong Phi Vân giết được Tiêu Thiên Duyệt toàn nhờ vào may mắn, hơn nữa các loại thiên thời địa lợi đứng về phía hắn. Đương nhiên bây giờ Phong Phi Vân đã đến đỉnh Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, lại tu luyện năm tòa vực. Dù đối diện Tiêu Thiên Duyệt thời kỳ đỉnh cao cũng không sợ. Mới rồi đấu với Lưu Tô Tử Phong Phi Vân chỉ dùng 3 phần lực lượng. Hồng Diệp Tinh là trung tâm nguyên Diệp Hồng Cảnh, có tổng cộng 8 khối đại lục. Đại doanh bán yêu minh nằm ở đại lục huyền bí, khu vực nghèo nàn nhất trong 8 khối đại lục. Phong Phi Vân nói muốn đi chợ băng hà bán yêu thi đổi linh thạch, Lưu Tô Tử cản lại. Người bán yêu thi mà đi chợ tiên nhỏ như chợ băng hà sẽ bán lỗ. Trực tiếp đến Thiên Thu Thần Thành đi. Nơi đó có ngàn vạn cửa hàng tiên, chợ tiên, có chợ lớn hơn hẳn toàn Trung ương Vương Triều thứ 6. Đồ vật trong đó nhiều còn hơn những gì ngươi đã thấy cả đời này. Lưu Tô Tử cảm thấy Phong Phi Vân là nhà quê lên tỉnh, chưa thấy qua tiên thị, thần thần thật sự. Lưu Tô Tử suy tư giây lát. Vừa lúc bản công tử hôm nay rảnh, mang nhà quê như ngươi đi kiến thức thần thành phồn hao của Hồng Diệp Tinh. Không dám làm phiền Tử công tử. Phong Phi Vân thấy Lưu Tô Tử là lạ, trước kia nàng xem thường hắn, đứng gần một chút cũng đã hạ thấp thân phận. Hôm nay Lưu Tô Tử chủ động đòi dẫn hắn đi kiến thức thần thành của Hồng Diệp Tinh. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Có lẽ vì nàng công nhận tu vi của ta, hơn nữa ta giết Tiêu Thiên Duyệt nên nàng có hảo cảm, mới xem trọng ta. Lưu Tô Tử bừng bội lườm Phong Phi Vân. Nói nhảm nhiều quá vậy. Ngươi nghĩ không có bản công tử dẫn đi thì một bán yêu có thể vào thần thành sao? Phong Phi Vân cười nói. Thế thì kính nhờ Tử công tử dẫn đường, chờ bán được linh thạch chắc chắn sẽ mời công tử uống rượu ăn thịt. Vậy phải xem ngươi có đuổi kịp ta không? Lưu Tô Tử thi triển thân pháp biến thành đường cong màu tím xinh đẹp, vượt qua một ngọn núi bay nhanh ra thiên ngoại. Lưu Tô Tử muốn thăm dò tu vi của Phong Phi Vân. Hồng Diệp Tinh áp chế lực lượng. Linh khí của tu sĩ nhưng đến đẳng cấp cỡ Lưu Tô Tử, Phong Phi Vân vẫn có thể thi triển thân pháp cực độ, bộc phát tốc độ không tầm thường. Phong Phi Vân cười cười, thi triển luân hồi tật tốc biến thành một chuỗi cái bóng đuổi theo Lưu Tô Tử. Rất nhanh Phong Phi Vân bắt kịp Lưu Tô Tử, đi song song với nàng. Phong Phi Vân cười hỏi. Tật tốc của Tử công tử là gì? Có vẻ không tầm thường. Lưu Tô Tử như chim én, người phát ra luồng sáng nhanh đến khó thấy rõ thân hình. Lưu Tô Tử khá là giật mình vì Phong Phi Vân đuổi kịp mình, nhưng mặt ngoài không lộ vẻ gì. Lưu Tô Tử lạnh lùng cười. Thần tốc trong gia tộc, Lưu Ly Phi Điện, còn bán yêu nhà ngươi tu luyện tật tốc gì mà có thể đuổi kịp Lưu Ly Phi Điện? Nếu Tử công tử đuổi kịp thì ta sẽ nói cho. Phong Phi Vân nhếch mép, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, tóc dựng đứng sau gáy. Lưu Tô Tử nhe răng trắng, khép quạt lại, người phát ra tia điện. Tốc độ tăng vọt biến thành tia chớp đuổi theo Phong Phi Vân. Một canh giờ sau, Phong Phi Vân đến Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo nằm ở phía tây đại lục huyền bí trước Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân đứng ở phía xa nhìn, tường thành cao ngất đâm mây, như có con rồng to nằm ngang chặt đứt đường đi, không khí trang nghiêm mà cổ kính. Đây là một tòa thần thành có lịch sử mấy ngàn vạn năm. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thần thành phương xa, thấy khí tượng tập hợp bên trên có Tiên Hải Thanh Liên. Bạch Long Quán Nhật, Cửu Thiên Quân Vương, đủ mọi khí tượng tụ thành biển.
Nơi này tuyệt đối là thánh địa trong thánh địa tu luyện. Thần thành Hồng Diệp Tinh tụ tập đại thế lực, đại nhân vật thật sự. Có một phủ đệ trong thần thành toàn là có lai lịch lớn, người bình thường không dám trêu vào. Tổ trạch của mấy trung cổ thế gia đa số đặt trong cá thần thành, từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ. Có thể nói ngươi trêu vào dân chúng trong thần thánh rất có thể sau lưng kẻ đó có bối cảnh siêu khủng. Lưu Tô Tử chạy đến bên ngoài Thiên Thu thần thành, tốc độ kém xa Phong Phi Vân. Phong Bán Yêu, rốt cuộc ngươi tu luyện loại tật tốc gì? Tại sao hơn xa Lưu Ly Phi Điện? Phong Phi Vân cười nói. Tử công tử không đuổi kịp ta thì tại sao ta phải nói? Hãy bán tật tốc của ngươi cho ta, khai giá bao nhiêu đều được. Lưu Tô Tử không phải loại người dám chơi không dám chịu, nàng quan tâm tật tộc trong tay Phong Phi Vân hơn. Không có nhiều thứ vượt qua tốc độ Lưu Ly Phi Điện trong Diệp Hồng cảnh này. Phong Phi Vân dứt khoát. Không bán. Lưu Tô Tử biết rõ tính cách Phong Phi Vân nên không nài ép mua, nàng dẫn nàng vào Thiên Thu Thần Thành. Bốn thân phận bán yêu như Phong Phi Vân không có tư cách vào Thần Thành, nhưng có Lưu Tô Tử dẫn đường lại khác. Lưu Tô Tử lấy ra lệnh bài cảnh chủ phủ. Hai lão nhân trông cửa Thiên Thu Thần Thành sợ hãi quỳ xuống đất. Thiên Thu Thần Thành đúng là rất phồn hoa, tụ tập một đám nhân vật trên đỉnh cao nhất. Tùy thời thấy một số cường giả lướt qua bên cạnh, khí thế khổng lồ khiếp hồn người. Những tu sĩ có thể đè khiển xe, linh thú trong thần toàn thì lai lịch không nhỏ, toàn là trung cổ thế gia, tiên thành, thánh phủ. Mọi người nhường đường cho bọn họ. Con đường cổ xưa trải luyện thần thạch, bị dẫm mấy trăm vạn năm cũng sẽ không vỡ. Kiến trúc cổ xưa hai bên đường toát ra ánh sáng bảo khí thần tính, như kiến trúc trên thiên cung rơi xuống trần gian. Cổ thụ trồng bên đường thô to như tiên thụ, lá cây che dập trời, có giao long ở trên cây. Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử đi qua một tòa cung khuyết phồn hoa hơn cả hoàng cung, tinh thạch trải đường, cột điêu bằng linh mộc vạn năm. Một số linh lộ lơ lửng trên cung khuyết, một số nữ nhân xinh đẹp quyến rũ lướt qua tinh lộ, có ôm tỳ bà, có tay cầm địch bước vào cung khuyết. Các nữ nhân tu vi không tầm thường, có người đến niết bàn đệ tứ trọng thiên. Da trắng như tuyết, khí chất cao nhã, tiên tâm đo cốt. Lưu Tô Tử thấy Phong Phi Vân dừng bước thì giải thích rằng. Nơi này là hoa gian động thiên, chỗ nam nhân tìm view. Là nơi một số kẻ tự CSO là tài hoa ngút trời khoe tài. Phong Phi Vân nói. Hoa gian động thiên mà có nữ nhân niết bàn đệ tứ trọng thiên. Hừ, cái này có là gì? Truyền thuyết nữ nhân trong hoa gian động thiên có thể giết người thừa kế trung cổ thế gia, thậm chí sánh vai một số hiền giả vũ hóa cảnh. Lưu Tô Tử cười nói. Nếu ngươi thấy hứng thú thì đêm nay chúng ta làm khách Phong Lưu đi. Không chừng được một số truyền nhân kiệt xuất của hoa gian động thiên yêu ái. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Chuyện này chờ đến tối hãy nói. Người ta chỉ muốn bán yêu thi, đổi chút linh thạch về. Nói cũng đúng. Trong thần thành mà không có tiền thù dù ngươi là tài tuấn của trung cổ thế gia cũng không ai thèm nịnh. Lưu Tô Tử nói, cửa hàng tiên lớn nhất Thiên Thu thần thành là Mộng Thiên Cư, nơi lớn nhất nguyên trung ương vương triều thứ 6. Bên trong có phòng đấu giá, sân chọn báu, khu đổ hạch. Trong Mộng Thiên Cư chỉ nhận mối làm ăn lớn, nếu không giao dịch một ước linh thạch thì không bước qua nổi cánh cửa. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, cười nói. Nghe có vẻ như tử công tử rất quen thuộc Mộng Thiên Cư, hay là nhà của công tử mở. Đúng rồi. Lưu Tô Tử không hề lúng túng, phẩy quạt dẫn Phong Phi Vân vào Mộng Thiên Cư. Lưu Tô Tử không nghi ngờ Phong Phi Vân không thể lấy ra một ước linh thạch giao dịch, chỉ tính chiến lợi phẩm hắn có trên chiến trường vạn tộc chắc chắn giá trị không chỉ là một ước linh thạch. Nghe nói người bắt được nữ yêu tinh hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc trong chiến trường vạn tộc. Nếu ngươi mang nàng ta đến hòng đấu giá thánh thực quả chắc sẽ bán được giá trên trời. Giờ đám bá chủ tà đạo thấy mỹ nhân tộc quá dễ dàng, có hứng thú với nữ yêu tinh hơn. Trong cao tầng trung cổ thế gia nhiều người dùng nữ yêu nô để khoe khoang. Dù sao ngươi không có hứng thú với nữ nhân, có định bán nữ yêu tinh đó không? Ta có thể kêu người định giá cao cho ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Ai bảo ta không hứng thú với nữ nhân, ta chỉ thấy hứng thú với nữ nhân xinh đẹp. Bao gồm nữ yêu tinh. Tránh đường, tránh đường. Đây là xe của Cố Bát thiếu gia, các người muốn chết sao? Một con sư thú bảy đầu kéo chiếc xe cổ tỏa linh quang rực rỡ chạy rầm rập trên đường cổ, đụng bay vài bóng người. Có lão nhân tóc bạc lọm khọm, con nít 3, 4 tuổi bị xe đụng bay. Phong Phi Vân,
Lưu Tô Tử cùng bay ra ngoài. Phong Phi Vân ôm lão nhân ngay giữa không trung, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Lưu Tô Tử đứa bé đáp xuống đất. Phong Phi Vân liếc Lưu Tô Tử, nói. Không ngờ Tử công tử cũng có lòng thương người. Lưu Tô Tử lười cãi lại Phong Phi Vân, nàng buông đứa bé xuống, trở về bộ dáng Mỹ công tử sáng lóe. Lưu Tô Tử phẩy quạt, sửa sang lại quần áo. Lúc này xe cổ tỏa linh quang rực rỡ ngừng lại, Cố Bát Thiếu ra vén một góc rèm xe nhìn Lưu Tô Tử, cười nói. Thì ra là Tử công tử, hạnh ngộ. Lần này thái độ của Cố Bát Thiếu ra không chút tôn kính Lưu Tô Tử, kênh kiệu từ trên cao nhìn xuống. Lưu Tô Tử mỉm cười nói. Bây giờ Cố Bát Thiếu ra là một trong 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam, gặp kẻ rảnh rỗi như ta thì có gì mà hạnh ngộ. Ta thấy Cố Bát gai nên nói câu hạnh ngộ mới đúng. Nói đúng lắm, ha 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 ha. Cố Bát Thiếu ra cười cười, buông rèm xuống, xe cổ lại chạy ra ngoài, lao nhanh hướng cuối đường. Phong Phi Vân nhìn hướng xe cổ rời đi, đến bên cạnh Lưu Tô Tử, cười nói. Cái này là đây, ta nhớ trước kia hắn rất sợ Tử công tử, sao bây giờ hĩnh mũi như thế? Ha ha ha, thú vị thật. Lưu Tô Tử biểu tình cực kỳ khó xem, cười khẩy nói. Người ta được truyền thừa huyết kỳ bán thánh, đã bỏ xa thanh niên tài tuấn. Tiêu Thiên Duyệt chết, hắn được phong làm một trong 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam. Thì ra là vậy, hèn gì trở nên kênh kiệu như thế. Thế giới này nói chuyện bằng thực lực, Lưu Tô Tử là quản chúa của cảnh chủ phủ nhưng bây giờ Cố Bát Thiếu gia không sợ nàng. Bởi vì cảnh chủ phủ không chỉ có một quản chúa Lưu Tô Tử, nhưng Cố gia thì chỉ có một Cố Bát Thiếu gia. Xe cổ của Cố Bát Thiếu gia biến mất phía cuối đường. Lưu Tô Tử mỉm cười nói. Con người sau khi có bản lĩnh đương nhiên thấy mình khác hẳn bình thường. Bây giờ người ta là 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam, ta cần gì đấu với hắn? Miệng Lưu Tô Tử nói vậy nhưng nhìn chuyện nàng đối phó Tiêu Thiên Duyệt là biết cá tính nàng không chịu thiệt một chút. Ai dám chê vào Lưu Tô Tử sẽ chịu đau khổ. Một thanh âm già nua vang bên tai. Chàng trai, đa tạ ngươi nâng lão già, thật là trẻ tuổi có tài. Lão nhân mặt nhăn nheo, tóc sắp sụng sạch. Răng chỉ còn vài cái, khi nói còn lọt gió. Mắt lão nhân đục ngầu, bộ dạng già khú đế, đôi tay khô quắt run cầm cập. Lão nhân khen Phong Phi Vân nức nở. Lão nhân bị xe cổ của Cố Bát Thiếu ra đụng bay, thân thể Phong Phi Vân cứu kịp nên lão không té xuống đất. Nơi này là thần thành, toàn là tu sĩ đỉnh cao nhất tụ tập, nhưng tu sĩ mạnh đến mấy cũng sẽ già đi. Đến tuổi già huyết khí suy sụp, lực lượng sói mòn, tu vi yếu dần. Cho nên không phải lão nhân nào cũng mạnh mẽ, con người rồi sẽ có lúc gài, có lúc bất lực. Phong Phi Vân nhìn ra được lão tiền bối này tuổi thọ sắp hết, đã đến lúc thiên nhân ngũ suy. Chá không lâu sau lão nhân sẽ tọa hóa, nếu không chẳng đến nỗi bị một chiếc xe đụng bay. Phong Phi Vân không phải loại người tốt hay giúp người, nhưng hắn hơi quan tâm những lão nhân không sống được bao lâu. Mỗi người đều có lúc già đi. Phong Phi Vân hỏi, anh tiền bối ở đâu? Có cần vãn bối đưa về không? Lão nhân cười nói. Nhà qua xa, không làm phiền người trẻ tuổi. Các ngươi có chuyện cứ bạn đi, lão gài ta đây không sống được bao lâu, ta đi bái phỏng một bằng hữu già, chắc cũng sắp xuống lòng đất. Lão nhân loạng choạng đi xa. Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử đến Mộng Thiên Cư. Trên con đường bên ngoài, một chiếc xe cô do sư thú bảy đầu kéo bị người dẫn vào trong, là tọa kỵ của Cố Bát Thiếu gia. Phong Phi Vân cười nói. Thật là oan gia ngõ hẹp, Cố Bát Thiếu gia cũng đến Mộng Thiên Cư. Lưu Tô Tử không thổi phồng, Mộng Thiên Cư là chỗ buôn bán lớn nhất Thiên Thu Thần Thành. Đất rộng, xây dựng cực kỳ hoa lệ, các điện vũ, cổ bảo đầy rẫy, có linh thụ, dược điền trong đó, có linh thú chở khách đi các khu buôn bán. Nơi này như thế giới tiên linh. Mộng Thiên Cư chia hai tầng, một dưới đất, chủ yếu buôn bán vật phẩm thấp kém. Sân tuyển bảo, khu đổ thạch, khu linh thú, khu chiến hồn. Nơi này giao dịch phần lớn khách đến Mộng Thiên Cư. Trên bầu trời lơ lửng một ít cung khuyết thần vũ, toàn là giao dịch đỉnh cao, phòng đấu giá. Có thể đến cung khuyết, thần vũ trên bầu trời toàn là người có uy tín, danh dự nhất Diệp Hồng Cảnh. Lưu Tô Tử dẫn Phong Phi Vân đến sân rộng mênh mông. Ngọc thạch trải đất, tiên rừng rậm rạp, có thị nữ, thị vệ thỉnh thoảng đi qua bên người. Nơi này là chỗ Mộng Thiên Cư chuyên môn nhận yêu thi, yêu khí, giá cả tuyệt đối hợp lý.
người phụ trách chỗ này là nam nhân trung niên hơi mập, tên Lục Nguyên. Thấy Lưu Tô Tử đến, Lục Nguyên liền bỏ công việc sang một bên, chạy tới đón, chắp tay hành lễ với nàng, liếc hướng Phong Phi Vân. Lục Nguyên cười nói, hôm nay đại tiểu thư mới đến Thiên Thu Thần Thành, không ngờ Tử công tử cũng tới. Lưu Tô Tử nhướng mày liễu, quạt khều chóp mũi. Đại tỷ cũng đến Thiên Thu Thần Thành, vậy mà ta không biết tin, người có biết địa tỷ đến vì chuyện gì không? Cái này, tiểu nhân không dám nói lung tung. Lục Nguyên khom người nói, xin Tử công tử đừng làm khó người hầu chúng ta. Ta hiểu khó khăn của ngươi, khỏi nói nữa. Lưu Tô Tử mở miệng nói, đây là bằng hữu của ta, mới trở thành chiến vương trên chiến trường vạn tộc, lần này mang chiến lợi phẩm lại đây bán, ngươi nhớ cho giá phải chăng? Chắc chắn rồi, Tử công tử đã dặn thì lão bộc nhất định sẽ CSO vị công tử này giá tốt nhất. Mời mở miệng nói, đi bên này. Lục Nguyên đưa Phong Phi Vân đến chợ tiên, Lưu Tô Tử không đi theo, dường như bận việc khác. Phong Phi Vân đoán đại khái, quận chúa cảnh chủ phủ như nàng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, ví dụ đại tiểu thư mới đến Thiên Thu Thần Thành. Lưu Tô Tử rời đi chắc vì đại tiểu thư cảnh chủ phủ. Gia tộc lớn, cạnh tranh cũng khốc liệt, người có thể bộc phát tài năng trong muôn vàn đệ tử tuyệt đối là nhân vật ưu tú. Cạnh tranh với nhau rất tàn nhẫn, nguy hiểm. Phong Phi Vân không muốn tham gai vào vòng xoáy. Phong Phi Vân lấy hết yêu thi ra, tổng cộng mấy chục vạn. Trong đó có 18 vạn yêu thi thiên mệnh đệ bát trọng. 40 ai vạn yêu thi thiên mệnh đệ cửu trọng. 7.000 yêu thi niết bàn đệ nhất trọng thiên. 1.200 yêu thi niết bàn đệ nhị trọng thiên. 150 yêu thi niết bàn đệ tam trọng thiên. Mấy trăm yêu thi niết bàn đệ tứ trọng thiên. 3 yêu thi niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Số lượng yêu thi khổng lồ làm Lục Nguyên thấy rộng biết nhiều hồn hồn, thầm nghĩ, không uổng là bằng hữu của Tử công tử, lại còn là chiến vương, có thể lấy ra nhiều yêu thi cũng bình thường thôi. Phong Phi Vân bán hết yêu thi, hắn được 1.8400.000 khối linh thạch. Cái này là số tài sản cách xù, lão tổ cổ tộc chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Phong Phi Vân đổ hết yêu khí chiến binh góp nhặt được xếp thành núi lớn, bảo quang lấp lánh sáng chói. Có mấy chục vạn vũ khí, nhưng toàn là yêu khí phẩm cấp thấp, ít có yêu khí phẩm cấp cao. Có một số là vũ khí đứt gãy. Không ngờ giá yêu khí trên cả yêu thi, bán được 2.3000.000 khối linh thạch. Hiện giờ số linh thạch Phong Phi Vân có được là 4.1400.000 linh thạch, xem như tài chủ một phương, giàu còn hơn gia tộc cổ tộc các đại vực. Vì Phong Phi Vân là bằng hữu của Lưu Tô Tử nên tu sĩ Mộng Thiên Cư làm việc hiệu suất cực cao. Rất nhanh đưa 4.1400.000 linh thạch vào tay Phong Phi Vân. 414 trùng động linh thạch. Một trùng động linh thạch bằng 100 vạn khối linh thạch. 414 trùng động linh thạch vừa đủ con số 4.1400.000 linh thạch. Trong chỗ buôn bán lớn như Mộng Thiên Cư, nếu giao dịch thì dùng đơn vị tiền không phải chân diệu linh thạch mà là trùng động linh thạch. Có thể nói so với trung cổ thế gia tích lũy thâm sâu thì 414 trùng động linh thạch của tiên hiền yêu tộc không đáng là gì. Nhưng số linh thạch này đã đủ để mua linh thú chiến hồn, Phong Phi Vân nghĩ vậy. Hóa ra Phong công tử muốn mua linh thú chiến hồn, ta phái người đưa công tử đi chỗ bán linh thú chiến hồn. Lục Nguyên kêu một thị nữ đến dẫn Phong Phi Vân đi mua linh thú chiến hồn. Tu vi của thị nữ này đến niết bàn đệ tam trọng thiên, thanh tú thoát tục, sắp đẹp cỡ thượng đẳng. Nàng tên là La Lam. Mộng Thiên Cư chiếm khoảnh đất khổng lồ, Phong Phi Vân xuyên qua linh lâm, vượt qua Hy A ngọn núi, đi qua ba linh tuyển cuối cùng đến chỗ mua bán linh thú chiến hồn. Nơi đây là không gian rộng lớn, có rất nhiều điện vũ tại đây. Khá nhiều tu sĩ cường đại ra vào, có hơi thở hiền giả vũ hóa cảnh phát ra từ vài cung điện. Thị nữ tên La Lam hỏi, công tử định mau loại linh thú chiến hồn nào? Phong Phi Vân nói. Linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú, tốt nhất là 3.000 năm. Linh thú chiến hồn đẳng cấp 2.000 năm cũng tạm được. Linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú 3.000 năm tuổi chia 3 cấp, niết bàn đệ tứ trọng thiên, niết bàn đệ ngũ trọng thiên, niết bàn đệ lục trọng thiên. Không biết công tử định mua loại nào. Linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân là cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng thiên. Nếu tu luyện vạn thú chiến vực thì lựa chọn linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên là tốt nhất. Như thế thì Phong Phi Vân có thể ngưng luyện nhiều linh thú chiến hồn cùng cảnh giới hơn. La Lam nói,
một con linh thú chiến hồn đẳng cấp này giá một trùng động linh thạch. Phong Phi Vân nuốt nước bọt khan. Mắc vậy. Hiện giờ Phong Phi Vân mới có 414 trùng động linh thạch, chỉ mau được 400 con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên. La Lam cười nói. Mộng Thiên Cư chúng ta chọn linh thú chiến hồn có tiềm lực lớn nhất, tương lai theo tu vi của công tử tăng lên thì linh thú chiến hồn cũng có không gian tiến bộ rất lớn. Nếu công tử hầu bao khó khăn thì có thể mau linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tam trọng thiên. Phong Phi Vân cắn răng nói. Không cần, ta mua linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên, cho ta 400 con. Nếu luyện 400 con linh thú chiến hồn vào cơ thể, cộng thêm Phong Phi Vân vốn có 42 linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên, vậy hắn được lực lượng 442 con linh thú chiến hồn. Chỉ tính lực lượng cơ thể Phong Phi Vân đánh ra một đấm ngang ngửa 442 tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên. Lực lượng đẳng cấp như thế đánh với cùng cảnh giới, đơn thuần về thể lực một đấm đánh nát linh khí địch thủ. Sau khi mua 400 con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên, Phong Phi Vân kỳ còn lại 14 trùng động linh thạch. Cần đi kiếm thêm linh thạch mới được, mục tiêu của ta là một đấm đánh ra lực lượng gấp vạn lần tu sĩ cùng cảnh giới cao nhất. Phải đổi hết linh thú chiến hồn trong cơ thể thành linh thú chiến hồn huyết mạch thái cổ thánh thú. Phong Phi Vân mới đi ra chợ tiên linh thú chiến hồn chợt nghe có người kêu tên mình, người đó nhanh chóng đến gần hắn. Có thể gặp Phong Huynh tại đây thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba thiếu niên tuấn tú quần áo ngăn nắp trước mặt, hắn không nhớ đã gặp bọn họ ở đâu. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Các ngươi là ai? Sao biết tên của ta? Cố Cửu thiếu gia tuấn lãng thần phong, hai mắt trong trẻo, ung dung vái chào. Phong Huynh bây giờ là nhân vật có quân công chiến vương, thế hệ trẻ nguyên diệp hồng cảnh này có ai không biết danh tiếng của Phong Huynh? Cố Thập Tam thiếu gia nói. Chúng ta từng gặp mặt ở chợ Băng Hà, nhưng khi đó chúng ta không biết nhìn người, xem Phong Huynh như những bán yêu nô khác. Khụ khụ, nói lỡ, lỡ miệng, ta không có ý kia. Cố Cửu thiếu gia mắng. Thập Tam, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Mau xin lỗi Phong Huynh. Cố Thập Tam thiếu gia chạy qua khom lưng hành lễ, xin lỗi Phong Phi Vân rối rít. Phong Phi Vân chợt nhớ ra 3 năm trước ở chợ Băng Hà có gặp ba thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia chính là ba người trước mặt. Khi ấy thái độ của bọn họ đối với tiên hiền yêu tộc khác hẳn bây giờ. Nay Phong Phi Vân trở thành chiến vương, nhưng thân phận vẫn là bán yêu, tại sao ba thiếu niên cố ý đến nịnh nọt hắn? Hành động khác là tức có ý đồ. Phong Phi Vân sử dụng đại diễn thuật âm thầm suy tính một phen, biết địa khái thân phận của ba người. Phong Phi Vân cười thầm, hiểu lý do. Ba thanh niên tài tuấn là Cố Lão Cửu, Cố Thập Tam của Cố gia, còn có Ngọc Thiếu gia của Ngọc gia. Bọn họ là vô thượng tài tuân của trung cổ thế gia, tư chất hơn người, người thừa kế có tư cách cạnh tranh gia tộc. Tài tuấn xuất sắc nhất Cố gia có Cố Lão Bát, Cố Lão Cửu. Hai người đấu mấy chục năm vì vị trí người thừa kế gia tộc. Tình huống bây giờ trở nên bất lợi cho Cố Cửu thiếu gia. Bởi vì Cố Lão Bát được truyền thừa huyết kỳ bán thánh trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, dần ngồi vững vị trí người thừa kế trong gia tộc. Người ủng hộ Cố Cửu thiếu gia dần nghiêng sang Cố Lão Bát, nếu cứ tiếp tục thế này đừng nói Cố Cửu thiếu gia không thể trở thành người thừa kế tử vong bí cảnh, Cố Lão Bát có cho gã sống hay không là cả một vấn đề. Hiện giờ Cố Cửu thiếu gia đối mặt chuyện lửa xém lông mày. Trong diệp hồng cảnh hầu như khó tìm được thanh niên tài tuấn đối kháng với Cố Lão Bát. Đang lúc Cố Cửu thiếu gia sứ đầu mẻ chán thì nhìn thấy Phong Phi Vân trong Mộng Thiên Cư. Nghe đồn bán yêu này có thể giết Tiêu Thiên Duyệt, hắn tuyệt đối sở hữu thực lực siêu phàm, không chứng có thể chống lại Cố Lão Bát. Cố Cửu thiếu gia nhìn thấy hy vọng. Cố Cửu thiếu gia cười nói. Mới rồi thấy Phong Huynh đang giàu vì tiền tài, không biết tại hạ có thể giúp được gì không? Nếu có của rơi thì Phong Phi Vân không ngại nhặt, nhưng hắn cần số lượng linh thạch cực kỳ khổng lồ. Phong Phi Vân có nói ra số lượng e rằng thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia như Cố Cửu thiếu gia cũng chào thua. Phong Phi Vân cười nói. Không cần các vị hỗ trợ, ta tự giải quyết tiền tài được. Nhưng còn cần đi phòng đấu giá để đấu giá vài món. Cố Cửu thiếu gia tự tiến cử. Muốn đi phòng đấu giá phải có người dẫn tiến. Tuy tại hạ không mua nổi cái gì trong đó nhưng có chút địa vị. Nếu Phong Huynh không chê, tại hạ nguyện ý làm người dẫn tiến Phong Huynh. Phong Phi Vân không từ chối ý tốt của bọn họ. Ha 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 ha, thế thì không còn gì tuyệt hơn.
Hiện giờ Phong Phi Vân đối diện Tài Tuấn cửu tiêu tiên thành, 12 vực khiêu chiến. Cố cửu thiếu gia muốn nhờ lực lượng của Phong Phi Vân đối phó Cố lão bát, hắn cũng muốn lôi kéo đám người ngăn áp lực cửu tiêu tiên thành. Hơn nữa dù Phong Phi Vân không đối phó Cố lão bát thì chắc chắn gã sẽ đến giết hắn. Có đàn em để lợi dụng tại sao không dùng? Phòng đấu giá Mộng Thiên Cư xây trên điện vũ bay khổng lồ, khí thế nguy nga, hùng vĩ tráng lệ như một tòa cửu thiên tiên cung. Bậc thang đi lên tiên cung đã dài cỡ 3.300 bậc, làm bằng ngọc thạch, khắc hoa văn rồng phượng, xa hoa giàu có. Phòng đấu giá này xứng là một trong các phòng đấu giá đỉnh cao nhất nguyên Diệp Hồng Cảnh. Ai đến đấu giá hay đưa báu vật cho Mộng Thiên Cư đấu giá dùm toàn là nhân vật có uy tín danh dự nhất, đôi khi một số đại hiền giả có mặt trong hội đấu giá. Một tiểu chấp sự liếc Phong Phi Vân, nhìn thấu hắn là bán yêu nên không cho rằng hắn sẽ lấy ra báu vật ghê gớm gì. Đấu giá dùm, ngươi nên biết đặt lên đài đấu giá Mộng Thiên Cư toàn là báu vật không tầm thường. Mặc dù Cố cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia là thiên tài tuấn kiệt trung cổ thế gia dẫn tiến Phong Phi Vân nhưng không khiến tiểu chấp sự xem trọng bao nhiêu. Tiểu chấp sự thấy quá nhiều đại nhân vật, mỗi ngày gã gặp vài hiền giả vũ hóa cảnh, sẽ không nể mặt đám thanh niên trung cổ thế gia. Lưu Tô Tử mặc áo tím phong độ phiên phiên cũng đến phòng đấu giá, cười tủm tỉm, phe phẩy quạt. Lưu Tô Tử cười nói. Phong huynh không báo ta biết một tiếng đã đến phòng đấu giá, xem ra Phong huynh được thứ tốt gì trong mộ táng thánh linh. Mấy chữ mộ táng thánh linh làm tim tiểu chấp sự rớt cái bịch. Đoạn thời gian gần đây bởi vì thánh linh mộ táng xuất thế, trong phòng đấu giá Trung ương Vương Triều thứ 6 xuất hiện khá nhiều báu vật kinh thiên động địa, toàn là bán ra giá trên trời. Khi tiểu chấp sự thấy Lưu Tô Tử liền chạy lên nghênh đón, cúi gập đầu chào. Tiểu chấp sự khom lưng cười nịnh với Phong Phi Vân. Thì ra công tử là bằng hữu của Tử công tử, tiểu nhân có mắt không biết nhìn, thật là đáng chết, đáng chết. Phong Phi Vân sẽ không so đo với loại người ngã theo chiều gió, cười nói. Báu vật trong mộ táng thánh linh đều bị đại nhân vật lấy đi, tôm tép như chúng ta chỉ được uống chút canh thừa. Tiểu chấp sự dẫn đoàn người đi ra hậu đài phòng đấu giá, có tu sĩ khác định gửi báu vật cho phòng đấu giá. Các loại báu vật được lấy ra, bảo quang tràn ngập không gian. Trọng địa phòng đấu giá đương nhiên có cường giả tọa chấn, phụ trách an toàn nơi này. Đa ân người mới đến hậu đài phòng đấu giá thì thấy Cố bát thiếu gia mặc áo gấm hoa bào, dường như gã đang gửi nhờ báu vật gì. Rất nhiều thanh niên tài tuấn, thiên chi kiêu nữ theo bên cạnh Cố bát thiếu gia, cười nói vui vẻ. Một nữ nhân mặt mũi khá giống Lưu Tô Tử đứng bên cạnh Cố bát thiếu gia. Nữ nhân mặc áo đỏ, bộ dáng không có tuổi, da trắng như trứng gà bóc, cánh tay đều nhiều vòng ngọc màu đỏ, đẹp quyến rũ. Mấy thiên chi kiêu nữ khác lu mờ trước nàng. Cố bát thiếu gia khinh thường mấy thiên chi kiêu nữ, thiên chi kiêu tử nịnh bợ mình nhưng rất kiêng rẻ nữ nhân áo đỏ, không dám lỗ mãng. Cố bát thiếu gia liếc xéo Phong Phi Vân đứng bên cạnh, mắt nổi lên sát khí. Ha 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 ha, hôm nay thật tình cờ, không ngờ cửu đệ và tử công tử đến phòng đấu giá, không biết các người định đấu giá vô thượng thần bảo gì. Trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ Phong Phi Vân suýt lấy mạng Cố bát thiếu gia, hơn nữa hắn là người duy nhất biết bí mật của gã. Cố bát thiếu gia quyết tâm trừ khử Phong Phi Vân, nhưng không tiện ra tay trong phòng đấu giá. Nữ nhân xinh đẹp mặc áo đỏ bằng gấm đứng bên cạnh Cố bát thiếu gia che miệng cười nói. Đúng là tình cờ. Chẳng phải bình thường thất muội ghét bán yêu nhất sao? Tại sao hôm nay đi cùng một bán yêu đến phòng đấu giá? Lưu Tô Hồng kêu thất muội ý chỉ Lưu Tô Tử. Lưu Tô Hồng là địa tiểu thư cảnh chủ phủ, cũng là đại tỷ của Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử xếp hạng 7 trong cảnh chủ phủ, chỉ vì nàng thường mặc đồ nam nên mọi người gọi nàng là Tử công tử. Lưu Tô Tử cười nói. Ta chỉ ghét bán yêu không có thực lực, tự cam sa đọa. Với bán yêu có thực lực thì ta cũng múa ẩn quen biết. À, ra là vậy, nói thế là bán yêu này có vài phần tu vi. Lưu Tô Hồng cười nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt khinh thường nói. Bán yêu là bán yêu, tuyệt đối đừng ôm nhiều hy vọng vào loại người này. Ta khuyên thất muội ít tiếp xúc sinh vật đê tiện này đi, truyền vào tai các lão nhân trong gia tộc e rằng sẽ rất thất vọng với thất muội. Lưu Tô Tử cười nói. Cái này không nhọc đại tỷ quan tâm. Tiểu muội có chừng mực. Cố bát thiếu gia lên tiếng. Phong huynh đúng là anh kiệt trong bán yêu, nghe nói Phong huynh được nhiều báu vật trong mộ táng thánh linh, định đấu giá. Không biết có thể cho ta thấy quen mặt được không?
Trong đám tài tuấn đứng sau lưng Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng có kẻ cười khẩy nói. Bán yêu thì có được báu vật ghê gớm gì? Bát thiếu gia đấu giá thái cổ đan đình mang ra từ mộ táng thánh linh, được giám bảo sư định giá sơ bộ là 10 ức khối linh thạch, còn đấu giá đến giá cỡ nào thì? Ha ha ha, không biết được. 10 ức khối linh thạch là con số khổng lồ đối với tài tuấn kiệt xuất trong trung cổ thế gia. Chỉ có những người địa vị siêu cao trong trung cổ thế gia mới lấy ra được số tiền lớn như thế, những người khác nghe sẽ sợ teo tim. Phe Phong Phi Vân, Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia biến sắc mặt. Nếu để Cố lão bát đấu giá được 10 ức linh thạch thì lung lạc được bao nhiêu lòng người. Hơn nữa người trẻ tuổi tranh nhau một hơi, giờ tất cả bị 10 ức linh thạch chấn, nếu phe Lưu Tô tử, Cố Cửu thiếu gia cũng bị hù sợ thì thua khí thế ngay tại chỗ, rất khó khăn trong cuộc tranh quyền người thừa kế gia tộc. Người trẻ tuổi so kè đều bày trò cho mấy trưởng bối trong gia tộc xem, càng làm mạnh mẽ, ức chế đối thủ cạnh tranh càng được trưởng bối xem trọng, ủng hộ. Lưu Tô tử, Cố Cửu thiếu gia có địa vị không tầm thường trong gia tộc, có thể điều động được nhiều linh thạch. Nhưng kêu bọn họ lấy báu vật 10 ức khối linh thạch ra đấu giá thì làm khó cho họ. Phong Phi Vân cười nói. Lợi hại, không uổng là Cố Bát thiếu gia. Đi một vòng trong mộ táng thánh linh đã được trọng bảo giá trị 10 ức linh thạch, thật khiến người hâm mộ. Thiên tài tuấn kiệt phe Cố Bát thiếu gia lộ vẻ đắc ý. Phong Phi Vân được một ít báu vật trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, hắn lấy một mái ngói to ra. Ngói dài một thước, nặng hơn 8.000 cân, ánh vàng chói lọi, linh khí đậm đặc tựa như khắc bằng tiên ngọc. Một thiên tài tuấn kiệt sau lưng Cố Bát thiếu gia cười khẽ. Lấy một mái ngói ra. Giám bảo sư già của phòng đấu giá nhìn chằm chằm mái ngói trong tay Phong Phi Vân, mắt sáng rực. Giám bảo sư già nói. Mái ngói này ghê gớm, điêu bằng lưu kim thủy mẫu thạch. Lưu Tô tử rung động, cười nói. Đúng rồi, đúng là lưu kim thủy mẫu thạch. Lưu kim thủy mẫu thạch là tài liệu cần có để luyện chế linh khí thập phẩm trở lên, giá mắc vô cùng, có nhiều lúc là vô giá. Giám bảo sư già vui mừng nói. Phòng đấu giá chúng ta đã rất lâu không xuất hiện lưu kim thủy mẫu thạch khối to như vậy. Mấy hôm trước có lão nhân trung cổ thế ra hỏi có đấu giá lưu kim thủy mẫu thạch không, lần này một khối lưu kim thủy mẫu thạch to đưa đến phòng đấu giá chắc chắn sẽ bán ra giá không nhỏ. Một khối lưu kim thủy mẫu thạch nghiền thành mái ngói được cân xong, tổng cộng 8.657 cân 2 lượng. Bình thường lưu kim thủy mẫu thạch bán bằng đơn vị lượng. Một lượng lưu kim thủy mẫu thạch bán 1.400 linh thạch trở lên, nhưng nhiều lúc dù người có linh thạch cũng không thể mau lưu kim thủy mẫu thạch, vì vậy giá cả bán ra luôn cao hơn giá trung bình. Giám bảo sư già tính theo trọng lượng khối lưu kim thủy mẫu thạch ra giá bảo thủ. Giá quy định là 1 ức 2.000 vạn khối linh thạch. Chỗ ta có một ít mái ngói bằng lưu kim thủy mẫu thạch, không biết có thể lấy ra đấu giá chung không? Phong Phi Vân thốt câu này làm Cố Bát thiếu gia. Lưu Tô Hồng tim rớt cái bịch. Vẫn còn lưu kim thủy mẫu thạch. Nếu Phong Phi Vân lây ra thêm mấy miếng mái ngói chắc chắn giá trị hơn hẳn thái cổ đan đỉnh mà Cố Bát thiếu gia đấu giá. Cố Thập Tam thiếu gia đắc ý nói. Ha 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 ha. Đương nhiên có thể đấu giá hết, dù có thêm nhiều lưu kim thủy mẫu thạch hơn nữa chắc chắn bán được. Cố Thập Tam thiếu gia hận không thể xúi Phong Phi Vân lấy nhiều mái ngói ra đập vào mặt nhóm người đối diện. Lưu Tô Tử cẩn thận hơn nhiều, cười nói. Đây là bí mật thương nghiệp, đừng lấy ra bị người ta biết, tránh cho ai đó lộ tiếng gió ảnh hưởng kêu giá. Phong Phi Vân, chúng ta vào bên trong giám định đi. Cố Cửu thiếu gia cười nói. Tử công tử nói đúng, tài không thể lộ ra ngoài, điệu thấp là hơn. Trong ánh mắt âm trầm của Cố Bát thiếu gia, đám người Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử đi vào phòng kín, cấm chế mở ra. Phong Phi Vân liên tục lấy 15 mái ngói vàng ra, toàn làm bằng lưu kim thủy mẫu thạch. Ánh sáng rực rỡ vàng chói làm 4 nhân 10 mũ 7 mù mắt. Cố Thập Tam thiếu gia cười nói. Trời, cộng lại là 10 sau khối lưu kim thủy mẫu thạch, thế này thì bán được bao nhiêu linh thạch? Nếu để nhóm Bát Ca thấy nhiều lưu kim thủy mẫu thạch thế này không biết bọn họ có biểu tình gì. Ha 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 ha. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia thấy rộng biết nhiều cũng rất giật mình. Cái này không đơn giản là 16 mái ngói, nó đại biểu tài phú mấy chục ức linh thạch, đủ để lão nhân trung cổ thế ra chảy nước miếng. Phong Phi Vân lấy lưu kim thủy mẫu thạch ra đấu giá, trong lòng còn chút e ngại. Giá trị quá khổng lồ, không chừng bị ai đỏ mắt cướp giật. Đám người Cố Cửu thiếu gia,
Cố Thập Tam thiếu gia rất có thể nổi lòng tham, nếu bọn họ động tâm giết Phong Phi Vân cũng không lạ. Nếu ở nơi khác thì Phong Phi Vân không dám làm điều này. Nhưng chỗ này là Hồng Diệp Tinh, là trung tâm nguyên Diệp Hồng Cảnh. Chỉ có tinh cầu lớn này bất cứ gió thổi cỏ lay sẽ kinh động nhiều người. Dù người thế hệ trước muốn giết người cướp báu vật cũng không làm sạch sẽ được, đám tu sĩ bán yêu minh mà biết có người giết Phong Phi Vân, còn cướp báu vật của hắn, địa vị hiện tại của hắn trong bán yêu minh chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Khi đó cường giả tổng minh sẽ đến điều tra, đây là điều mà không trung cổ thế gia muốn gặp. Cho nên khả năng thế hệ trước đánh cướp Phong Phi Vân không lớn. Miễn thế hệ trước không ra tay thì Phong Phi Vân không sợ đám thanh niên tài tuấn chút nào. Phong Phi Vân lấy lưu kim thủy mẫu thạch ra bán là quyết định sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng. 16 khối lưu kim thủy mẫu thạch sức nặng cách biệt không lớn, giá quy định khoảng 1 ức linh thạch. Giá trị 16 khối lưu kim thủy mẫu thạch rất khả quan nhưng Phong Phi Vân muốn mua linh thú chiến hồn số lượng lớn, chưa gom đủ linh thạch. Ta còn thứ để đấu gái. Phong Phi Vân lấy cây cột đỏ rực thô một thước, dài 3 thước ra. Cột tỏa ánh sáng lửa đâm đau mắt người. Sau khi Phong Phi Vân lấy cây cột ra, nhiệt độ phòng kín trở nên nóng cháy như có lửa bao trùm, trong lửa chứa yêu khí đao động. Dám bảo sư già dụi mắt, run run nói. Đây, không, không lẽ đây là cây cột điêu bằng hỏa loan cốt? Dám bảo sư già chưa từng thấy hỏa loan cốt, lão chỉ đọc được trên sách miêu tả đặc điểm của hỏa loan cốt. Phong Phi Vân khẳng định suy đoán của giám bảo sư già, hắn gật đầu nói. Đây đúng là một cây hỏa loan cốt. Mọi người hết hồn, mấy thanh niên tài tuấn giật mình rất cằm. Hỏa loan yêu tộc là một trong 36 thái cổ thánh yêu tộc, huyết mạch cực kỳ cao quý. Gần vạn năm nay nhân tộc càng lúc càng mạnh mẽ, mở mang bờ cõi trên chiến trường vạn tộc. Nhưng bọn họ toàn đối phó yêu tộc nhỏ yếu gần lãnh thổ nhân loại, ví dụ Bạch Chu yêu tộc, Hổ Lang yêu tộc. Cự nghĩ yêu tộc vân vân. Những thái cổ thánh yêu tộc không thèm để nhân loại vào mắt, thái cổ thánh yêu tộc nào cũng mạnh hơn nhân loại, sinh ra trên đại lục này lâu hơn nhân loại. Nhân loại không bao giờ dám khiêu chiến với một thái cổ thánh yêu tộc, bọn họ kính sợ thái cổ thánh yêu tộc từ thái cổ đến nay. Cho bên yêu thi thái cổ thánh yêu tộc rất hiếm hoi trong quốc gia nhân loại, giá cực mắc. Tác dụng của hỏa loan cốt rất lớn, có thể tế luyện một số đan dược đỉnh cao. Một lượng nhỏ hỏa loan cốt đã là báu vật làm các luyện đan tông sư phát cuồng. Luyện đan tông sư là một tổng những người giàu nhất tu tiên giới, tin tức một khúc hỏa loan cốt được đấu giá mà truyền ra ngoài sẽ gây chấn động lớn. Giám bảo sư kinh nghiệm giỏi nhất phòng đấu giá bị mời ra, nghiên cứu cột hỏa loan cốt một phen, nói. Cây hỏa loan cốt này nặng 300 vạn cân, lúc hỏa loan sống tu vi đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng đã là cường giả cực kỳ khủng bố. Đây là số tài sản cách xù, giá thấp nhất là 300 ức linh thạch. Lưu Tô Tử bị rung động, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân như xem nhà giàu mới nổi, số tài sản quá khủng. Giám bảo sư trầm ngâm giây lát, cung kính hỏi. Không biết vị công tử này có vội sử dụng linh thạch không? Phong Phi Vân không hiểu tại sao giám bảo sư hỏi câu đó, hắn ngẫm nghĩ đáp. Ta bán những báu vật này đương nhiên vì cần dùng linh thạch gấp. Chủ yếu vì mua nhiều linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên. Giám bảo sư nhíu mày hỏi. Không biết công tử có thể kéo dài thời gian bán hỏa loan cốt chậm lại 3 ngày không? Phong Phi Vân hỏi. Tại sao vậy? Bởi vì báu vật khác nhau có nhóm người khác nhau mới rõ giá trị của nó. Cây hỏa loan cốt này là vô thượng kỳ bảo với luyện đan tông sư, nếu trong vòng 3 ngày chúng ta tuyên truyền ra ngoài chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều luyện đan tông sư đến. Bọn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ linh thạch, khi đó bán giá cao hơn bây giờ nhiều. Thì ra là vậy. Đương nhiên Phong Phi Vân hy vọng bán hỏa loan cốt giá càng cao càng tốt. Phòng đấu giá cũng muốn trích nhiều phần trăm hơn, hai bên chung ích lợi. Phong Phi Vân không có ý kiến gì, đợi 3 ngày cũng không sao. Vì đấu giá cao hơn, 16 khối lưu kim thủy mẫu thạch chia làm 3 đợt đấu giá, hôm nay chỉ đấu giá 6 khối. Khi đấu giá thanh niên tài tuấn Phong Phi Vân vội truyền tin về đại doanh bán yêu minh. Phong Phi Vân không yên tâm phòng đấu giá Mộng Thiên Cư, hắn truyền tin về bản công tử là hy vọng bán yêu minh phái cường giả đến bảo vệ mình. Thực lực không đủ mạnh thì làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Phong Phi Vân không tham gia hội đấu giá, hắn chờ ở bên ngoài, sau khi đấu giá kết thúc thì đi lĩnh linh thạch của mình. Trong hội đấu giá có 6 khối lưu kim thủy mẫu thạch tham gia đấu giá. Số tiền cao vượt giá quy định.
tổng cộng đấu giá được 15 ước 8.600 vạn linh thạch. Đặc biệt lưu kim thủy mẫu thạch thứ nhất đấu giá được 4 ước 6.000 vạn linh thạch. Mấy khối sau tuy giá thành giao thấp hơn nhưng cũng vượt qua giá thật của lưu kim thủy mẫu thạch. Từ đó thấy được nhu cầu thị trường lưu kim thủy mẫu thạch rất lớn. Sau khi kết thúc đấu giá, Mộng Thiên Cư lộ tin 2 ngày sau sẽ đấu giá tiếp lưu kim thủy mẫu thạch. Tin tức truyền ra hấp dẫn nhiều luyện đan tông sư đến, khi đó giá bán càng cao hơn. Phòng đấu giá rút chi phí đấu giá thay là 1%, Phong Phi Vân được 15 ước 7.000 vạn khối linh thạch, tức là 1.570 trùng động linh thạch. Cộng thêm 14 trùng động linh thạch trước đó, Phong Phi Vân có tổng cộng 1.584 trùng động linh thạch, bây giờ hắn dầu nứt đố đổ vách. Phong Phi Vân định đi mua linh thú chiến hồn nhưng Mộng Thiên Cư cho biết không có nhiều linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên như thế. Phong Phi Vân hỏi, sao có thể như vậy? Chẳng phải Mộng Thiên Cư là chỗ buôn bán lớn nhất thiên thu thần thành sao? Tại sao không có hơn 1.000 linh thú chiến hồn? Lưu Tô Tử trừng Phong Phi Vân. Người nghĩ linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên là củ cải sao? Hơn nữa người đòi linh thú chiến hồn huyết mạch thái cổ thánh thú thì càng hiếm hoi. Phong Phi Vân gật gù. Trong đại vực hiếm thấy tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên, Mộng Thiên Cư mốt hơi lấy ra 400 linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên đã là giỏi. Nhưng nếu người thật sự cần nhiều linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng như thế thì có thể điều từ thần thành khác đến đây. Lưu Tô Tử không rõ tại sao Phong Phi Vân cần nhiều linh thú chiến hồn như thế, nhưng nàng xem hắn là minh hữu quan trọng, cố gắng giải quyết vấn đề giúp hắn. Thần thành trên đại lục huyền bí không chỉ có thiên thu thần thành. Trong Hồng Diệp Tinh có nơi nguy nga, cổ xưa hơn thiên thu thần thành, đó là cảnh chủ thần thành, nhưng không nằm trong Mộng Thiên Hồ. Phong Phi Vân cần nhiều linh thú chiến hồn, với thực lực của Mộng Thiên Cư có thể trong thời gian ngắn gom đủ giúp hắn. Phong Phi Vân cười nói. Vậy thì không còn gì tuyệt hơn, ta đặt trước 1 vạn con. Phụt! Cố Thập Tam thiếu gia suýt sợ đến toàn thân co giật té xuống đất. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia lau mồ hôi trán. Quá oách, 1 vạn con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng, lại còn là huyết mạch thái cổ thánh thú. Đây là mối làm ăn lớn. Chỉ có Mộng Thiên Cư mới gom đủ cho Phong Phi Vân nổi. Lưu Tô Tử vốn đang phẩy quát nghe xong suýt đánh rơi cây quạt. Ngươi cần nhiều linh thú chiến hồn như thế làm gì? Phong Phi Vân cười nói. Ha 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 ha, ta nói dùng để tu luyện công pháp thì các ngươi có tin không? Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia trợn trắng mắt, hoàn toàn không tin. Tu luyện công pháp cần đến 1 vạn linh thú chiến hồn. Lúc này Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng, một đám thiên tài tuấn kiệt tiến đến. Mấy người Phong Phi Vân hết người, mặt lạnh như tiền. Cố Bát thiếu gia từ xa đã nói. Chúc mừng, Phong huynh lần này được nhiều báu vật trong mộ táng thánh linh, chỉ tính đấu giá tối nay đã được tài sản kếch xù hơn 10 ức linh thạch, thật khiến người hâm mộ. Lưu Tô Hồng mặc áo đỏ, da trắng chuết, gò má hơi hồng, đôi mắt trong trẻo, một dải sáng đỏ bao phủ người nàng. Lưu Tô Hồng tựa như tinh linh lửa. Lưu Tô Hồng cười nói. Thất muội, không ngờ ngươi nhặt được báu vật, có số tài phú này chắc sẽ nịnh nọt được nhiều lão nhân trong gia tộc. Ha ha ha, thật khiến tỷ tỷ khâm phục. Lưu Tô Tử đứng thẳng tắp, cười nói. Đây là tiền của Phong huynh, liên quan gì ta? Lưu Tô Hồng môi hồng răng trắng cười nói. Ha 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 ha, với thủ đoạn của ngươi muốn lấy linh thạch từ tay bán yêu dễ như trở bàn tay. Lưu Tô Hồng cho rằng Phong Phi Vân chỉ là nô lệ, địa vị thấp, dù hắn có 10 ức linh thạch thì cuối cùng số tiền kếch xù đó sẽ rơi vào tay Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nghe, không hề tức giận. Đây là thanh niên tài tuấn trong cảnh chủ phủ, trung cổ thế gia tranh phong, Phong Phi Vân vui vẻ ngồi ngó. Lưu Tô Hồng thấy Lưu Tô Tử không trả lời, cười nói. Nhưng tỷ tỷ phải nhắc nhở thất muội rằng tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với bán yêu. Dù bán yêu kinh tài tuyệt diễm đến mấy, giàu cỡ nào thì số phận đã định không thể đột phá vũ hóa cảnh, đã định trước không là cường giả thật sự trên đại thế. Thất muội quen với sinh vật đê tiện sẽ không có tương lai gì. Lưu Tô Hồng nói mấy câu đó chẳng chút kiêng dè Phong Phi Vân, không thèm để hắn vào mắt. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Các ngươi muốn đấu thì tự mình đấu, mắc mớ gì kéo lão tử vào. Mặt Phong Phi Vân cười nhưng đã biến thành cười nhạt. Cố Bát thiếu gia cười nói. Nghe bảo đêm nay Cửu Thiên Tiên Nữ sẽ giá lâm tiên hư hoa gian động thiên,
khi đó nhiều thiên tài tuấn kiệt Diệp Hồng Cảnh đều chạy qua, không biết các người có hứng thú đi không? Nghe tên Cửu Thiên Tiên Nữ, Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia rung động, hai người biết lai lịch của Cửu Thiên Tiên Nữ. Lưu Tô Tử cười nói, nếu tôn giá Cửu Thiên Tiên Nữ đã đến Hồng Diệp Tinh tất nhiên chúng ta phải đi giúp vui. Vậy ta sẽ đi tiên hư chờ cửu đệ và tử công tử, còn có phong huynh, ha 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 ha. Cố Bát thiếu gia mang theo một đám thiên tài tuấn kiệt trực tiếp rời đi. Mãi khi bọn họ đi xa, sắc mặt nhóm Lưu Tô Tử, Cố Cửu thiếu gia xa sầm. Biểu tình Cố Cửu thiếu gia cực kỳ nghiêm túc nói. Lão Bát đã hợp sức với Dại quận chúa, có vẻ bọn họ sẽ giúp đỡ cho nhau, đánh bại đối thủ cạnh tranh trong thời gian ngắn rồi ngồi lên vị trí người thừa kế gia tộc. Lưu Tô Tử nghiêm nghị nói. Lão Bát và đại tỷ đều xuất hiện ở Thiên Thu Thần Thành thì chắc còn hẹn ai khác. Cố Cửu thiếu gia gật gù, hít sâu, nói. Chắc Hoàng Thiên của Hoàng gia, Mộ Dung Tam Đắc của Mộ Dung gia tộc sẽ xuất hiện trong tiên hư. Ngọc thiếu gia cười nói. Tối nay sẽ có một trận đấu khó khăn. Cố gia hay Ngọc gia, Mộ Dung gia, Hoàng gia đều là trung cổ thế gia, truyền thừa xa xôi, nội tình gia tộc đặc biệt thâm sâu. Tài tuấn trong thế hệ trẻ quen biết nhau, âm thầm liên minh cùng đối phó địch thủ cạnh tranh. Đây là chuyện vinh quang chung hoặc chết chùm, chọn minh hữu là điều rất quan trọng. Phong Phi Vân gãi mũi cười nói. Ta càng hứng thú với Cửu Thiên Tiên Nữ hơn, nàng ta có lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là tiên nữ từ 9 tầng trời giáng trần? Ngọc thiếu gia cười nói. Cửu Thiên Tiên Nữ rất ghê gớm, ta chỉ nghe tên nàng chứ chưa thấy mặt. Cố Cửu thiếu gia góp lời. Ai kêu Cửu Thiên Tiên Nữ lần đầu tiên đến Diệp Hồng Cảnh? Được gọi là thiên chi kiêu nữ thiên phú cao nhất từ thời đại trung cổ đến nay của tiên hư, trong thế hệ trẻ Cửu Thiên Tiên Nữ gần bằng Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Lưu Tô Tử cười nói. Phong Bán Yêu, chẳng phải ngươi không có hứng thú với mỹ nhân sao? Phong Phi Vân nói. Sẽ có ngày tử công tử biết ta có hứng thú với mỹ nhân không? Vẻ mặt Lưu Tô Tử nghiêm túc nói. Cửu Thiên Tiên Nữ này không phải tiên nữ trên 9 tầng trời giáng trần. Cửu Thiên là dòng họ, tiên nữ ý chỉ nàng là thiên chi kiêu nữ xuất sắc thế hệ này của tiên hư. Cố Cửu thiếu gia nghiêm nghị nói. Phong huynh hãy cẩn thận, rất có thể Cửu Tiêu Tiên Thành, tu sĩ 12 vực đêm nay sẽ đến tiên hư. Đoàn người đi ra Mộng Thiên Cư, Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia, Ngọc thiếu gia rời đi, bọn họ rất chú trọng thịnh yến tiên hư hoa gian động thiên đêm nay. Giờ đi liên lạc minh hữu của mình. Bọn họ không muốn thua đối thủ cạnh tranh trong tình huống quan trọng thế này. Tài tuấn trung cổ thế gia đấu đá nhau đều có thủ đoạn của mình. Chỉ còn lại Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử ung dung bước chậm, Phong Độ Phiên Phiên theo sau Phong Phi Vân. Đi cửa thành làm chi? Lưu Tô Tử luôn làm bộ dáng bày mưu lập kế, trong đầu đang suy tư điều gì đó. Phong Phi Vân đáp. Đón người. Phong Phi Vân đi đón cường giả Bán Yêu Minh phái đến. Bán Yêu không có tư cách vào thần thành, đành nhờ thân phận của Lưu Tô Tử đưa người vào. Linh Cung chủ vốn cho rằng Bán Yêu Minh phái hai Bán Yêu lục giai đến bảo vệ mình đã là khá. Khi Phong Phi Vân đến ngoài Thiên Thu thần thành, thấy Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân, đây là hai vị Bán Yêu thất giai. Lưu Tô Tử hiểu ra, nàng liếc Phong Phi Vân, cười lắc đầu. Sao ngươi cẩn thận quá vậy? Chẳng lẽ ở chung với bản công tử còn sợ bị người cướp sao? Phong Phi Vân nói thật. Ta sợ bị tử công tử cướp. Lưu Tô Tử trợn to mắt lườm Phong Phi Vân, xoay người vào Thiên Thu thần thành. Phong Phi Vân, hai Bán Yêu thất giai Bán Yêu Minh đi theo Lưu Tô Tử vào thần thành. Không lâu sau màn đêm buông xuống. Vào đêm nhiệt độ Hồng Diệp Tinh đặc biệt lạnh, trên bầu trời đổ tuyết. Một hoa gian động thiên phúc địa Thiên Thu thần thành thì càng lúc càng náo nhiệt. Ngựa xe như nước, người ra vào tấp nập. Thỉnh thoảng có cường giả điều khiển kỳ thú đáp xuống, đi vào hoa gian động thiên. Bảng hiệu hoa gian động thiên viết hai chữ tiên hư, thần thánh mà uy thế khiếp người. Hoa gian động thiên không phải thanh lâu kỹ phường bình thường. Có hoa gian động thiên thậm chí địa vị, thế lực hơn hẳn trung cổ thế gia trong tu tiên giới. Chỉ tu sĩ có thân phận, tu vi đỉnh cao nhất mới có tư cách vào hoa gian động thiên. Tiên hư hoa gian động thiên là một trong mấy hoa gian động thiên cao cấp nhất. Đêm nay rất nhiều tu sĩ vào tiên hư hoa gian động thiên, đương nhiên chủ yếu là thanh niên tài tuấn. Tài tuấn các đại vực Diệp Hồng Cảnh đến, thiên tài tuấn kiệt trung cổ thế gia,
Tiên Thành, Thánh Phủ tới rông đúc. Thậm chí thiên kiêu nhân kiệt vài cảnh khác cũng nghe tin kéo đến. Nên biết Diệp Hồng cảnh có hơn 8.000 vực, một vực chỉ có một tu sĩ đến thì cộng lại cũng cỡ hơn 8.000 người. Thanh niên tài tuấn, tu sĩ tiền bối một vực đến không chỉ một người. Vì vậy Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên náo nhiệt chật ních, đạp sập ngưỡng cửa Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên. Giờ phút này, Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử chờ ở bên ngoài Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên, nhìn tu sĩ tới lui không dứt. Trong đó có tài tuấn nhận ra Lưu Tô Tử, tiến đến hành lễ, trò chuyện vài câu rồi vào Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên. Phong Phi Vân cười nói. Ta rất tò mò một điều, cảnh chủ phủ các người có bao nhiêu nhân tuyển cho vị trí người thừa kế cảnh chủ. Lưu Tô Tử dựa vào bên một cây cổ thụ đứng thẳng, mắt đẹp thần phong, xinh đẹp ảm tuấn tú. Lưu Tô Tử cười nói. Lưu Ly gia tộc chúng ta truyền thừa mấy ngàn vạn năm, tộc nhân trải rộng Diệp Hồng cảnh, thậm chí là nguyên trung ương vương triều thứ 6. Mỗi đời sinh ra thanh niên tài tuấn nhiều không đếm xuể, có một số người nổi bật trong một đám tài tuấn đông đúc này. Đời này càng buồn cười, đệ tử mạnh nhất Lưu Ly gia tộc toàn là nữ nhân. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Hay vì người thừa kế thế hệ này sinh ra từ nữ nhân? Có gì không được? Lưu Tô Tử nói. Cảnh chủ thiên ngân cảnh, động chủ ngũ kiếm động phủ, đạo chủ hằng hà cổ đạo đều là nữ nhân vẫn uy trấn nguyên trung ương vương triều thứ 6. Hơn nữa sau khi bọn họ trở thành chúa tể một phương thì môn hạ càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy miễn là năng lực mạnh, không chia nam nữ đều có thể trở thành người thừa kế. Phong Phi Vân từ miệng Lưu Tô Tử biết được bốn tài tuất xuất sắc nhất cảnh chủ phủ, toàn là đệ tử trực hệ của Lưu Ly gia tộc và là nữ nhân. Ai nấy tâm trí, thiên phú siêu phàm, thủ đoạn tàn nhẫn. Phong Phi Vân nghe xong chỉ có thể đồng tình đám thiên chi kiêu tử Lưu Ly gia tộc, đường đường nam nhi bảy thước lại bị mấy nữ nhân đè đầu cưỡi cổ. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia cuối cùng cũng đến, có hơn 10 thanh niên tài tuấn đi chung. Các thanh niên tài tuấn tu vi không tầm thường, tinh khí thần dồi dào, trang sức trên người toàn tế luyện bằng linh khí. Bọn họ là dự bị người thừa kế một số trung cổ thế gia, đứng trên đỉnh cao nhất thế hệ trẻ. Các thanh niên tài tuấn hành lễ hướng Lưu Tô Tử. Kính chào Lưu Tô Tử. Một nam nhân mặt bệnh tật trầm giọng nói. Ta nghe ngóng được Hoàng Thiên đã bí mật gặp gỡ Cố Lão Bát và Đại Quận Chúa, xem ra hắn chuẩn bị đầu vào đồng minh Đại Quận Chúa. Hoàng Thiên là tài tuấn số một hoàng gia trung cổ thế gia, vốn quen thân với Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử không tức giận, nàng cười nói. Hoàng Thiên đã không biết thời thế thì người thừa kế hoàng gia có lẽ sẽ thuộc về Vũ Trường Công Tử. Nam nhân bệnh trạng này là tài tuấn tuyệt đỉnh của hoàng gia, tên Hoàng Vũ Trường. Lưu Tô Tử sớm biết Hoàng Thiên tham gai vào đồng minh của Đại Quận Chúa nên mới phái người đi liên lạc với Hoàng Vũ Trường, lôi kéo nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ hoàng gia đến. Ánh mắt Hoàng Vũ Trường âm trầm, không phải loại người dễ chọc. Kết thành đồng minh với Tử Công Tử có tiền đồ hơn làm đồng minh với Đại Quận Chúa. Chỉ trách Hoàng Thiên không có ánh mắt, nếu tương lai ta trở thành gia chủ của Hoàng gia chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp Tử Công Tử leo lên ngôi cảnh chủ. Đám thanh niên tài tuấn cũng tỏ thái độ với Tử Công Tử, đoàn người đi vào Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên. Tên là Động Phủ đương nhiên có hoàn cảnh khác. Bước qua cửa cánh cửa cung khuyết, xuyên qua cửa tụ bằng linh khí đến một tiểu thế giới độc lập. Hương hoa thơm nức ập vào mặt. Các linh hoa cắm rễ trong không trung, các cánh hào bị gió thổi bay trong không khí. Trên bầu trời treo một viên minh châu to, to hơn trăng bình thường gấp mấy lần, chiếu ánh sáng xuống dịu dàng như ánh trăng, như một tầng vải bạc nối liền trời và đất. Một số linh điểu xinh đẹp bay trong linh hào hư không phát ra tiếng hót vui tai, đan xen thành khúc nhạc tuyệt vời. Ngọc Thiếu ra cười giảng dạy về hoàn cảnh lực lượng cho mọi người nghe. Chỗ này sửa từ một tòa bí cảnh trung cấp. Mỗi chỗ gọt rũa tỉ mỉ cố gắng đến mức tuyệt đẹp, chế tạo ra động thiên giống tiên cung hơn cả tiên cung thật. Ngọc Thiếu gia bình thường hay đi mấy chốn trăng hao này. Không khí vốn nghiêm túc, căng thẳng bị phong cảnh đẹp giảm bớt, mỗi người trò chuyện vui vẻ. Trong Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên linh vụ lượn lờ, sương trắng thấp thoáng bóng các cung khuyết như ẩn như hiện, có một số mỹ nhân quần áo sặc sỡ cưỡi hạc bay qua, để lại hình ảnh đẹp dễ sinh. Ngọc Thiếu gia ngựa quen đường cũ rất nhanh giao thiệp với người phụ trách xong xuôi, đám người được sắp xếp trên một linh đảo bay. Tòa linh đảo này ở vị trí rất tốt, có thể nhìn ra Tiên Hư Linh Sơn cách mấy trăm thước. Linh đảo to khoảng trăm thước, trận pháp vô hình bảo vệ xung quanh.
chỉ khi bị công kích thì các trận pháp mới hiện ra. Lưu Tô Tử ngồi trong một mái đình cổ kính, tay thua nâng chung rượu thanh đồng, môi son hé mở nhấp ngụm rượu. Giới thiệu bằng hữu mới cho mọi người, đây là một vị chiến vương của bán yêu minh, tên là Phong Phi Vân. Nghe nói mấy chữ bán yêu minh, đám thanh niên tài tuấn sắc mặt mất tự nhiên. Cố Cửu thiếu gia cười nói. Các người tuyệt đối đừng xem thường Phong huynh chỉ vì hắn là bán yêu, Phong huynh không giống bán yêu khác. Một thanh niên tài tuấn đến từ Thiên Môn Thánh Phủ cười nói. Nhân vật như Tiêu Thiên Duyệt còn chết vào tay Phong huynh, chúng ta nào dám khinh thường. Nịnh bợ Phong huynh còn không kịp nã là, ha 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 ha. Đám thanh niên tài tuấn nói mấy câu đó vì Lưu Tô Tử, sâu trong lòng bọn họ coi rẻ Phong Phi Vân. Ngoài hư không vang tiếng rít khẽ. Một linh đảo nổi bay tới gần chỗ bọn họ, đám thanh niên tài tuấn ngồi trên linh đảo. Một nam nhân lưng cõng ba cổ kiếm đứng bên linh đảo, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, không ngờ ngươi giết tam ca của ta xong còn dám vào Hoa Gian Động Thiên uống rượu, thật là gan to bằng trời. Linh đảo bay tới gần, dựa sát linh đảo nhóm Phong Phi Vân. Mấy thanh niên sát khí đằng đằng vượt qua hư không đáp xuống linh đảo. Phong Phi Vân ngồi trên ghế rồng điêu bằng ngọc thạch, nói. Ta không biết tam ca của ngươi, ta uống rượu có gì gan to bằng trời. Phong Phi Vân chậm rãi uống một hớp rượu, không thèm để mấy thanh niên kia vào mắt. Nam nhân lưng cõng ba thanh cổ kiếm lạnh lùng nói. Tam ca của ta là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt. Khí thế tăng vọt, bảy ảo ảnh linh thú chiến hồn hiện ra trên lưng nam nhân. Phong Phi Vân vẫn thản nhiên ngồi, nhẹ nhàng chắn khí thế từ đối phương. Thì ra ngươi nói Tiêu Thiên Duyệt. Có gặp hai, ba lần. Phải rồi, ngươi là ai? Ta là Tiêu Thiên Duệ, lần này đặc biệt đến lấy đầu của ngươi. Đám thanh niên tài tuấn Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường biểu tình cực kỳ khó xem. Linh đảo này là địa bàn của bọn họ, đám người Tiêu Thiên Duệ xông lên dễ như chơi, không nể mặt bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn tâm cao khí ngạo rất là bực mình. Tuy Cửu Tiêu Tiên Thành mạnh mẽ thật nhưng trung cổ thế gia không sợ Cửu Tiêu Tiên Thành. Mấy thanh niên tài tuấn định ra tay đuổi nhóm Tiêu Thiên Duệ đi, nhưng Lưu Tô Tử lắc đầu với bọn họ. Lưu Tô Tử truyền âm. Chuyện này một mình Phong Phi Vân tự gai ý quyết được. Một bán yêu có thể đối phó tài tuấn các đại vực, Tiêu Thiên Duệ sao? Nhóm thanh niên tài tuấn Hoàng Vũ Trường không mấy tin tưởng thực lực của Phong Phi Vân. Trên một linh đảo khá gần đó, đám người Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng ngồi chung một chỗ, thi triển báu vật linh kính, hào hứng nhìn bên Phong Phi Vân. Lưu Tô Hồng mỉm cười nói. Ha 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 ha, lần này để xem thất muội làm sao ứng đối. Thất muội quen với bán yêu kia là đang tự tìm rắc rối. Cửu Tiêu Tiên Thành không đơn giản là một tòa tiên thành, sau lưng nó có lai lịch rất lớn. Cố Bát thiếu gia nhìn chằm chằm mặt kính hiện hình Phong Phi Vân, cười cười, con ngươi lạnh băng. Tiêu Thiên Duệ là một tài tuấn tu vi tuyệt đỉnh của Cửu Tiêu Tiên Thành, đỉnh niết bàn đệ tứ trọng thiên. Tiêu Thiên Duệ là một trong mấy thế hệ trẻ đỉnh cao nhất Cửu Tiêu Tiên Thành trừ Tiêu Thiên Duyệt ra. Phong Phi Vân không sợ Tiêu Thiên Duệ, hỏi. Có phải đám thanh niên tài tuấn Cửu Tiêu Tiên Thành các ngươi đều chạy đến, ai giết ta thì người đó trở thành thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành mới? Tiêu Thiên Duệ đáp. Đúng vậy, sao ngươi biết? Phong Phi Vân cười nói. Ta đoán. Ngươi còn dám cười, theo ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Tiêu Thiên Duệ là nhân vật tuyệt đỉnh. Gã ra tay ngay không chút do dự, ngón tay lóe ánh sáng kim loại biến thành vuốt sắt xé rách hư không. Phong Phi Vân ngồi yên tại chỗ, ngón tay rực rỡ sắc vàng, đầu ngón tay dựng dục Phật quang, một chỉ điểm vào ngay giữa bàn tay Tiêu Thiên Duệ. Bùm! Phong Phi Vân ngồi vững vàng, Tiêu Thiên Duệ cảm giác có lực lượng rời núi lấp biển truyền vào lòng bàn tay, gã bị đẩy xa hơn 10 trượng, thụt lùi đến gần một cây cột ngọc mới dừng lại. Trong mắt Tiêu Thiên Duệ tràn đầy hoảng hốt. Gã cảm giác bàn tay đau thấu óc, tơ máu chảy ra. Những thanh niên tài tuấn giật mình, mấy người đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập khó tin. Chỉ một chỉ đánh lui Tiêu Thiên Duệ, bán yêu này quá mạnh. Sắc mặt Tiêu Thiên Duệ khó nhìn, gã đường đường là anh kiệt Cửu Tiêu Tiên Thành hế mà không đấu lại một bán yêu ti tiện. Nếu đồn ra ngoài thì Tiêu Thiên Duệ còn tư cách gì cạnh tranh vị trí thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. Hạo Kiếp Kiếm, Danh Tuyển Kiếm, Chư Thần Kiếm. Tam tài tuyệt mệnh kiếm trận. Ba thanh kiếm cổ trên lưng Tiêu Thiên Duệ cùng bay ra khỏi vỏ, biến thành ba luồng sáng trắng, xanh, đen,
kiếm khí siêu sắc bén, toàn là linh kiếm đẳng cấp linh khí thất phẩm. Ba luồng kiếm quang rực rỡ, khí lạnh ngày càng lạnh lẽo. Các kiếm khí bay ra biến thành muôn vàn bóng kiếm. Tiên hư hoa gian động thiên có các tầng ức chế lực lượng tu sĩ giảm thấp nhất nhưng vẫn không ngăn được linh khí kiếm uy đáng sợ. Phong Phi Vân hơi nghiêm túc, cổ tay tàn đầy Phật quang ngưng tụ thành lưỡi đao màu vàng, thân đao đan sen Phật ấn. Nhát đao chém ra, kiếm khí như dòng suối ập đến. Bùm 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 bùm. Đao khí chém nát từng tầng kiếm khí, cuối cùng cuốn bay ba thanh cổ kiếm linh khí thất phẩm. Ba thanh linh kiếm thoát khỏi Tiêu Thiên Duệ kiểm soát cắm vào một cột ngọc, thân kiếm đâm thủng qua đầu bên kia cột ngọc. Vạt áo Tiêu Thiên Duệ bị chấn rách từng miếng, lửa giận hừng hực. Tiêu Thiên Duệ gào thét. Tam tài kiếm vực. Tiêu Thiên Duệ thi triển vực của mình, triệu hồi ba thanh linh kiếm. Ánh sáng linh kiếm càng rực rỡ hơn, quấn quýt nhau thành một luồng lũ kiếm khí công kích Phong Phi Vân. Phật pháp vô biên. Phong Phi Vân chắp hai tay, người phát ra muôn vàn Phật văn. Vị trí hai tay dán nhau dâng lên một cột sáng vàng. Phong Phi Vân vỗ một chưởng kéo theo vô số Phật khí. Ầm. Luồng chưởng ấn phá tan tam tài kiếm vực, đánh ba thanh linh kiếm kêu bùm bùm, đập vào ngực Tiêu Thiên Duệ. Ngực Tiêu Thiên Duệ hõm xuống, máu phun ồ ạt. Quần áo Tiêu Thiên Duệ rách hết, máu thịt ở ngực nát như. Tiêu Thiên Duệ như hồ lô lăn lông lốc dưới đất. Phong Phi Vân cười nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng mơ giết ta. Ngươi và Tiêu Thiên Duệ cách biệt quá xa. Hôm nay trong tiên hư hoa gian động thiên, ta không giết ngươi. Trở về tu luyện vài năm đi. Tiêu Thiên Duệ tức xì khói, gã bị bán yêu đánh bại, đối phương còn nói mát. Tiêu Thiên Duệ phun búng máu. Vũ hóa phù lục. Tiêu Thiên Duệ lấy một tấm vũ hóa phù lục ra, tay siết chặt vũ hóa phù lục, cánh tay phình to làm ống tay áo rách toạc. Từng luồng sáng di chuyển trên cánh tay Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ vỗ một chưởng, khí vũ hóa tựa dòng lũ ập đến. Ánh mắt Phong Phi Vân tối tăm, cánh tay hiện Phượng Hoàng Vũ ngưng tụ thành vuốt khổng lồ. Phượng Hoàng liệt thiên. Vuốt thần Phượng Hoàng đâm tới, cứng rắn va chạm với Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ sử dụng vũ hóa phù lục ra cố thân thể nhưng không đỡ nổi một kích của Phong Phi Vân, lùi nhanh ra sau, cánh tay bị vuốt thần Phượng Hoàng vỗ tê dần. Ầm. Tiêu Thiên Duệ chưa lấy lại tinh thần thì Phong Phi Vân BC ông kích đợt hai. Vũ hóa phù lục bị đánh nứt một vệt, cơ thể Tiêu Thiên Duệ lùi hai bước, nội tạng sắp văng ra khỏi cổ họng. Tại sao mạnh dữ vậy? Tiêu Thiên Duệ thấy sợ, tu vi của đối phương quá cao, vũ hóa phù lục cũng không chịu nổi. Đây thật sự là bán yêu sao? Phong Phi Vân lại cho Tiêu Thiên Duệ một vuốt thần Phượng Hoàng, xuyên thấu ánh sáng vũ hóa phù lục kéo một miếng thịt Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ phun ra búng máu hét lên. Các ngươi còn không ra tay đi. Tiêu Thiên Duệ bị lực lượng vuốt thần Phượng Hoàng Kana nội tạng nát bấy, miệng chảy máu ồ ạt. 17 tu sĩ trẻ của 12 đại vực cùng lao vào Phong Phi Vân. 7 người là con cái của vực chủ, tu luyện công pháp đỉnh cao, đều ở Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. Tu vi của 7 người không bằng Tiêu Thiên Duệ nhưng vẫn rất mạnh, có tư cách vấn đỉnh vũ hóa cảnh. 7 người biết Phong Phi Vân cường đại, bọn họ cầm vũ hóa phù lục trong tay. 7 khí vũ hóa bắn ra như 7 dòng lũ xuyên suốt không gian. Nếu trên linh đảo không có trận pháp gia cố thì đã bị lực lượng này cấn vỡ. Cố Thập Tam thiếu gia nói. Nhóm người này thật đáng ghét, 8 người hợp sức đối phó một người, không sợ đồn ra ngoài bôi nhọ uy danh các vực chủ sao. Người Cố Thập Tam thiếu gia rực cháy chiến ý, thiết quyền như thần ngọc. Cố Thập Tam thiếu gia rất muốn lao ra giúp Phong Phi Vân một phen. Cố Cửu thiếu gia cười nói. Chờ thêm chút nữa, cho đến bây giờ Phong huynh vẫn chưa dùng binh khí, không thi triển lực lượng vực. Chứng minh Phong huynh ứng đối bọn họ rất nhẹ nhàng. Đám thiên tài tuấn kiệt gật gù, khâm phục sức chiến đấu của Phong Phi Vân, không ai xem thường hắn nữa. Một người đấu với 8 cường giả Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, thanh niên tài tuấn bình thường không làm được điều đó. Hai bán yêu thất giai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân gật gù, rất vừa lòng Phong Phi Vân thể hiện lực lượng. Hai người cười tâu toét. Ai nói bán yêu đã định sẵn không bằng thanh niên tài tuấn tiên thành? Ai nói bán yêu không thể tham gia tranh hùng thế hệ trẻ? Không thấy một mình Phong Phi Vân của bán yêu minh đấu với 8 tu sĩ cùng cảnh giới sao? Tin tức này truyền ra chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn trong bán yêu. Phượng Hoàng nghiệt hỏa.
Phong Phi Vân phun lửa biến thành hỏa vân đỏ rực công kích 8 thanh niên tài tuấn niết bàn đệ tứ trọng thiên. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện ra Phượng Hoàng Hỏa Thần vực thì lực lượng hủy diệt của Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa càng mạnh mẽ hơn, chớp mắt đốt con cái hai vực chủ trọng thương. Hai người nhờ Vũ Hóa Phù Lục bao bọc nên không bị đốt chết. Tiêu Thiên Duệ vận dụng lực lượng Vũ Hóa Phù Lục chỉ miễn cưỡng chặn lại Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Tiêu Thiên Duệ hoảng hốt nói: "Đây là ngọn lửa gì? Sao sức phá hoại lợi hại như vậy?" Nhưng lực lượng của Vũ Hóa Phù Lục bị nhiệt hỏa đốt, chỉ còn là vấn đề thời gian tới lúc bọn họ bị Phong Phi Vân tấn công. Tám thanh niên tài tuấn niết bàn đệ tứ trọng thiên bị Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa đốt chảy mồ hôi ròng òng, da đỏ rực, cơ thể sắp bốc cháy. Bùm 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 bùm. Hai con vực chủ bị thương nặng không chống nổi Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa xâm thực, cơ thể đốt cháy như đèn lồng. Hai người gào rú vùng vẫy trong lửa, một lúc sau cơ thể thành đống cho rơi dưới đất. Tiêu Thiên Duệ biến sắc mặt, đùi co giật. Tiêu Thiên Duệ cắn răng. Chúng ta đi. Bọn họ nhìn ra được Phong Phi Vân không dễ chọc, sáu người điều khiển Vũ Hóa Phù Lục chậm rãi rút đi. Các ngươi cho rằng có thể đi sao? Phong Phi Vân không định thả hổ về rừng. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, tốc độ mau nha tia sáng lao vào Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa, nhanh như chớp liên tục vỗ sáu trường. Bùm 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 bùm. Tu sĩ chúng bàn tay Phong Phi Vân thì cơ thể vỡ thành mấy mảnh, máu thịt tách rời khỏi xương rơi vào Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Những thịt, xương bị Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa đốt cháy, rất nhanh thành rúm bụi đen. Tám thanh niên tài tuấn, bao gồm Tiêu Thiên Duệ đều bị giết, xác bị Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa luyện hóa chỉ còn đống cho tàn. Phong Phi Vân nuốt Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa vào bụng, luyện hóa đến khắp người. Phong Phi Vân tiêu sái ung dung đi hướng đám người Lưu Tô Tử. Ánh mắt mọi người nhìn Phong Phi Vân đã thay đổi. Giết người dứt khoát, ra tay tàn nhẫn, một kẻ độc. Các thanh niên tài tuấn đánh giá Phong Phi Vân như thế. Lưu Tô Tử ngồi trong đình, tay trắng nõn nâng bình rượu thanh đồng, rót tuyển LNS tử vào chung rượu. Mắt Lưu Tô Tử sáng lấp lánh, cười nói. Phong huynh không uổng là người giết Tiêu Thiên Duyệt, sức chiến đấu khiến người khâm phục. Khổng Hầu đại nhân, e rằng trong bán yêu mình ít có thiên kiêu như Phong huynh. Khổng Hầu đại nhân bán yêu thất giai nói. Từ thời đại trung cổ đến nay trong bán yêu minh không có hơn 10 thiên kiêu như Phong Phi Vân. Lưu Tô Tử bưng ly rượu lên đưa cho Phong Phi Vân, cười nói. Ly này kính Phong huynh thi triển thần uy hào tình liên tục chém 8 người, cũng hy vọng Phong Phi Vân trở thành bán yêu đầu tiên phá vỡ nguyền rủa, bán yêu không lên vũ hóa. Các thanh niên tài tuấn nâng ly, xem Phong Phi Vân là nhân vật có tư cách ngồi ngang hàng với Âm Ình. Có người nịnh hót, sức chiến đấu của Phong huynh cường đại, nếu thi triển ra lực lượng vực chắc có thực lực đấu ngang niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Đương nhiên đây chỉ là lời ton hót, không ai tin tưởng Phong Phi Vân có sức mạnh đối kháng tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Dù sao cách biệt một cảnh giới niết bàn thì lực lượng chênh lệch rất lớn, muốn chiến đấu vượt cảnh giới rất khó khăn. Cố Cửu thiếu gia cười hỏi. Mới rồi Phong huynh thi triển chiêu thần thông kia sánh bằng tuyệt học của kiếp lực. Chắc là thần thông bảo thuật sao chép từ Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Bọn họ cảm nhận được ngọn lửa vừa rồi rất mạnh, ngọn lửa áp chế cả 8 tu sĩ cùng cảnh giới. Bảo thuật này dù không bằng Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa thì cũng đã rất lợi hại. Phong Phi Vân qua loa đáp. Đúng là thần thông từ Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Lý do đám thanh niên tài tuấn thân thiện với Phong Phi Vân là vì làm cho nhóm Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng xem. Bọn họ muốn nhờ vào uy thế trận chiến vừa rồi của Phong Phi Vân nâng cao khí thế cho phe mình. Phong Phi Vân hiểu suy nghĩ của bọn họ, hắn cũng lợi dụng thế lực sau lưng đám thanh niên tài tuấn ngăn áp lực từ Cửu Tiêu Tiên Thành, 12 vực. Mới rồi tại sao Phong Phi Vân giết 8 thiên tài tuấn kiệt? Vì muốn kéo đám thanh niên tài tuấn này xuống nước, chỉ có như thế Phong Phi Vân mới càng an toàn. Trong khi đám người Phong Phi Vân cười nói vui vẻ, đám người trên linh đảo phe Lưu Tô Hồng, Cố Bát thiếu gia sắc mặt âm trầm. Thiên kiêu số một hoàng gia, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thiên Duệ làm người ta quá thất vọng, không đánh lại một bán yêu. Mất mặt thật, 8 người hợp tác mà bị một bán yêu đánh như con chó. Lần này đám Cố Lão Cửu, Hoàng Vũ Trường càng kiêu ngạo hơn. Lưu Tô Hồng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên mặt kính, khuôn mặt xinh đẹp cười tủm tỉm. Lưu Tô Hồng nhe hàm răng trắng. Bán yêu này hơi mạnh. Ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.
Một vị đại nhân vật của Cửu Tiêu Tiên Thành đã âm thầm tỏ ý trong thế hệ trẻ Tiên Thành ai giết chết Phong Phi Vân thì người đó sẽ trở thành thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành mới. Hôm nay sẽ có khá nhiều tài tuấn Cửu Tiêu Tiên Thành kéo đến. Cố Bát Thiếu gia nhìn chằm chằm luồng xích hà phía chân trời, cười nói. Vị nhân vật này trở về từ chiến trường vạn tộc, có kịch hay để xem rồi. Nghe Cố Bát Thiếu gia nói, mọi người nhìn hướng xích hà cuối trời. Cùng lúc đó, trên linh đảo cách nhóm Cố Bát Thiếu gia không xa, đám người Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử cũng cảm giác ánh sáng nóng cháy bắn hướng bên này. Cả đám đưa mắt nhìn sang. Lưu Tô Tử nhíu mày nói. Là hắn. Phong Phi Vân cảm giác địch ý từ trong xích hà. Là ai? Thứ tử vực chủ xích mộc vực, Mạc Thái Khuất. Đây là một trong các tài tuấn đỉnh cao nhất thế hệ trẻ hoàn thiên cảnh, quanh năm mang binh trong chiến trường vạn tộc, rèn luyện sự sống và cái chết. Tiêu Thiên Duệ thua xa. Vù 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 vù. Mạc Thái Khuất cưỡi một con chiến thú người bốc lửa cháy lao đến. Mạc Thái Khuất mặc áo gã íp nhuộm máu, sát khí khiếp người đáp xuống một tòa linh đảo nổi, chấn vỡ ngọc thạch. Chiến thú dưới thân Mạc Thái Khuất ngửa đầu hú dài, phát ra tiếng rú đinh tai nhức óc. Mạc Thái Khuất cầm chiến máu nhuộm máu, trên chiến mâu đầy khí túc sát khiếp hồn người. Chỉ có chiến binh hấp thu bao nhiêu máu me mới có sát khí như thế. Mạc Thái Khuất chỉ chiến mâu vào đám người Phong Phi Vân, lạnh lùng quát. Ai là Phong Phi Vân? Lăn ra đây chịu chết. Linh đảo nơi Mạc Thái Khuất đứng là tòa linh đảo lúc trước Tiêu Thiên Duệ điều khiển, cách linh đảo nhóm Phong Phi Vân chỉ có hơn 10 trượng. Mọi người cảm nhận rõ ràng sát khí khiếp người từ Mạc Thái Khuất, khí thế đó mạnh mẽ hơn Tiêu Thiên Duệ gấp vô số lần. Người Mạc Thái Khuất đầy máu, như kỵ sĩ đẫm máu. Xem bộ dáng Mạc Thái Khuất mới trở về từ chiến trường vạn tộc. Chưa kịp cởi áo giáp đã chạy vào Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên. Hôm nay có rất nhiều tu sĩ đến Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên, đa số biết mặt Mạc Thái Khuất. Trong sương khói mông lung, một số tài tuấn tụ tập trên linh đảo trò chuyện. Không ngờ cái tên này quay về từ chiến trường vạn tộc, chắc vì Phong Phi Vân giết huynh trưởng của hắn. Bán yêu này thật biết gây sự, trêu chọc cả Mạc Thái Khuất. Đây là người vững vàng xếp 10 hạng đầu thế hệ trẻ hoàn thiên cảnh. Mắt Mạc Thái Khuất âm trầm, chiến mâu chỉ lên trời nói. Nếu ngươi còn không xuất hiện thì đừng trách ta giết vào đại doanh bán yêu minh. Kêu cái gì, ta đã ở đây. Phong Phi Vân đã ở trên linh đảo của Mạc Thái Khuất từ bao giờ? Phong Phi Vân ngồi trên tầng 2 đỉnh cổ bát giác, tựa vào lan can, tay cầm bình rượu thanh đồng, vừa uống vừa gật đầu cười với Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất ngạc nhiên, gã không phát hiện Phong Phi Vân leo lên linh đảo này từ bao giờ. Theo kinh nghiệm rèn luyện nhiều năm trên chiến trường vạn tộc, Mạc Thái Khuất cảm thấy bán yêu trước mắt rất nguy hiểm, không phải kẻ yếu cho gã tùy tiện giết. Mạc Thái Khuất thấy ngạc nhiên nhưng khí thế không yếu chút nào, trường máu nhuộm máu chỉ vào Phong Phi Vân ở phía xa, nói. Ca ca Mạc Thái Tuấn của ta chết trong tay ngươi. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ hỏi. Nếu ta không thừa nhận thì ngươi có tin không? Mạc Thái Khuất trả lời. Đương nhiên là không. Phong Phi Vân nói. Thế thì ta không thừa nhận. Ngươi dám trêu chọc ta. Tiểu tử, trong vòng 10 chiêu ta sẽ đóng đinh ngươi vào 16 đê này. Chiến thú dưới chân Mạc Thái Khuất mặc áo giáp dày, lao nhanh bão tố đạp nát nền đá ngọc, đụng gãy các cây linh mộc ngàn năm, đụng vào đỉnh cổ bát giác. Đỉnh cổ vỡ thành mấy mảnh, ami ngói, cây cột, lan can bay tứ tán thành đống đổ nát. Phật quang vàng bao bọc người Phong Phi Vân. Xoay quanh bay thẳng lên trời rồi nhanh chóng rớt xuống. Phong Phi Vân đánh ra trường ấn Phật màu vàng khổng lồ. Mắt Mạc Thái Khuất lạnh băng như sói máu không chút tình cảm, trường mâu trong tay lóe hoa văn huyền bí như sắp sống lại. Chiến mâu đâm không gian sắp xuyên thấu khung trời. Phong Phi Vân kêu lên. Nguy rồi. Sức chiến đấu của Mạc Thái Khuất quá kinh khủng, vượt qua phỏng đoán của Phong Phi Vân. Trường mâu đâm thủng Phật trưởng của Phong Phi Vân, lại xuyên qua người hắn. Trường mâu đâm từ phần đầu, xuyên thủng cả người Phong Phi Vân. Nhiều người tim đập nhanh, Mạc Thái Khuất mạnh thế sao? Một mâu đóng đinh chết bán yêu vừa rồi mạnh mẽ kia. Đột nhiên cơ thể Phong Phi Vân nhạt dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Thì ra chỉ là ảo ảnh của bán yêu. Nhát mâu đó thật sự rất mạnh, khi Phong Phi Vân nhận ra không may hắn liền thi triển luân hồi tật tốc độ mau nhất miễn cưỡng tạt ngang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo biểu hiện giả dối,
mọi người thấy cơ thể Phong Phi Vân bị đâm xuyên. Lưu Tô Tử đứng bật dậy, thân hình mảnh khảnh như cây liễu, mắt sáng rực nói. Mạc Thái Khuất cầm linh khí thập phẩm. Lời thốt ra, các thanh niên tài tuấn tim đập nhanh hết hồn. Các cặp mắt nhìn chăm chú vào trường mâu trong tay Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất giơ trường mâu nhuộm máu, huyết khí bốc lên trên lưỡi mâu, có yêu hồn chấn động. Mạc Thái Khuất nhìn Phong Phi Vân đứng ở phía xa, lạnh lùng cười. Đúng vậy, cái này đúng là yêu khí thập phẩm, ta chiếm được trên chiến trường vạn tộc. Nhưng yêu hồn trong yêu khí bị tổn thương, chỉ có thể phát huy ra 30% chiến uy yêu khí thập phẩm. Yêu khí thập phẩm và linh khí thập phẩm về bản chất giống như nhau, chẳng qua tộc quần khác nhau xưng hô chiến binh. Linh khí thập phẩm có thể xem như chiến khí đỉnh cao nhất trong một số đại vực nhỏ yếu, dù chỉ phát huy ra 30% lực lượng cũng hơn xa chiến bảo linh khí cửu phẩm, đủ làm vực chủ các đại vực giành giật. Tuy khí linh của linh khí thập phẩm bị hư hỏng nhưng cho thời gian chắc chắn Mạc Thái Khuất có thể tế luyện hoàn thiện, thể hiện chiến uy đầy đủ của linh khí thập phẩm. Mạc Thái Khuất được một yêu khí thập phẩm tàn khuyết, cái này đủ giúp sức chiến đấu của hắn tăng mảng lớn. Mạc Thái Khuất vốn có tu vi sơ kỳ niết bàn đệ ngũ trọng thiên, rèn luyện quanh năm trên chiến trường vạn tộc, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa tu sĩ cùng đẳng cấp. Bán yêu tên Phong Phi Vân khó sống nổi, người đoán xem nhóm Tử công tử, Cố lão cửu có ra tay giúp đỡ không? Cái này khó nói, Mạc Thái Khuất mang theo sát khí vô biên đến, lại cầm yêu khí thập phẩm. Dù là Tử công tử chưa chắc đánh lại hắn. Đám người Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng cười nhạt chờ xem kịch, muốn biết Lưu Tô tử sẽ làm sao. Bọn họ cảm thấy lúc này Lưu Tô tử rất khó xử, nếu nàng giúp Phong Phi Vân chắc chắn đắc tội kẻ địch nặng ký Mạc Thái Khuất. Nếu Lưu Tô tử không giúp Phong Phi Vân thì hắn chết trong tay Mạc Thái Khuất, nàng mất mặt. Bọn họ cho rằng lúc này Lưu Tô tử đâm lao phải theo lao. Phong Phi Vân đứng ở một góc linh đảo, vẻ mặt không hề sợ hãi. Phong Phi Vân nói, tuy yêu khí thập phẩm bị hư hỏng nhưng nếu cướp lấy chắc có thể bán giá tốt. Mạc Thái Khuất trầm giọng quát, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Thanh âm như sấm chấn linh đảo dưới chân rung bần bật, tùy thời sụp đổ. Kim Tàm Phật vực. Phong Phi Vân chắp hai tay, lòng bàn tay tỏa Phật quang rực rỡ, sau lưng hiện vòng Phật khổng lồ, dưới chân ngưng tụ Phật đài 72 phẩm. Thân thể Phong Phi Vân trở nên vô cùng thần thánh, thiên địa ngâm sướng phản âm, như có Phật đà giáng thế. Phản âm lảnh lót như 10 vạn Phật giả tụng kinh. 10 vạn 8 ngàn con Phật tàm màu vàng bay quanh người Phong Phi Vân, bao phủ nguyên linh đảo. Một gốc cây ngọn cỏ trên linh đảo tỏa ánh sáng Phật, một mái ngói một cục đá cũng ánh vàng chói lọi. Cảnh tượng quá thần thánh, Phật quang màu vàng gần như chiếu sáng một nửa tiên hư hoa gian động thiên. Phật quang biến động phủ này thành một tòa Phật vực. Nhiều tu sĩ thế hệ trước hết hồn vì Phật quang, cho rằng truyền nhân của Thái Cổ Thánh Phật miếu đến, lúc biết là bán yêu thì rất ngạc nhiên. Độ yêu diệt thần thức. Mạc Thái Khuất cưỡi chiến thú lao nhanh xông lên, chiến mâu đêm tới, nhuệ khí hóa thành thực chất, mắt thường có thể nhìn thấy. Trường mâu đâm vào kim tàm Phật vực như đâm vào vũng lầy, nhuệ khí bị lực lượng Phật vực không ngừng mài mòn. Phong Phi Vân niệm kinh Phật. Chậm rãi đánh ra một Phật ấn vào. Bàn tay Phong Phi Vân như đúc bằng kim đồng, vô số kim tàm bay quanh cánh tay hắn đánh vào mũi trường mâu phát ra tiếng leng keng. Bùm! 72 phẩm Phật liên dưới chân Phong Phi Vân bay lên như bị gió thổi, bay ra sau ba trượng. Ground! Vì tốc độ lao nhanh bị ngăn cản, con chiến thú dưới chân Mạc Thái Khuất suýt bị chấn gãy đôi chân, trong giáp ứa máu đỏ. Chiến thú gào rú chói tai, thân thú đứng thẳng. Trước 746, lực lượng. Cố Thập Tam thiếu gia kích động nói. Chặn lại, Phong huynh tay không chặn lại yêu khí thập phẩm của Mạc Thái Khuất, chẳng lẽ Phong huynh tu luyện công pháp của Thái Cổ Thánh Phật môn nào đó? Cố Thập Tam thiếu gia suýt nhảy cẫng lên. Đám thiên tài tuấn kiệt Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường cũng hết hồn, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên linh đảo, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Tay không chặn lại linh khí thập phẩm. Lưu Tô Tử chớp mắt. Môi hồng răng trắng, cười tủm tỉm, hàng mi cong, phẩy quạt. Lưu Tô Tử cười nói. Thứ Phong Phi Vân sở trường nhất không phải lực lượng àm là tốc độ, nếu hắn thật sự không đánh lại thì sớm thi triển tật tốc rút lui. Phong Phi Vân sẽ không liều mạng đấu cứng với Mạc Thái Khuất. Hoàng Vũ Trường nói. Nói vậy là hắn nắm chắc có thể đánh bại Mạc Thái Khuất. Hoàng Vũ Trường càng nói giọng càng thấp, vì gã không tin chuyện đó sẽ xảy ra.
Một bán yêu vượt qua cảnh giới đánh bại thiên kiêu tay cầm linh khí thập phẩm, có thể không? Hoàn toàn là hai đẳng cấp lực lượng đụng độ. Lưu Tô Tử trầm ngâm, cây quạt nhẹ gõ đài ngọc thạch. Lưu Tô Tử không đoán bừa. Mễ sao mà u hống. Phong Phi Vân liên tục niệm kinh văn cổ xưa, kim tàm Phật khí đậm đặc hơn ban đầu. Các kim tàm lơ lửng trong không khí như súng lịa, phát ra tiếng Phật ầm ầm. Mạc Thái Khuất cầm chiến mâu, mắt âm trầm nhìn Phong Phi Vân. Mạc Thái Khuất nói, hãy giao vô thượng Phật Pháp mà ngươi tu luyện ra đây, cho ngươi chết toàn thây. Mạc Thái Khuất nhìn ra được kim tàm Phật vực lợi hại, biết Phong Phi Vân là tu luyện một loại vô thượng Phật Pháp. Nếu Mạc Thái Khuất có loại vô thượng Phật Pháp này ích lợi lớn hơn giết Phong Phi Vân nhiều. Một tòa linh đảo bay tới gần, lão tăng đứng trên linh đảo, mặc cà sa màu vàng, mỗi tấc da lóe bảo quang, con ngươi trong hốc mắt rực rỡ như Phật châu. Lão tăng nói, nếu tiểu thí chủ đưa Phật môn cổ kinh tiểu thí chủ tu luyện cho bổn tọa lật xem 3 ngày, bổn tọa nguyện ý bảo vệ ngươi. Bổn tọa bảo đảm cửu tiêu tiên thành, vực chủ 12 vực không đụng vào tiểu thí chủ được. Khí thế trên người lão tăng khổng lồ, như một gốc thần thụ đứng trên linh đảo. Đám thanh niên tài tuấn không dám nhúc nhích. Là một trong 3 thần tăng tu di cổ miếu, Bất Lậu Thiền Sư. Đồn rằng từ 5.000 năm trước Bất Lậu Thiền Sư đã đến vũ hóa cảnh, nhân vật như thế cũng muốn Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Hay Phong Phi Vân thật sự tu luyện cổ kinh truyền ra từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Thái Cổ Thánh Phật Miếu truyền ra bất cứ báu vật nào đều là báu vật vô thượng. Trung cổ thế gia cũng sẽ liều mạng cướp giật. Phong Phi Vân biết sau khi thi triển kim tàm Phật vực sẽ gây sóng gió, nhưng hắn không sợ đám lão nhân ra tay cướp giật. Thứ nhất, đám lão nhân có điều kiêng rẻ bán yêu minh. Thứ hai, bây giờ Phong Phi Vân là chiến vương, không phải ai muốn cướp là cướp. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, không tìm hiểu rõ lai lịch kinh Phật Phong Phi Vân tu luyện, không ai tùy tiện tấn công. Ai dám bảo đảm không chê vào đại nhân vật trong Thái Cổ Thánh Phật Miếu? Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Xin lỗi, bảo kính này là gia sư thân truyền, không thể giao cho bất cứ người nào nhìn lén. Phong Phi Vân nói vậy khiến đám tu sĩ càng khẳng định sau lưng hắn có ân sư đến từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Cái này ghê gớm, trung cổ thế gia không chê vào nổi bất cứ tòa Thái Cổ Thánh Phật Miếu nào, vực chủ đại vực bình thường càng e ngại hơn. Sau khi biết tin này vui nhất là bán yêu thất giai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân. Thứ hai là đám thanh niên tài tuấn phe Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân không nói hắn có ân sư từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu thật không, nhưng câu kia dẫn suy nghĩ của mọi người về hướng đó. Nhiều lão nhân dục dịch yên phận lại, không dám tùy tiện ra tay. Bất Lậu Thiền Sư không rút đi, vẫn đứng trên linh đảo nhìn ra xa. Bất Lậu Thiền Sư chưa bỏ cuộc muốn thấy Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Mạc Thái Khuất hừ lạnh một tiếng. Dù sư tôn của ngươi thật sự là tiên hiền thánh tăng của Thái Cổ Thánh Phật Miếu cũng nên hiểu đạo lý giết người đền mạng. Ngươi giết đại ca của ta, hôm nay ta nhất định sẽ chặt cổ ngươi để bái tế ca ca. Trường mâu kêu đi đùng phát ra yêu quang chói mắt, lực lượng khổng lồ truyền ra, là lực lượng của linh khí thập phẩm. Chu Vương thức. Lực lượng trên chiến mâu liên tục tăng lên, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Một kích đâm tới. Linh đảo chìm xuống hơn 10 trượng. Phật bình ấn. Hai tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật quang vô tận, biến thành hai bảo bình đánh nát uy lực từ linh khí thập phẩm. Hai bảo bình đánh chết chiến thú dưới thất Mạc Thái Khuất thành bãi thịt, máu chảy ra từ áo giáp vỡ. Mạc Thái Khuất nhảy lên biến thành cái bóng đỏ, khí lạnh khiếp người lại đâm một mâu xẹt qua cổ Phong Phi Vân. Cánh tay Phong Phi Vân như bằng đồng thau va chạm với yêu mâu đẳng cấp linh khí thập phẩm, đánh bật mũi mâu. Không uổng là yêu khí thập phẩm, dù bị tàn khuyết nhưng vẫn hết sức cường đại, chấn cánh tay Phong Phi Vân đau nhức. Mạc Thái Khuất giật mình nhiều hơn, yêu khí thập phẩm một khi bị kích hoạt thì một luồng yêu quang có thể chấn vỡ đất đai vạn dặm, mâu đâm lên trời xuyên thủng thiên thạch vực ngoại. Mạc Thái Khuất không dám tin có người dùng cánh tay đỡ yêu khí thập phẩm và thành công. Bùm 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 bùm. Phong Phi Vân tay không đấu với yêu khí thập phẩm đánh ra tiếng vang đinh tai, không khí kêu ầm ầm. Mọi người ngây ngốc, bán yêu này quá oách, độ mạnh cơ thể đến trình độ nào rồi. Lưu Tô Hồng luôn khinh thường Phong Phi Vân cũng lộ vẻ mặt giật mình, mắt chớp chớp khó tin. Liệt diễm chiến vực. Mạc Thái Khuất đánh mãi không thắng, gã thi triển vực của mình. Chiến vực vận chuyển, lửa vô tận lao ra từ cơ thể Mạc Thái Khuất, lửa biến thành chiến trường địa ngục. Xương đỏ thấm,
qua gãy, tường sụp, tinh hồn, máu chảy hiện ra trong chiến vực. Mạc Thái Khuất càng mạnh mẽ hơn nữa, trường mâu như hỏa long xuyên qua ngọn lửa rực rỡ va chạm vào Phật bàn màu vàng Phong Phi Vân ngưng tụ ra, chấn Phật bàn nứt rạn. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên sắc bén, lặng lẽ phát ra phượng hoàng hỏa thần vực. Các đốm lửa khuếch tán từ lỗ chân lông của Phong Phi Vân. Vực của Mạc Thái Khuất là liệt diễm chiến vực, còn vực của Phong Phi Vân là kim tàm Phật vực, bao phủ linh đảo hoàn toàn, ít ai thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Không ai biết Phong Phi Vân đã lặng lẽ phát ra phượng hoàng hỏa thần vực. Từng đợt lực lượng phượng hoàng hỏa thần di chuyển trong linh đảo, lửa trồng lên liệt diễm chiến vực của Mạc Thái Khuất. Chỉ một người nhận ra khác lạ, kẻ đó chính là Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất cảm giác hành động của mình chậm dần, nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, cao vượt mức, sắp hòa tan áo giáp. Nhiệt độ cao đến nỗi Mạc Thái Khuất không chịu nổi. Sao có thể như vậy? Ta tu luyện liệt diễm chiến vực, chẳng lẽ chiến vực bắt đầu phản phệ ta? Không đúng, tự dù liệt diễm chiến vực phản phệ thì nên là từ trong đến ngoài chứ không phải từ ngoài vào trong. Tuy Mạc Thái Khuất nhận ra tình hình không ổn nhưng còn trong phạm vi chịu đựng, gã chiến đấu thần dũng hơn, rót hết lực lượng trên người vào yêu khí thập phẩm, kích phát khí linh trong yêu khí ra hình thành cái bóng thú chuột lửa sáu chân cắn nuốt lực lượng kim tàm Phật vực của Phong Phi Vân. Một lão nhân mặc áo đạo, râu bạc khen rằng, Mạc Thái Khuất quá lợi hại. Tu luyện liệt diễm chiến vực đến cảnh giới này, vực chủ xích mộc vực tương lai không a lỗ hắn thì còn ai nữa. Nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng, đầu đội vũ quan gật đầu, nói. Nhiệt độ ngọn lửa sắp đốt cháy trận pháp trong linh đảo. Mạc Thái Khuất rèn luyện nhiều năm trên bán yêu minh, thu hoạch không nhỏ. Chắc bây giờ Mạc Thái Khuất không chỉ xếp 10 hàng đầu thế hệ trẻ hoàn thiên cảnh mà lọt vào top 3. Lão nhân áo đạo gật gù cười nói. Mạc Lâm Thịnh sinh ra nhi tử tốt, khiến người hâm mộ ghen tị. Đám tu sĩ không biết thật sự cho rằng nhiệt độ cao từ linh đảo là lực lượng liệt diễm chiến vực của Mạc Thái Khuất. Bọn họ không biết áo giáp trên người Mạc Thái Khuất đã bị hòa tan, nước tháp bao bọc thân thể, da bị đốt bỏng từng mảng. Hỏng, hỏng rồi, phải rút đi. Mạc Thái Khuất không chống nổi nữa, dù có linh khí thập phẩm bảo vệ, máu thịt của gã không ngừng bị đốt nát, máu sắp bốc cháy. Phong Phi Vân thấy Mạc Thái Khuất định rút đi, hắn đâu chịu. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc chặn đường, cánh tay biến thành vuốt phượng hoàng chộp đầu Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất lấy thiên tiêu thần phù ra đánh vào vuốt của Phong Phi Vân. Bùm! Lực lượng thiên tiêu thần phù sánh bằng tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng thiên dốc sức ra một kích. Viu tố thần phượng hoàng của Phong Phi Vân bị đánh nát, xung lực từ thiên tiêu thần phù đẩy Phong Phi Vân lùi ra hơn 10 thước. Mạc Thái Khuất không dám ngừng lại, chân đạp mạnh định vọt ráp hạm vi phượng hoàng hỏa thần vực, kim tàm Phật vực. Muốn trốn, đâu dễ vậy. Hai tay Phong Phi Vân bắt ấn quyết, vô số ngọn lửa ngưng tụ xung quanh biến thành phượng hoàng dài mấy thước, ẩn chứa sức mạnh hùng hồn đụng vỡ ngôi sao đập vào lưng Mạc Thái Khuất. Cơ thể Mạc Thái Khuất bị lực lượng phượng hoàng đập nát thành đống thịt vụn. Lửa xung quanh đốt trọi máu thịt Mạc Thái Khuất, biến thành từng luồng khói đen. Trận pháp linh đảo bị dẫn động, 7 trận pháp liên tục bị lực lượng chấn vỡ, chỉ còn trận pháp cuối cùng chưa vỡ bảo vệ linh đảo bay không đến mức vỡ nát. Lửa trên linh đảo dần tắt ngấm, đất đai bị đốt cháy sạch, đất khét đen, xương khói ngùn ngụt, có ngọn lửa vẫn phu na từ khe nứt. Mạc Thái Khuất bị đốt không còn mẩu xương, chỉ có trường mâu cắm dưới đất, yêu khí di chuyển, linh quang chói mắt kèm theo khí khiếp người. Cánh tay Phong Phi Vân siết chặt trường mâu chấn động. Khí hồn trong yêu khí thập phẩm phát ra tiếng rít muốn vùng thoát khỏi tay hắn. Growl. Người Phong Phi Vân phát ra tiếng phượng hoàng hót, dây sau trấn áp khí hồn trong yêu khí thập phẩm. Phong Phi Vân nhấc chiến mâu lên, cây chiến mâu điêu bằng tử tinh, nặng 10 vạn cân, khắc nhiều thiết tao, các tinh khí đỏ toát ra ngoài. Các tu sĩ kinh ngạc hỏi. Sao chỉ còn lại bán yêu này? Mạc Thái Khuất đâu? Vừa rồi Mạc Thái Khuất thi triển liệt diễm chiến vực đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Tại sao gã biến mất? Tại sao chiến mâu đẳng cấp yêu khí thập phẩm còn cắm trên linh đảo? Phong Phi Vân vuốt ve chiến mâu, cười nói. Mạc Thái Khuất miễn cưỡng thi triển liệt diễm chiến vực, đã tự đốt chết mình. Cố Thập Tam thiếu gia cười to bảo. Tự đốt chết, Mạc Thái Khuất buồn cười thật, bị vực của mình luyện chết, ha 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 ha. Cố Thập Tam thiếu gia thấy mọi người không cười thì gã ngậm miệng lại. Hoàng Vũ Trường cười dài. Mặc kệ nói sao cuối cùng là Phong huynh thắng,
thật khiến người khâm phục, nhân kiệt như Mạc Thái Khuất cũng chết vào tay Phong huynh, Thánh Linh dụng cụ không uổng là thiên kiêu số một Bán Yêu Minh. Mắt Lưu Tô Tử sáng ngời, chân mày ưng, môi như thoa son, dù mặc đồ nam vẫn không thể che lấp phong hoa tuyệt thế. Lưu Tô Tử cười nói, Phong huynh đánh bại Mạc Thái Khuất, tin tưởng ngày sau sẽ danh chấn thiên hạ. Đám người Lưu Tô Tử hăng hái đắc ý, nhờ khí thế Phong Phi Vân chém Tiêu Thiên Duệ, Mạc Thái Khuất đè ép nhóm Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng, khoe khoang cơ bắp, nói cho bọn họ biết, nhìn thấy chưa? Đây là lực lượng của chúng ta. Hoàng Thiên, đệ nhất thiên kiêu hoàng gia, Mộ Dung Tam Đắc của Cửu Thiên Tiên Nữ đứng bật dậy, chiến khí hùng hồn lao ra, hùng hổ muốn giết đám người Lưu Tô Tử để bình ổn cơn tức. Nhưng Lưu Tô Hồng ngăn Hoàng Thiên, Mộ Dung Tam Đắc lại nên bọn họ không lao ra. Lưu Tô Hồng đưa hai ly rượu cho bọn họ, môi đỏ mọng, mỉm cười nói. Chẳng qua may mắn, nếu không phải công pháp của Mạc Thái Khuất xảy ra vấn đề nhỏ thì sao có thể thua trong tay Bán Yêu. Cố Cửu thiếu gia cười phá lên. Hay đại quận chúa cũng muốn ra tay so tài. Hoàng Vũ Trường, Ngọc thiếu gia hùa theo. Nếu đại quận chúa ra tay thì mọi người ở đây không ai dám làm đối thủ của đại quận chúa. Cố Lão Cửu, người đừng tự làm mất mặt. Thanh niên tài tuấn hai phe tranh phong, toàn là nhân vật đỉnh cao thế hệ trẻ, tìm ước ngàn dặm mới được một. Bọn họ đấu võ mồm, khí thế không thua đối thủ. Chiến khí ngút trời dâng lên, một thân hình già nua bao bọc trong chiến khí cầm cổ kiếm chín thước chỉ vào Phong Phi Vân đứng trên linh đảo. Tiểu bối, người giết người thừa kế của Xích Mộc vực ta, hôm nay người phải gục tại đây. Lão nhân là người hộ đạo của Mạc Thái Khuất, bảo vệ bên cạnh gã nhiều năm. Mạc Thái Khuất được khâm định là người thừa kế Xích Mộc vực, thân phận cao hơn thiên kiêu như Tiêu Thiên Duyệt rất nhiều. Mạc Thái Khuất chết trong Tiên Hư Hoa Gian động thiên sẽ gây bão lớn, vực chủ Xích Mộc vực sẽ rất tức giận. Hai Bán Yêu thất giai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân cùng hành động. Hai người đánh ra đạo pháp thần thông chặn lão nhân Xích Mộc vực lại. Khổng Hầu đại nhân cầm Khai Thiên đại phủ, cơ thể to lớn, lực lượng dồi dào. Khổng Hầu đại nhân hét to một tiếng. Người trẻ tuổi tranh phong, thế hệ trước muốn nhúng tay sao? Lưng Bức Ứng đại nhân mọc đôi cánh thịt, hừ lạnh một tiếng. Nếu lão nhân Xích Mộc vực các ngươi muốn xuống tay với thiên tài Bán Yêu Minh thì đừng trách ức vạn vạn Bán Yêu Diệp Hồng Cảnh liều mạng với Xích Mộc vực. Lão nhân Xích Mộc vực sợ ngây người, tuy địa vị của Bán Yêu thấp nhưng số lượng khổng lồ, một số cường giả cao tầng lực lượng đủ đối kháng với hiền giả Vũ Hóa Cảnh. Nếu chọc giận nhiều Bán Yêu thì sẽ là chuyện rất đáng sợ. Lưu Tô Tử lạnh lùng nói. Tu sĩ trưởng bối Xích Mộc vực Hoàn Thiên Cảnh các ngươi dám ăn hiếp Bán Yêu trẻ của Diệp Hồng Cảnh, các ngươi có để cảnh chủ đại nhân vào mắt không? Lão nhân Xích Mộc vực bị câu nói của Lưu Tô Tử hù sợ, lưng ướt mồ hôi lạnh. Lão nhân Xích Mộc vực vội nói. Ta chỉ muốn thu về yêu khí thập phẩm của Xích Mộc vực, không muốn xen vào thế hệ trẻ tranh đấu. Phong Phi Vân nhìn chiến mâu, cười nói. Yêu binh này là chiến bảo của Cự Nghĩ yêu tộc. Từ khi nào trở thành chiến binh của Xích Mộc vực? Mắt lão nhân Xích Mộc vực trợn to như ốc bưu, nổi giận nói. Yêu binh này là thiếu chủ cướp được trên chiến trường vạn tộc, chiến lợi phẩm của thiếu chủ đương nhiên tộc về Xích Mộc vực. Phong Phi Vân cười nói. Thế thì ngại quá, bây giờ nó là chiến lợi phẩm của ta. Lão nhân Xích Mộc vực tức giận xì khói, cổ kiếm chín thước không ngừng nhấp nháy. Nếu không phải lão nhân Xích Mộc vực e ngại nhiều tu sĩ có mặt thì lão chắc chắn đã băm xác Phong Phi Vân ra. Tiểu bối, ngươi giỏi, giỏi lắm. Rồi sẽ có ngày ngươi trả giá đắt cho những gì hôm nay đã làm. Lão nhân Xích Mộc vực lạnh lùng liếc Phong Phi Vân, trong mắt đầy sát khí. Lão nhân Xích Mộc vực tức giận rời đi. Phong Phi Vân cầm yêu khí thập phẩm quay về, đám thiên tài tuấn kiệt hết sức hâm mộ. Bọn họ là đệ tử trung cổ thế gia nhưng không có tư cách sử dụng linh khí thập phẩm. Mấy anh tài kiệt xuất của Cửu Tiêu Tiên Thành đã vào Tiên Hư Hoa Gian động thiên, biết Phong Phi Vân mạnh mẽ thì âm thầm đánh trống rút lui, không vội tấn công. Cố Cửu thiếu gia bắt chuyện với Phong Phi Vân, đôi mắt khao khát. Sư tôn của Phong huynh thật sự là đại nhân vật thái cổ thánh Phật miếu. Các thiên chi kiêu tử, lão nhân trên linh đảo vãnh tia nghe. Phong Phi Vân cười nói. Cái này, không tiện tiết lộ. Nhiều người lộ vẻ thất vọng, bọn họ cảm thấy Phong Phi Vân cố ý che giấu cái gì. Không ai gặn hỏi, một đám thiên tài tuấn kiệt lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ong 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 ong. Trên Tiên Hư Linh Sơn vang tiếng chín tiếng chuông.
từng sóng âm êm tai thư giãn khuếch tán, nguyên hoa gian động thiên yên tĩnh lặng. Tiên hư linh sơn đầy dãy đá lởm chởm, ngọc điện treo trên vách vực. Một số đường nhỏ bằng xích sắt nối ngọc điện và tiên hư linh sơn. Trên một tòa ngọc điện có vị giai nhân hiện hình, ngọc thể yểu điệu, sương mù che người ngọc. Nàng là truyền nhân thế hệ này của tiên hư hoa gian động thiên, cửu thiên tiên nữ. Đồn rằng cửu thiên tiên nữ thiên phú dị bẩm, đệ nhất thiên chi kiêu nữ từ trung cổ đến nay của tiên hư hoa gian động thiên, dương danh khắp trung ương vương triều thứ 6, người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Trong đó có mở miệng nói, tước phủ, tuyển nhân của nhân tổ động thiên. Nghe nói tu vi của cửu thiên tiên nữ vô song, từng luận đạo với một số hiền giả vũ hóa cảnh. Đám người hưng phấn, trước kia bọn họ chỉ nghe tên cửu thiên tiên nữ, kính nàng là thiên nhân. Giờ rốt cuộc nhìn thấy tiên nữ trong truyền thuyết, các thanh niên tài tuấn khó thể bình tĩnh. Cửu thiên tiên nữ cầm bút son, tĩnh như xử nữ, người phát ra tiên ý mênh mông. Đám thiên tài tuấn kiệt nín thở, cửu thiên tiên nữ như tiên nữ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần. Định vẽ tranh khung trời, ai có thể nghiền mực. Giọng cửu thiên tiên nữ như tiếng trời, lọt vào tai người rất thoải mái. Người tà khí đậm đặc nghe thanh âm cửu thiên tiên nữ rồi sẽ lòng tĩnh như nước lặng. Định vẽ tranh khung trời, ai có thể nghiền mực. Đây là cơ hội tốt nhất để đến gần cửu thiên tiên nữ. Mài mực cho tiên nữ là vinh dự lớn khôn xiết, công tử tước phủ cũng khó giành được cơ hội này. Để ta, Ngọc Thiếu ra phản ứng trước tiên, lắc người lao ra linh đảo, chân đạp mây mù bay hướng tiên hư linh sơn. Nghiền mực cho tiên nữ là chuyện vô cùng vinh hạnh, để ta đến. Hoàng Thiên, đệ nhất thiên kiêu hoàng gia bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn. Hoàng Thiên cầm trường kích đâm sau lưng Ngọc Thiếu gia. Ngọc Thiếu gia vội dừng bước, hai tay ngưng tụ chiến ấn đánh vào Hoàng Thiên, hai người đấu túi bụi trong mây mù, phát ra chiến quang sắc bén. Ta cũng muốn thấy phong thái của tiên nữ. Một tài tuấn khác bay ra ngoài, là con của vực chủ đại vực, phong độ phiên phiên biến thành luồng sáng bay hướng tiên hư linh sơn. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn nghiền mực cho tiên nữ. Mộ Dung Tam Đắc, đệ nhất thiên kiêu Mộ Dung gia tộc bay ra, tay vỗ hư không. Một con chiến long bay ra từ lòng bàn tay Mộ Dung Tam Đắc đánh con vực chủ hộc máu, rớt xuống. Mộ Dung Tam Đắc mạnh mẽ làm đám thiên tài tuấn kiệt dịch ngây người. Ai tu vi không đủ đều đánh trống rút lui, biết đây là cuộc so tài của tài tuấn đỉnh cao, người không liên quan đến xen vào sẽ chết tại đây. Mộ Dung Tam Đắc cực kỳ bá khí, người mặc áo giáp chiến hồn sáng choang, mắt hổ chừng hù vô số thiên kiêu lùi bước. Mộ Dung Tam Đắc muốn bay đến tiên hư linh sơn nhưng sau lưng vang tiếng xé gió, một quyền ấn to lớn đánh tới. Cố Thập Tam, ngươi dám đánh với ta, cửu ca của ngươi cũng không to gan như vậy. Mộ Dung Tam Đắc xoay người va chạm một chưởng với Cố Thập Tam thiếu gia, kình khí chấn mây ầm ù tán đi. Cố Thập Tam thiếu gia bẩm sinh thần lực, tóc dựng đứng, da toát ra tia sáng đỏ, đấu ngang sức ngang tài với Mộ Dung Tam Đắc. Thực lực của Cố Thập Tam thiếu gia cao hơn Cố lão bát, Cố cửu thiếu gia một bậc, nhưng tâm kế thua xa hai ca ca nên gã không trở thành người dự tuyển người thừa kế thế hệ trẻ Cố gia. Cố Thập Tam thiếu gia hét to một tiếng. Muốn đấu với cửu ca phải đánh bại ta trước. Cố Thập Tam thiếu gia phát ra tiếng gầm như dã thú, tựa sấm sét chấn động. Sức chiến đấu của Cố Thập Tam thiếu gia làm Mộ Dung Tam Đắc hơi ngạc nhiên. Tiểu tử này có thể đối kháng với gã. Mộ Dung Tam Đắc không muốn đấu với kẻ cuồng chiến đấu Cố Thập Tam thiếu gia, chân sinh ra hai đoàn lửa bay lên cao hướng tới tiên hư linh sơn. Đừng đi, đánh với ta. Cố Thập Tam thiếu gia nâng một tòa linh đảo ném hướng Mộ Dung Tam Đắc. Bùm! Mộ Dung Tam Đắc dừng bước, ánh mắt hung ác, bàn tay ngưng tụ từng đợt chiến quang đánh vào linh đảo, kích động trận pháp. Nhiều tu sĩ tham gia vào hỗn chiến, bọn họ muốn leo lên tiên hư linh sơn chỉ vì mài mực cho cửu thiên tiên nữ. Nhưng không ai tiến lên một bước được, hễ người nào lao lên trước sẽ bị mấy phe khác hợp sức công kích, cuối cùng rơi xuống vực mây. Cửu thiên tiên nữ đứng trên linh sơn ngọc điện, đẹp tựa mỹ nhân trong tranh. Cửu thiên tiên nữ không lên tiếng ngăn cản. Phong Phi Vân liếc hướng tiên hư linh sơn, thầm khâm phục. Nữ nhân này rất lợi hại, chỉ nói một câu khiến nhiều thanh niên tài tuấn giết chóc vì mình, đây là hồng nhan họa thủy. Cố bát thiếu gia ngồi trên linh đảo rốt cuộc hành động. Cố cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường cùng bay ra, hợp tá đấu với cố bát thiếu gia. Chỉ bằng vào hai ngươi. Cố bát thiếu gia khoác trường bào đỏ thấm, vung tay.
sóng biển đỏ máu ập đến, trong sóng biển có bóng dáng kỳ lân. Kỳ lân giống to. Growl. Lực lượng khổng lồ ập hướng Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường. Lực lượng quá mạnh. Cố Cửu thiếu gia có tu vi sơ kỳ Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên, Hoàng Vũ Trường thì mấy hôm nay vừa đến Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên. Hai người biến sắc mặt tự lấy một tấm vũ hóa phù lục ra, khí vũ hóa ngăn cản lực lượng này. Ầm. Hai tấm vũ hóa phù lục vỡ nát, Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường bị đánh bay, áo trên người rách nát, toàn thân khét đen, tóc bị đốt cháy. Hai người té từ trên mây xuống. Vung tay một phát đã đánh bay hai tài tuấn đỉnh cao của Trung Cổ Thế Gia. Cố Bát thiếu gia ngạo nghễ đứng trên bầu trời, trường bào bay lên, khí thế khiếp người, bá khí không gì sánh bằng. Thứ ngu dốt, cho rằng truyền thừa huyết kỳ bán thánh là đùa sao. Nét mặt Lưu Tô Tử xa sầm, gấp quạt lại, đứng dậy, thi triển lưu ly phi điện lao hướng Cố Bát thiếu gia. Một bóng đỏ bay tới chặn trước mặt Lưu Tô Tử. Ánh mắt Lưu Tô Tử lạnh băng. Đại tỷ muốn ngăn ta. Lưu Tô Hồng mỉm cười nói. Thất muội, Cố lão Bát uống máu huyết kỳ lân, có truyền thừa huyết kỳ bán thánh, thất muội không đấu lại nổi. Đại tỷ đang cứu muội muội. Không cần ngươi lo. Cây quạt lóe tia điện, Lưu Tô Tử vung quạt, tia chớp màu tím bay ra ngoài. Lưu Tô Hồng cười tủm tỉm, cơ thể tự động tan rã thành vô số cánh hoa đỏ bay trong không khí. Thần điện màu tím không đánh trúng người Lưu Tô Hồng được. Hai quận chúa cảnh chủ phủ có thần thông tuyệt thế, tu vi cực kỳ cao sâu nhưng xích mích với nhau. Lưu Tô Hồng, Lưu Tô Tử liên tục tung sát chiêu, đánh nhau trời sụp đất nứt. Phong Phi Vân cứu Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường té xuống đám mây mang về linh đảo. Hoàng Vũ Trường cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Đa tạ Phong huynh giúp đỡ, nếu bị té xuống sẽ làm vết thương càng nặng thêm. Hoàng Vũ Trường lo điều dưỡng. Cố Cửu thiếu gia nghiến răng liếc hướng Cố Bát thiếu gia. Không ngờ hắn đến cảnh giới như vậy, khụ khụ. Phong Phi Vân không muốn tham gia vào tranh đấu của thanh niên tài tuấn Trung Cổ Thế Gia, người ta có đại thế lực, đại bối cảnh còn hắn chỉ là bán yêu. Không cần thiết chọc kẻ thù thì tốt nhất hãy đứng ngoài mà xem, nâng cao thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Đương nhiên Phong Phi Vân không phải loại người sợ rắc rối, nếu có ai dám chủ động trêu vào hắn thì Phong Phi Vân sẽ không mềm lòng nương tay. Tu vi của Cố Bát thiếu gia đúng là kinh khủng, huyết khí cuồn cuộn dâng trào, ảo ảnh huyết kỳ lân khổng lồ hiện ra sau lưng gã. Không ai ngăn bước chân Cố Bát thiếu gia được, vỗ một trường có thể đánh bay một đám tu sĩ. Cút đi! Cố Bát thiếu gia vỗ một trường đánh Ngọc thiếu gia hộc máu văng ra ngoài, rớt xuống tầng mây. Mọi người ngây người trước hung uy của Cố Bát thiếu gia, là lực lượng gì có thể một trường đánh bay tài tuấn đỉnh cao của Diệp Hồng Cảnh. Cố Bát thiếu gia lại đánh ra một trường ấn đánh bay Cố Thập Tam thiếu gia, người gã đập vào linh đảo, đất đá rơi đầy. Cố Thập Tam thiếu gia bay ra khỏi linh đảo, da rẻ nứt ra, miệng mũi đổ máu, xương vai gãy, nửa người sụp xuống. Cố Thập Tam thiếu gia kinh ngạc hỏi. Bát ca, xuống tay với ta. Cố Bát thiếu gia ngạo nghễ nói. Ngươi có xem ta là bát ca sao? Ở trong mắt ngươi chắc chỉ có lão cửu. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến giết ngươi. Cố Thập Tam thiếu gia không hiểu nổi. Chỉ tranh chấp người thừa kế nhưng tại sao huynh đệ với nhau lại không chết không ngừng? Từ người hầu chia thắng bại không được sao? Cố Bát thiếu gia liếc xéo Cố Thập Tam thiếu gia, cười khẩy nói. Thập Tam, người quá ngây thơ rồi. Muốn trở thành chủ một tộc tuyệt đối không cho phép tiếng nói thứ hai trong tộc trừ gia chủ gia, người hiểu không? Cố Thập Tam thiếu gia lắc đầu, nói. Không hiểu. Phập. Tay Cố Bát thiếu gia ấn đầu Cố Thập Tam thiếu gia, đánh nát đầu gã thành bột máu. Xác Cố Thập Tam thiếu gia rơi xuống mây. Cố Bát thiếu gia phủi máu dính trên tay, thở dài thườn thượt. Không hiểu, chỉ trách ngươi quá ngu. Các tu sĩ ngây ngẩn, Cố Bát thiếu gia thật độc ác, không tha cho huynh đệ cùng gia tộc, không chút do dự. Con người như thế quá độc ác. Phong Phi Vân cười tươi, hơi thưởng thức Cố Bát thiếu gia. Có dũng có mưu, thủ đoạn tàn nhẫn, đây là một kiêu hùng. Nếu Phong Phi Vân là gia chủ Cố gia thì chắc chắn sẽ chọn Cố Bát thiếu gia làm người thừa kế gia tộc. Không ai dám ngăn cản bước chân của Cố Bát thiếu gia nữa, trơ mắt nhìn gã từng bước leo lên Tiên Hư Linh Sơn, mài mực cho Cửu Thiên Tiên Nữ. Cửu Thiên Tiên Nữ yêu kiều như ngọc, áo mỏng yểu đuệ, tay cầm bút vẽ trên hư không, vẽ bức tranh khung trời. Chỉ một mình Cố Bát thiếu gia có tư cách đứng bên cạnh tiên nữ,
vừa mài mực vừa giao lưu tâm đắc tu luyện với tiên nữ. Cảnh tượng đầm ấm, người ngoài hâm mộ chết. Lưu Tô Tử quay về Linh Đảo, vẫn hiểu điệu thướt tha nhưng sắc mặt lạnh băng. Lưu Tô Tử nhìn chằm chằm Lưu Tô Hồng nói chuyện vui vẻ với đám thiên tài tuấn kiệt trên Linh Đảo khác. Lưu Tô Tử cắn răng. Đáng ghét. Đương nhiên bọn họ hãnh diện, bây giờ Cố Bát Thiếu Gia đang cùng Cố Bát Thiếu Gia vẽ tranh khung rời, chắc chắn sẽ được đồn thành giai thoại thần tiên quyến lữ, bị vô số người hâm mộ. Hôm nay Cố Bát Thiếu Gia biểu hiện ra thực lực chắc chắn sẽ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, chấn động vạn vực, cơ hồ ngồi vững vị trí thiên tài số một Diệp Hồng Cảnh. Song Hỷ Lâm Môn, bọn họ không hãnh diện thì ai hãnh diện? Ngược lại phe Lưu Tô Tử hoặc chết hoặc bị thương, thua hoàn toàn. Trong mây mù, một số tu sĩ thế hệ trước nói chuyện. Cuộc chiến trong tiên hư hôm nay hầu như quyết định đám người tương lai là bá chủ mảnh đất này. Phe đại quận chúa quá mạnh mẽ, đặc biệt lão bát của Cố gia, thế hệ trẻ 12 cảnh Tây Nam chắc không còn ai là đối thủ của hắn. Đám lão nhân cảnh chủ phủ đa số thích thất quận chúa, đáng tiếc đại quận chúa kỹ cao một bậc lôi kéo Cố lão bát vào phe mình, hoàn toàn lật ngược thế cờ. Các lão nhân cảnh chủ phủ sẽ suy nghĩ lại nên lựa chọn như thế nào. Nghe nói đây là gia gia của đại quận chúa và gia gia của Cố lão bát bàn bạc, ta đoán hai người liên hợp cường cường, quyết định đại cục. Mỗi lần tranh giành người thừa kế là lại tràn ngập máu mưu và âm mưu. Người có thể sống sót mới có năng lực nắm giữ một gia tộc. Dù sao liên quan hưng suy của gia tộc mấy ngàn năm, không thể không cẩn thận, có chết một ít đệ tử ưu tú cũng còn trong phạm vi chấp nhận. Cửu thiên tiên nữ đã vẽ tranh khung trời xong, hình ảnh như tiên cảnh, như có thế giới tồn tại thật sự, sống động như thật, rất đẹp đẽ. Trên bức tranh mỗi cảnh, mỗi vật tựa như có sự sống. Ai nhìn cũng thấy rung động tâm hồn, tựa như nhìn xuống một thế giới. Mặc dù chỉ là một bức tranh lại ẩn chứa đạo của cửu thiên tiên nữ. Đám tu sĩ thế hệ trẻ không lĩnh ngộ được đạo cảnh trong tranh. Chỉ có thế hệ trước là nhìn ra manh mối, lòng rung động cảm thán. Đạo cảnh của nàng cao sâu như thế, trong lòng đã có thể bao dung thế giới. Bức tranh khung trời này nếu đấu giá sẽ bán được giá trên trời. Đây là báu vật vô giá, ẩn chứa đao kình vô thượng. Huống chi do cửu thiên tiên nữ vẽ, sẽ có một đống người giành giật. Có thị nữ dâng tờ giấy trắng ấn tranh khung trời từ hư không xuống, bức khung trời thế giới in trên cuộn tranh. Cửu thiên tiên nữ chậm rãi cuộn tranh lại, trên tranh toát ra mùi thơm hấp dẫn. Động tác cửu thiên tiên nữ ưu nhã, thân hình thướt tha. Hai tay cửu thiên tiên nữ cầm cuộn tranh đưa cho Cố Bát Thiếu Gia. Cửu thiên tiên nữ mỉm cười nói. Công tử nghiền mực cực khổ, xin tặng một cuộn tranh. Có thể nghiền mực cho tiên nữ là vinh hạnh của Cố ta, không khổ, không khổ, không hề cực khổ. Cố Bát Thiếu Gia mừng rỡ cẩn thận nâng tranh khung trời trong tay như cầm chí bảo. Cố Bát Thiếu Gia nói. Tại hạ to gan mời tiên nữ đến Linh Đảo, Cố Bát muốn tự mình rót một ly rượu cho tiên nữ. Cố Bát Thiếu Gia muốn mượn thế của cửu thiên tiên nữ đánh gục nhóm người Lưu Tô Tử, Cố cửu thiếu gia hoàn toàn. Cửu thiên tiên nữ nhẹ gật đầu đồng ý lời mời, giáng xuống Linh Đảo của nhóm Lưu Tô Hồng. Cửu thiên tiên nữ giáng lâm khiến Linh Đảo mông lung tiên khí, tiếng cười không dứt. Nơi đây thành chỗ hấp dẫn ánh mắt nhất tiên hư hoa gian động thiên. Các tu sĩ thầm hâm mộ trong lòng. Bọn họ cũng muốn leo lên Linh Đảo kia, nhìn phong thái của tiên nữ nhưng không biết làm sao. Lưu Tô Tử ngồi trong đình, ngón tay gõ mặt bàn, đôi mắt đẹp sáng ngời đầy trí tuệ. Phong Phi Vân ngắm nghía trường mâu, luyện hóa khí linh trong đó. Chẳng phải chỉ là cuộc tranh phong sao, dù rơi vào thế yếu có gì ghê gớm. Lưu Tô Tử lắc đầu, nói. Tranh giành người thừa kế nếu yếu thế nghĩa là thua cả bàn cờ. Phong Phi Vân không chú trọng mưu lược, trước lực lượng tuyệt đối thì âm mưu gì cũng không chịu nổi một kích. Đột nhiên vang tiếng A Nô động, một mỹ nhân áo trắng cưỡi hạc lướt trong mây mù. Thiếu nữ đứng trên lưng hạc, áo dài bay bay, trang nhã thanh lệ, tiên ý lượn lờ quanh thân. Các tu sĩ thế hệ trước trong tiên hư hoa gian động thiên thấy nữ nhân áo trắng đến thì nghiêm nghị hơn. Đám thanh niên tài tuấn không biết nữ nhân áo trắng, nhưng cảm giác tiên ý lượn lờ trên người nàng. Khí chất xuất trần làm người kính sợ từ tận đáy lòng. Mọi người suy đoán lai lịch của nữ nhân áo trắng. Cố Bát Thiếu Gia, Hoàng Thiên, Mộ Dung Tam Đắc cũng nhìn sang. Bất Lậu Thiền Sư chắp tay cúi đầu hướng thiếu nữ áo trắng. Lão Tăng xin chào Thủy Nguyệt Thánh Nữ.
khuôn mặt trang nghiêm của Bất Lậu Thiền Sư nở nụ cười bảo tướng. Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Ồn ào. Tiên hư hoa gian động thiên nổ tung lên. Thủy Nguyệt Thánh Nữ được Thánh Linh dụng cụ thiên nhai thước, chuyện này đã truyền khắp thiên hạ, trở thành sự kiện chấn động nhất mấy chục năm qua. Thủy Nguyệt Thánh Nữ được đồn thành thiên nhân, các thanh niên tài tuấn cho rằng nàng là hóa thân của thần thánh. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến tiên hư hoa gian động thiên, sự rung động không thể diễn tả bằng lời. Tiên hư hoa gian động thiên đang đàn cổ cầm trên linh đảo ngừng đàn, mười ngón tay ấn dây. Mắt tiên hư hoa gian động thiên mong lung nhìn Thủy Nguyệt Thánh Nữ bay qua không trung. Không ngờ nàng đến. Lưu Tô Tử đang giàu dĩ lập tức cười tâu, xòe quạt, tử khí mênh mông, anh tư bừng bừng. Vù 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 vù. Hiên Viên Nhất Nhất đáp xuống linh đảo, tiên vũ nhập vào thân thể, bước chân thước tha, thân hình yểu điệu. Hiên Viên Nhất Nhất nói chuyện vui vẻ với Lưu Tô Tử như tỉ muội lâu không gặp. Đám người kinh ngạc nhìn. Thủy Nguyệt Thánh Nữ quen thân với công tử áo tím. Phong Phi Vân ngồi trong đỉnh uống rượu, không hề ngạc nhiên. Phong Phi Vân sớm biết Hiên Viên Nhất Nhất và Lưu Tô Tử quen thân từ nhỏ, quan hệ của hai người thân mật cũng hợp lý. Chắc Lưu Tô Tử định mượn danh tiếng Hiên Viên Nhất Nhất để lật bàn cờ. Không khí trong tiên hư hoa gian động thiên lại trở nên quái dị. Lúc trước đám tu sĩ cho rằng Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ phải suy nghĩ lại. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đại biểu ý nghĩa không nhỏ, nếu nàng tham gia cuộc chiến người thừa kế trung cổ thế gia Diệp Hồng Cảnh sẽ thay đổi nguyên cục diện ngay. Nhiều tu sĩ biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ trước nay lánh đời, không tham gia tranh giành thế tục. Không biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ có đi ra can thiệp không? Giờ phút này, người căng thẳng nhất là Lưu Tô Hồng, Trần Vẫn. Bọn họ lo Thủy Nguyệt Thánh Nữ tham gia chuyện này, nàng nói một câu sẽ sinh ra sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí thay đổi quyết định của gia chủ các trung cổ thế gia. Lưu Tô Tử cười hỏi. Nhất Nhất, ngươi về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rồi mà sao trở lại mau vậy? Hiên Viên Nhất Nhất không có vẻ thanh cao ngăn cách người ngoài, mắt sáng chớp chớp, hàm răng trắng. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Lần này đến Diệp Hồng Cảnh là phụng mệnh thánh thần. Đám tu sĩ gióng tai nghe trộm bị hai chữ thánh thần hù sợ, lòng rung động, màng tai đau đớn, linh khí trong cơ thể rối loạn. Đây là hậu quả nghe lén cái tên không nên nghe, bị trời phạt. Có cái tên không thể nghe bậy, không thể nói bậy, đó là cấm kỵ thiên địa. Một khi nghe và nói bậy sẽ chết oan chết uổng. Tiên khí bao phủ người Hiên Viên Nhất Nhất, mắt sáng trong, người thướt tha đến trước mặt Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ giọng nói. Phong Phi Vân, thánh thần mời ngươi đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gặp mặt. Mọi người hết hồn, thánh thần muốn gặp một bán yêu. Đây là khẩu dụ của thánh thần, uy nghiêm hơn thánh chỉ của các quân chủ. Cảnh chủ một phương khi nghe khẩu dụ này cũng sẽ chạy ngay đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh triều bái thánh thần. Hai bán yêu thất giai Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân vội quỳ xuống đất. Đám tu sĩ quỳ xuống, không ai khi nghe hai chữ thánh thần còn đứng vững được. Phong Phi Vân ngồi yên, tay cầm chiến mâu, đốm lửa nhấp nháy trong lòng bàn tay. Phong Phi Vân đang luyện hóa khí linh trong chiến mâu. Phong Phi Vân liếc Hiên Viên Nhất Nhất, nói. Không muốn đi. Ba chữ rất nhẹ nhưng làm Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân sợ hãi suýt quỳ dưới đất. Các thanh niên tài tuấn hết hồn, cảm thấy bán yêu quá to gan. Kẻ không tôn thánh thần sẽ bị mọi người trong thiên hạ vây công, xoa sổ. Trong lòng Phong Phi Vân cũng rất giật mình. Bọn họ nói thánh thần chắc chắn là Thủy Nguyệt Đình, không lẽ Thủy Nguyệt Đình đã phá tan trói buộc, đạt đến thánh linh cảnh. Không lẽ tu vi của Thủy Nguyệt Đình mạnh đến nỗi không gì không biết, đã tính ra Phong Phi Vân chuyển thế trọng sinh nên tính nhổ cỏ tận gốc. Dù thế nào Phong Phi Vân tuyệt đối không đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đi rồi sẽ không về được. Hiên Viên Nhất Nhất nhíu mày nói. Ngươi đừng lo, Thánh Thần Đại Nhân không có ác ý. Không có ác ý mới lạ. Hiên Viên Nhất Nhất truyền tin Phong Phi Vân giết đám người Tiêu Thiên Duyệt trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ ra ngoài, khiến cửu Tiêu Tiên Thành, ư mời hai đại vực tùy giết hắn, cái này mà không có ác ý. Hiện giờ Phong Phi Vân không chút hảo cảm với Hiên Viên Nhất Nhất, hắn không tin lời nàng nói. Bức Ứng đại nhân dục. Phong Phi Vân, mau đồng ý với thánh nữ đại nhân, có thể gặp thánh thần là IVNH hạnh lớn lao, là phúc phận ngươi tu ba đời mới có. Người khác mong ngóng cả đời cũng không có cơ hội thế này. Phong Phi Vân suy tư thật lâu, nói. Tại hạ chỉ là một bán yêu nho nhỏ, thân phận ti tiện. Thánh thần là vô thượng chân thần, tiểu nhân khủng hoảng,
không dám thấy tôn nhan của thánh thần. Xin thánh nữ đại nhân trở lại nói cho thánh thần ngày tu vi của ta đến địa thừa chắc chắn sẽ đến bái phỏng. Phong Phi Vân đứng dậy, thi triển vô thượng thân pháp biến thành luồng sáng vọt thẳng lên tầng mây. Cứ thế ra đi. Hiên Viên Nhất Nhất sững sờ, nàng chưa từng thấy ai không tôn trọng thánh thần như thế. Phong Phi Vân, đây là khẩu dụ của thánh thần thì ngươi không đi không được. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên linh đảo, vươn một ngón tay ngọc chỉ hư không, một màn trời như bức tường thần trong suốt chặn đường Phong Phi Vân đi. Phong Phi Vân cầm chiến mâu, vận chuyển Phật lực toàn thân. Lực lượng chiến mâu tăng vọt đến cực độ, lực lượng tựa dòng lũ bắn ra từ người Phong Phi Vân, thổi đám tu sĩ trong thiên hư hoa gian động thiên ngã trái ngã phải. Nhiều tu sĩ thầm giật mình, bán yêu này biểu hiện ra lực lượng khiến người giật mình. Một lão nhân nhỏ giọng nói. Đây là mới là thực lực thật sự của bán yêu này, ta nghi ngờ Mạc Thái Khuất có thật tự đốt chết mình không? Bán yêu giấu thực lực, khó đoán sức chiến đấu của hắn. Lưu Tô Tử rất ngạc nhiên, nàng thấy thật khó tin. Lưu Tô Tử vốn đã đánh giá Phong Phi Vân rất cao, nhưng bây giờ nàng phát hiện vẫn còn đánh giá thấp hắn. Cửu Thiên Tiên Nữ chớp mắt tiên, nhẹ giọng nói. Hèn gì thánh thần cũng muốn chịu kiến hắn, quả nhiên không phải bán yêu bình thường. Hay bán yêu mình sắp sinh ra một vị vô thượng thiên kiêu. Lực lượng chiến mâu cực kỳ kinh người, xé màn trời một cái khe. Phong Phi Vân bay ra ngoài, một bước ra khỏi thiên hư hoa gian động thiên, bay vào thiên thu thần thành. Hiên Viên Nhất Nhất rút tay về, nói. Phong Phi Vân, người đừng đi, thánh thần thật sự không có ác ý. Hiên Viên Nhất Nhất biến thành sao băng lao đuổi theo Phong Phi Vân. Có vô số Phong Phi Vân cũng bay ra thiên hư hoa gian động thiên theo, bọn họ muốn xem tiến triển như thế nào. Bức ứng đại nhân, Khổng Hầu đại nhân đứng lên, liếc nhau, thấy giật mình trong mắt đối phương. Hai người nhanh chóng rời khỏi thiên hư hoa gian động thiên, báo cáo chuyện này cho đại doanh bán yêu minh. Gia Thành vào lúc này là ngu nhất. Phong Phi Vân liên tục thay đổi thân hình, khuôn mặt, lẫn vào các đường cổ, linh lộ. Chỉ đi ba linh lộ Phong Phi Vân đã đổi mặt 8 lần, có như thế mới thoát khỏi cường giả như Hiên Viên Nhất Nhất truy tung. Trong một tòa nhà hoang, Hiên Viên Nhất Nhất tìm được Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, ta biết người tu luyện kim tàm kinh có thể đổi khuôn mặt. Phong Phi Vân tốc độ lão ăn mày quần áo rách dưới, tóc rối xù, mặt đầy nếp nhăn. Phong Phi Vân ngồi trong đống lá cây mục nát, nhưng hắn không đánh lừa được kiếm tâm tuệ nhãn của Hiên Viên Nhất Nhất, bị nàng nhìn thấu. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên núi giả trong nhà hoang, áo trắng như tuyết, thân như làn gió. Trong nước phản chiếu thân hình mảnh khảnh như da từ trong tranh. Đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất trong suốt nhìn Phong Phi Vân chăm chú, không chút tạp chất. Phong Phi Vân lười biếng đứng dậy, người dính đầy lá cây và bùn đất, đôi mắt dần sắc bén hơn. Phong Phi Vân cáu kỉnh nói. Lão tử đã đổi 29 thân phận, biến thành bộ dạng như bây giờ mà vẫn bị thánh nữ tìm được. Thánh nữ cầm tinh con chó sao? Hiên Viên Nhất Nhất nghiêm nghị, mặt mày thanh tú như đóa u lan. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Đi thủy nguyệt thiên cảnh với ta không có hại gì cho ngươi, có lẽ còn được cơ duyên lớn. Tại sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Phong Phi Vân biến về khuôn mặt cũ. Xin lỗi, tại hạ không hứng thú với cơ duyên lớn. Phong Phi Vân mặc trang phục ăn mày xoay người bỏ đi. Mệnh lệnh của thánh thần khó cãi, đành đắc tội. Ngón tay Hiên Viên Nhất Nhất biến thành kiếm khí kỷ một cái. Kiếm khí vô tận bay ra bao phủ nhà hoang. Phong Phi Vân tiểu hệ hoán chiến mâu xoay người đâm một cái, đánh nát mấy chục kiếm khí. Phong Phi Vân thi triển kim tàm Phật vực, Phật quang vô tận bắn ra từ người Phong Phi Vân, bộc phát ánh sáng vàng chói lòa. 108.000 con kim tàm hiện ra đủ loại pháp tướng. Bùm 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 bùm. Tay Phong Phi Vân như bánh xe hơ chiến mâu đẳng cấp yêu khí thập phẩm vù vù như màn mưa. Kiếm khí nào bay qua đều bị đánh nát, bảo vệ chặt chẽ đất đai xung quanh. Ngoài nhà hoang tụ tập nhiều tu sĩ, khá đông lão nhân trung cổ thế gia nhìn chằm chằm cuộc chiến trong nhà hoang. Bán yêu này thật lợi hại, trong thế hệ trẻ không bao nhiêu người dám đâu với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Cửu Thiên Tiên Nữ của Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên bước ra từ hư không, yểu đuệ động lòng người, tóc tơ như tranh, mắt nhìn chăm chú nhà hoang cổ xưa. Cửu Thiên Tiên Nữ thầm nghĩ. Không uổng là Thánh Nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đã đến cảnh giới thế giới kiếm tâm. Ngày càng nhiều người bị kinh động, cảm thấy rất khó tin.
chưa từng thấy một bán yêu ti tiện sẽ đánh nhau với Thủy Nguyệt Thánh Nữ thân phận cao quý. Thân phận của hai người cách biệt quá lớn, một dưới đất, một trên trời. Mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo, vốn định thi triển lực lượng thánh vực nhưng nghĩ lại từ bỏ ý định cá chết lưới rách. Hôm nay mệt quá, không chiến nữa, nghỉ. Phong Phi Vân thu chiến mâu về, các công pháp hật quang rút vào cơ thể. Phong Phi Vân nói, hôm nay ta không thể đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh với thánh nữ, cần chờ 3 ngày nữa. Hiên Viên Nhất Nhất thu tay về, thanh âm êm tai như dạ oanh hót. Tại sao? Phong Phi Vân nói, ta có báu vật đấu giá trong phòng đấu giá Mộng Thiên Cư, thời gian đấu giá là 3 ngày sau. Nên bây giờ thánh nữ chỉ có 2 lựa chọn, một là giết ta ngay, hai là đợi 3 ngày sau chắc chắn ta sẽ đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh với thánh nữ. Được, ta chờ ngươi 3 ngày. Hiên Viên Nhất Nhất đến đi như làn gió, rất nhanh biến mất trong màn đêm, thanh âm mờ ảo tựa cơn gió. Đừng hòng chạy trốn, dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển thì ta vẫn sẽ tìm ra ngươi. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi tay mình. Lòng bàn tay rách đầy vết máu, giọt máu nhỏ xuống nền đất, là lực lượng kiếm khí cắt vỡ ra tay hắn. Phong Phi Vân dừng bước, nói. Ra đi. Trong không khí ở phía sau Phong Phi Vân truyền đến dao động rất nhỏ. Một con tiểu ô quy trắng tinh bỗng hiện ra từ trong không khí, trên đầu đội mũ thủy tinh đỏ, trong tay chống tiểu mộc côn, tựa như nó vừa vượt qua một cánh cửa vô hình mà đi ra. Một trái cây quái dị màu đen phá vỡ mặt đất, chui lên từ lòng đất. Ca, ta đi cùng với ngươi. Phong Khanh Khanh ôm con bạch miêu nhi cũng đi ra từ phía sau thân cây, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ, ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ. Sau đó Diêu Cát, Tuyết Lang cũng đi ra. Ngoài Long Thương Nguyệt đã một mình rời đi để tự mình khổ tu thì tất cả mọi người đều đã đến. Phong Phi Vân tái mặt lại mà hỏi. Làm sao các ngươi lại đều đến đây vậy? Mao Ô Quy lười biếng nhấc chân đi một bước, tựa như một quy đại gia bèn lên tiếng. Ngươi muốn đi bắt sống Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chuyện như vậy làm thế nào có thể thiếu chúng ta được? Đúng, đúng, có trò vui hay như vậy, chúng ta cũng muốn tham gia cùng. Phong Khanh Khanh cười nói rất sôi nổi. Phong Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã mà hỏi lại. Ai nói ta muốn đi bắt sống Thủy Nguyệt Thánh Nữ? Mao Ô Quy nói. Phong Khanh Khanh đáp. Muội muội của ngươi nói. Mao Ô Quy phân bua. Một người một rùa này cơ hồ là nói đồng thời, mũi nhọn đầu mâu đều chỉ sang hướng đối phương. Mao Ô Quy và Phong Khanh Khanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời bảo. Kỳ thật Mao Lão Thực nói. Thánh thực quả đúng là có hơi tủi thân nói thầm. Nhưng mà ta cũng không có nói gì hết á. Phong Phi Vân cũng lười truy cứu xem ai nói loạn ở sau lưng. Hắn ho khan 2 tiếng, rồi nói. Tu vi của thánh nữ đại nhân còn cao hơn so với trong tưởng tượng của các ngươi, nếu muốn thoát thân từ trong tay nàng đều là một chuyện cực kỳ gian nan. Phỏng đoán coi như là vũ hóa hiền giả tự mình ra tay đều không làm gì được nàng. Các ngươi đều trở về đi thôi. Muốn làm gì thì đi làm cái đó. Ai, ta đã nói Phong Phi Vân không dám bắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ, các ngươi còn không tin. Hiện tại thì đã tin chưa? Mao Ô Quy làm ra vẻ cực kỳ thất vọng. Phong Phi Vân cười cười, dừng một chút rồi nói. Kỳ thật đúng là ta có biện pháp có thể đối phó nàng, chỉ là không thể ra tay tại Hồng Diệp Tinh. Đôi mắt Mao Ô Quy lập tức phát sáng lên, hắn hỏi. Thật ư, tính cả ta nữa, nhất định phải có thêm ta. Việc đi bắt Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thánh nữ này tuyệt đối là chuyện danh chấn thiên hạ, làm thế nào có thể thiếu ta được cơ chứ? Còn có ta cũng muốn tham gia cùng. Phong Khanh Khanh nói. Phong Phi Vân 2 mắt nhíu lại, hắn nói. Về phần phương pháp cụ thể thì ta không thể nói cho các ngươi. Một khi nói ra chẳng khác nào là tiết lộ thiên cơ, nói vậy với tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất thì nhất định có thể sớm suy tính ra là có người muốn đối phó mình. Như vậy liền không dễ làm. Chúng ta đây có thể làm người trợ thủ được không? Ngươi nhìn lão phu thân thể khỏe mạnh, việc giúp ngươi giữ một chân là tuyệt đối không có vấn đề. Mao Ô Quy có vẻ rất hoạt bát, lão giơ 2 cái móng vuốt, như là đang muốn khoe khoang cơ thể. Ánh mắt của Phong Phi Vân bắt đầu trở nên cực kỳ lạnh lùng, hắn đánh ra một đạo chướng ngại vật, lợi dụng đại diễn thuật để ngăn cách quy tắc thiên đạo chung quanh, lúc này mới nói. Lần này đây chúng ta không phải đi bắt nàng, mà là giết nàng. Diêu Cát nhíu mày nói. Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thân phận thật sự rất cao. Một khi nàng bị người giết chết,
chúng ta khẳng định cũng rất khó giữ được mạng sống. Cho nên nói chúng ta không thể ra tay xuất thủ. Phong Phi Vân đáp. Vậy ai xuất thủ? Phong Phi Vân cuối cùng cảm giác được có lẽ cũng nên nói cho bọn họ. Để tránh đám người không bình thường này cả ngày đều muốn được một chút chuyện bất thường, hắn nói. Yêu tộc bị Hiên Viên Nhất Nhất lấy đi Thiên Nhai Xích, lại được Bạch Chu Thánh Tổ truyền thừa Thiên Nhai Đạo. Do đó trong yêu tộc nhất định có rất nhiều cường giả không phục, sẽ lẻn vào Đệ Lục Trung Ương Vương Triều muốn giết nàng để đoạt lại Thiên Nhai Xích và truyền thừa Thiên Nhai Đạo. Những kẻ hung ác trong yêu tộc tuyệt đối không phải số ít. Phong Phi Vân cũng là bị Hiên Viên Nhất Nhất đưa vào tuyệt lộ. Nếu như phải đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cùng nàng thì nhất định không có đường sống. Nếu chính mình muốn giữ được mạng sống, như vậy người chết nhất định phải là nàng. Huống hồ là nàng bất nghĩa trước đối với Phong Phi Vân, như vậy cũng đừng trách Phong Phi Vân có lòng dạ độc ác đối với nàng. Tuyết Lang, ngươi chính là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, hẳn là biết nên làm thế nào để tìm được những cường giả yêu tộc này chứ? Phong Phi Vân hỏi. Tuyết Lang cũng biết chuyện này rất quan trọng, nên nghiêm túc nói. Ta chỉ biết là Bạch Chu yêu tộc có phương thức liên lạc với tộc nhân ẩn núp trong quốc gia nhân loại. Nhưng mà không nhất thiết hiện tại bọn họ vẫn còn dùng loại phương thức liên lạc đó, ta chỉ có thể thử một chút. Phong Phi Vân gật đầu, đáp. Diêu Cát, ngươi cùng Tuyết Lang đi liên lạc với cường giả yêu tộc. Một khi chúng ta rời khỏi Hồng Diệp Tinh, dọc đường ta sẽ lưu lại ký hiệu chữ Phong. Nếu như có cơ hội, ta sẽ thông qua Ngọc Phù thông báo cho các ngươi biết hành tung của Hiên Viên Nhất Nhất. Đây là hai chiếc giới linh thạch, khi gặp phải nguy hiểm các ngươi có khả năng mở đường hầm xuyên không gian để rời khỏi đó. Phong Phi Vân giao hai quả trùng động linh thạch cho Tuyết Lang và Diêu Cát. Sau khi bọn họ rời đi, Phong Khanh Khanh mới hỏi. Ca, còn đệ đây phải làm gì? Phong Phi Vân đáp. Ngươi đi Tây Linh Cảnh một chuyến, tìm kiếm tung tích nữ ma. Nếu như tìm được nàng, vô luận như thế nào đều phải mời nàng đi theo. Một tòa cổ trận đài kia của thần Tấn Vương Triều liền ở tại Tây Linh Cảnh. Nếu như nữ ma đã đi tới Đệ Lục Trung Ương Vương Triều liền nhất định sẽ phải đi qua nơi đó. Cho dù nàng đã rời đi, thì cũng nhất định vẫn còn lưu lại đầu mối. Suy nghĩ một chút, Phong Phi Vân lại nói. Mao Ô Quy, lão đi cùng với nó. Để cho Phong Khanh Khanh đi một mình thì rất không đáng tin, hãy để cho lão lọc lõi Mao Ô Quy này đi cùng đường với nó thì sẽ ổn thỏa hơn một chút. Thánh Thực Quả lo lắng hỏi. Còn ta đây thì làm sao bây giờ? Người đi theo ta, đến lúc cần thiết thì có khả năng cõng ta trên lưng để chạy trốn. Phong Phi Vân đáp. Kỳ thật Phong Phi Vân để cho Thánh Thực Quả đi theo bên cạnh hắn còn có một nguyên nhân khác. Dù sao Mao Ô Quy và Phong Khanh Khanh đi tìm chính là nữ ma, nếu như để cho nữ ma thấy Thánh Thực Quả thì khẳng định ánh mắt đều xanh lè, không bắt nó ngay để hầm tại chỗ thì mới là chuyện kỳ lạ. Sau khi Mao Ô Quy và Phong Khanh Khanh rời khỏi, Phong Phi Vân mới đưa Thánh Thực Quả đã trở nên chỉ còn to bằng quả hạch đào vào trong túi áo. Sau đó đi tới Thiên Thu Thần Thành. Lần này không có Lưu Tô Tử dẫn đường, nhưng người trông coi cửa thành cũng không dám cản trở Phong Phi Vân. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một buổi tối, nhưng mà tên tuổi Phong Phi Vân cũng đã nổi tiếng, ngay cả gia chủ của Trung Cổ Thế Gia đều tự mình hỏi đến. Hắn đã trở thành nhân vật sờ bỏng tay. Phong Phi Vân đi ở trên đường thần thành cũng được tất cả mọi người chú ý. Bất kể là ông lão tiên phong đạo cốt, hay thiếu nữ xinh đẹp khuynh thành đều liên tiếp quay đầu lại nhìn bán yêu này đã được thánh thần triệu hoán. Đã là buổi tối ngày hôm sau, hẳn là có linh thú chiến hồn đã vận chuyển tới từ thần thành khác. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, hắn liền đi Mộng Thiên Cư, lại lần nữa đi tới tiên thị buôn bán linh thú chiến hồn. Vừa mới hỏi xong, cũng liền khiến cho trong lòng Phong Phi Vân nổi lên một cơn lửa giận. Bị người khác mua tranh mất rồi. Phong Phi Vân hỏi lại. Ai không có việc gì mà lại mua nhiều linh thú chiến hồn như vậy? Vốn hôm qua sau khi nhận được đơn đặt hàng của Phong Công Tử, chúng ta liền lập tức đi đến mỗi đại thần thành ở gần đây để vận chuyển linh thú chiến hồn về. Sớm nhất có một nhóm 1.100 con linh thú chiến hồn, đúng là sáng hôm nay được đưa đến Mộng Thiên Cư. Nhưng mà vừa mới vận chuyển đến không lâu liền bị Cố Bát Thiếu Gia phái người đến đây mua hết toàn bộ. Hơn nữa chính là đưa ra giá cả gấp đôi, dựa theo quy củ của Mộng Thiên Cư là trước tiên có thể bán cho bên đó. Cố Lão Bát. Cố Bát Thiếu Gia tự nhiên không có khả năng muốn nhiều linh thú chiến hồn như vậy. Càng không thể chỉ vì mua linh thú chiến hồn mà chấp nhận tốn hao trả giá gấp đôi.
Một chiêu này khẳng định chính là chỉ để chuyên môn đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lạnh lùng cười một tiếng, đi ra khỏi Mộng Thiên Cư. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới chỗ ở của Cố Bát Thiếu Gia. Lúc trước Cố Bát Thiếu Gia ở trong tổ phủ của gia tộc. Nhưng mà hiện tại lại hưởng thụ đãi ngộ của người kế thừa, nên hắn chuyển ra khỏi tổ phủ gia tộc, đến ở trong một tòa phủ đệ độc lập. Một tòa phủ đệ này cực kỳ có khí thế, trước cửa đang đặt hai con kỳ lân cao hơn 10 thước. Bậc thang chính là làm bằng ngọc thạch, nó có chừng 99 bậc, mỗi một bậc thang đều phát ra ánh sáng thần thánh, hào quang chói mắt. Phong Phi Vân một mình một người đi tới phủ đệ của Cố Bát Thiếu Gia, hắn liếc mắt về hướng phía trên phủ đệ. Chỉ thấy phía trên phủ đệ có hư ảnh của một con kỳ lân đỏ đồng đọc đang chiếm cứ. Con kỳ lân trông thật hung dữ mãnh liệt, nó đang dẫm trên đầm lầy lớn từ thời hồng hoang xa xưa, trên đỉnh đầu nó có tụ đám mây đỏ bầm. Đây là hình ảnh huyết phân kỳ lân của Cố Bát Thiếu Gia. Hình ảnh hùng dũng đang ở trong không trung phủ đệ, như vậy nói rõ hắn đang ở trong phủ đệ. Phong Phi Vân xuất chiến mâu ra, Phật quang trên cánh tay bành trướng, chiến mâu liền được phóng đi ra ngoài, giống như một con yêu long tuyệt thế vừa lao ra. Ầm. Huyết tinh đại môn của phủ đệ bị phá thành mảnh nhỏ, muôn vàn những khối tường bao thật lớn quanh cánh cửa bị bắn tóe mọi nơi. Ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám phá hoại đại môn của Cố Bát gia phủ. Có hai vị nam nhân trung niên mặc áo giáp bay ra từ trong đại môn, đều là những người lưng hùm vai gấu, cơ bắp trên cơ thể nổi gồ rõ rệt. Đó chính là cường giả tu vi Niết Bàn Đệ Tứ Trọng, là hai vị cung phụng của Cố Bát gia phủ, tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm. Cút ngay! Phong Phi Vân đánh ra hai trường, trực tiếp nện chết hai trung niên nam nhân này trên mặt đất. Đầu khớp xương toàn thân bọn họ đều trở thành nát vụn, giống như hai đống thịt giữa nằm co quắp trên mặt đất. Phong Phi Vân sải bước đi vào trong phủ đệ. Hắn nhắc chiến mâu đang cắm trên mặt đất lên, sau đó đi bước một vào chỗ sâu trong phủ đệ mà quát to. Cố lão bát, lăn ra đây cho ta. Lúc này lại có một đội hộ vệ mặc linh giáp xông ra, chừng hơn 50 người. Trên thân thể mỗi người đều có sát khí khiếp người, tuyệt đối là đã trải qua thử thách tại vạn tộc chiến trường mới có thể nuôi dưỡng ra được sát khí dã tính như thế. Vị đầu lĩnh đám hộ vệ dẫn đầu, cũng là một vị cung phụng của Cố Bát gia phủ. Lưng đeo một thanh chiến đao màu đỏ thẫm, bên cạnh có một con báo hai đầu giống như kim loại đúc luyện đi theo. Vị đầu lĩnh hộ vệ này nhận ra Phong Phi Vân, nên cũng không lập tức xuất thủ. Hắn nói, Phong Phi Vân, nơi này chính là Cố Bát gia phủ, người dám giết cung phụng của Cố Bát gia phủ, chính là đắc tội cả Cố gia. Coi như là bán yêu minh đều không bảo vệ được ngươi. Phải không? Phốc! Phong Phi Vân đâm thẳng chiến mâu trong tay. Một mâu đâm đi ra ngoài, liền xuyên thủng đầu vị đầu lĩnh hộ vệ. Trên chiến mâu chấn động ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đầu của vị đầu lĩnh hộ vệ lập tức nổ tung, biến thành bột máu. Những hộ vệ của Cố Bát gia phủ đều táng đờm kinh hồn, bán yêu này rốt cuộc là làm sao vậy? Cũng dám không kiêng nể gì mà nện vỡ đại môn của Cố Bát gia phủ, lại liên tiếp giết chết ba vị cung phụng. Với thân phận bán yêu của hắn, tại sao lại có gan làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Hắn điên rồi sao? Nếu như vào trước kia, Phong Phi Vân tự nhiên còn có thể kiêng kỵ Cố gia vài phần, nhưng mà hiện tại hắn lại không sợ, căn bản không sợ những lão nhân này của Cố gia sẽ xông ra trấn áp hắn. Mà cho dù những lão nhân này của Cố gia ra tay đối với hắn, tự nhiên có người sẽ đến ngăn chặn giúp hắn. Đã như vậy, hắn còn có gì sợ? Phong Phi Vân đã sớm muốn loại bỏ Cố Bát Thiếu gia, hắn đang tìm cớ để đến giết chết hắn. Cũng không nghĩ hắn lại làm khó dễ trước đối với Phong Phi Vân, như vậy đúng lúc cho Phong Phi Vân có một lý do để xông đến tận cửa. Trong Cố Bát gia phủ vang lên tiếng hô chém giết, máu tươi bắn tóe nhuộm đỏ mặt đất, những khối thi thể gục ngã trên mặt đất đang không ngừng chảy huyết. Phong Phi Vân bước trong vũng máu, y phục trên người đều bị máu tươi nhuộm ướt sũng. Chiến mâu trong tay vung lên, một mảnh bức tường sụp xuống, đè ba tên tu sĩ hộ vệ ở bên dưới bức tường dày. Dầm. Phong Phi Vân một cước giẫm trên bức tường, đánh chết ba tên tu sĩ hộ vệ phía dưới. Một ông lão khoác tử kim huyền bào đi ra từ trong phủ đệ. Một bước giẫm trên mặt đất, làm cho huyết dịch trên mặt đất bị chấn thành huyết khí. Chúng bốc lên, biến thành một bức huyết màn, rồi toàn bộ đánh về hướng tới Phong Phi Vân. Ầm. Phong Phi Vân không hề chờ đợi, chiến mâu liền đâm thẳng đi ra ngoài đánh vỡ tan màn huyết phụ.
Trong lòng ông lão khoác tử kim huyền bào hơi kinh hãi, thiếu niên bán yêu này thật đúng là khác thường. Tu vi của hắn đúng là đạt tới tình trạng như thế, lại có thể phá tan được cả xa huyền khí của ta. Lão phu chính là Hoa Vi Tử ở Tây Mộc Đà Sơn, cũng là một trong trưởng lão cung phụng của Cố Gia Bát Gia Phủ. Lão phu nhìn người tuổi còn trẻ mà đã có tu vi không tầm thường, chính là tài năng có thể bồi dưỡng. Tốt nhất cấp tốc lùi lại, để tránh tự làm hại bản thân. Hoa Vi Tử nói, Hoa Vi Tử có thân phận trưởng lão, có thể nói ra những lời như vậy với một bán yêu đã là khá khách khí. Nếu không phải Phong Phi Vân chính là người mà thánh thần điểm danh muốn gặp thì lão đã sớm một trưởng chụp chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói với âm thanh lạnh lùng. Ông lão cút ngay. Đây là tranh đấu giữa ta và Cố lão bát, không tới phiên lão nhúng tay. Ngươi! Hoa Vi Tử bị chọc giận, chòm râu và tóc đều phải đứng chổng ngược, lão nói. Tuy nói thế hệ trẻ tuổi tranh giành thì lão nhân không thể nhúng tay. Nhưng mà lão phu phụ trách bảo vệ Cố bát gia phủ, liền có tư cách ra tay giáo huấn một chút ngươi, kẻ cuồng đồ đến đây gây sự. Hoa Vi Tử tự kiềm chế tu vi tinh thâm, tịnh không sử dụng linh binh đạo thuật. Lão nhún chân một cái, thân thể bay lên, một trưởng đè về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân mà ấn xuống. Phong Phi Vân cười một tiếng chế giễu, đạp chân một cái. Tốc độ so sánh với Hoa Vi Tử nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn trực tiếp bay đến đỉnh đầu của lão, nện một trưởng vào giữa lưng lão, chụp cho lão rơi xuống trên mặt đất, ngã sấp trên mặt đất. Rầm. Hoa Vi Tử rơi xuống bụi bám đầy người, khiến cho những tấm ngọc thạch lát trên mặt đất đều bị nện vỡ, toàn thân đều đau đớn muốn nứt ra, cột sống lưng thiếu chút nữa bị đối phương cắt đứt. Hoa Vi Tử có thân phận như thế nào, bình thường được vô số người sùng kính, hôm nay lại bị đánh mất mặt lớn như vậy, lửa giận trong lòng tuôn trào. Lão nhảy dựng lên, ném ra một khối đại ấn màu xanh về hướng tới Phong Phi Vân. Ầm, 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 ầm. Đại ấn trở nên khổng lồ, phát ra ánh sáng màu vàng, từ trong đại ấn có những chữ bùa chú phát tán ra ngoài. Đây là một món cửu phẩm linh khí, uy lực cực kỳ cường đại. Nó làm cho mặt đất mấy chục thước chung quanh đều bị chấn động đến không ngừng nứt ra. Báu vật không tồi. Phong Phi Vân vươn ra một cánh tay, bàn tay hóa thành cái bóng thật lớn, thu lấy quả đại ấn này. Sau đó hắn xoay người lại đâm ra một mâu. Phốc, lưỡi mâu xuyên thủng ngực Hoa Vi Tử, đâm vào vị trí trái tim. Hoa Vi Tử chính là tu sĩ Niết Bàn đệ ngũ trọng, sức sống cực kỳ cường đại, trái tim bị nghiền nát mà vẫn chưa chết. Đôi mắt trở nên vô cùng dữ tợn, một trường công kích ra ngoài. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân cũng đánh ra một trường, bàn tay trở nên thần kỳ như chảo của Phượng Hoàng. Nó xé rách cánh tay của Hoa Vi Tử. Một tảng lớn huyết nhục từ trên cánh tay lão bị róc đi rơi xuống, để lộ ra đầu khớp xương trắng hếu đáng sợ. A, à, đây là nỗi đau bị nạo xương, làm cho Hoa Vi Tử kêu thảm một tiếng. Sau lưng của lão lao ra năm đạo linh thú chiến hồn, chính là năm con đằng xà, đồng thời nhào về hướng Phong Phi Vân. Dãy dụa vô ích. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, trên cánh tay vang lên âm thanh to lớn của linh thú chiến hồn. Một trường đánh ra lực lượng của 442 vị tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng. Nó trực tiếp đánh cho nát bấy năm đạo linh thú chiến hồn của Hoa Vi Tử, đồng thời chặt đôi thân thể của Hoa Vi Tử. Những tu sĩ hộ vệ chạy tới đều bị một màn này hù dọa. Ngay cả cung phụng trưởng lão Niết Bàn đệ ngũ trọng đều bị một trường trục chết, lực lượng của tên bán yêu trẻ tuổi này rốt cuộc mạnh tới đâu. Một đám tu sĩ không ngừng lui về phía sau, không dám đánh nhau với Phong Phi Vân. Đây chính là một sát tinh a. Phong Phi Vân rốt cục đi tới dưới lâu các của Cố bát thiếu gia. Những tu sĩ hộ vệ này đều vây chung quanh, nhưng mà lại không người nào dám ra tay xuất thủ. Ở trên lâu các đúng lúc có mấy người anh tài trẻ tuổi đang ngồi ở nơi này. Bọn họ vừa uống rượu, vừa thưởng thức thương khung đồ, vừa nói vừa cười, tựa hồ căn bản không thấy Phong Phi Vân đằng đằng sát khí mà đến. Mấy vị anh tài trẻ tuổi này đúng là Cố bát thiếu gia, Mộ Dung Tam Đắc, Hoàng Thiên, Lưu Tô Hồng. Chính là mấy người có tu vi đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cảnh. Thì ra là Phong huynh, người tới quý phủ của ta làm cái gì a? Cố bát thiếu gia tuấn tú phóng khoáng, cử chỉ phong lưu. Phong Phi Vân đứng thẳng sừng sững, ánh mắt đầy thách thức mà nói. Cố lão bát, người đây là biết rõ mà còn cố hỏi. Ta hỏi người hôm qua ta đã đặt đơn mua linh thú chiến hồn tại Mộng Thiên Cư, vì sao người phải tranh đoạt với ta?
Có việc này sao? Cố Bát thiếu gia có hơi ngây người như vậy, chợt cười nói. Ta không biết người đặt mua kia lại là Phong huynh, thật sự là rất xin lỗi. Nhưng mà ta ra giá cả gấp đôi để mua linh thú chiến hồn, kỳ thật cũng là ta có hại a. Phong huynh hẳn là sẽ không cần để ý mới đúng. Phong Phi Vân tự nhiên biết Cố lão bát sẽ có một đống lý do để thoái thác. Nhưng mà lần này vốn chính là hắn kiếm lấy một cái cớ để xông vào cửa, cho nên bất kể Cố Bát thiếu gia nói như thế nào thì hắn đều không có khả năng dừng tay. Lưu Tô Hồng mặc bộ hồng sam mỏng, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp vô song có hơi lộ ra cảm giác lạnh buốt. Nàng nói, Phong Phi Vân, nơi này chính là Cố Bát gia phủ, người không phân tốt xấu liền xông vào phủ đệ của người khác, lại còn giết chết nhiều hộ vệ và cung phụng như vậy, thế này mà là coi trọng pháp luật Diệp Hồng cảnh sao? Thế này mà là tôn trọng cảnh chủ đại nhân sao? Lúc này, Lưu Tô Tử và Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường, còn có một số anh tài trẻ tuổi cũng xông vào Cố Bát gia phủ. Lưu Tô Tử ra mặt trước tiên, với tư thế oai hùng bừng bừng, trang điểm đẹp đẽ động lòng người, nàng tay cầm cái quạt đã đi tới như một làn gió màu tím, từ rất xa đã nói. Thế hệ trẻ tuổi tranh giành, tranh nhau chính là một khí phách và một thân nhiệt huyết. Cái này không quan hệ tới pháp luật, nếu như thật sự cần pháp luật, thì lực lượng chính là pháp luật. Những anh tài trẻ tuổi này vừa nhận được tin đồn liền lập tức chạy tới. Mấy vị anh tài trẻ tuổi kia có quen biết với Phong Phi Vân, nên đều gật đầu cười cười đối với Phong Phi Vân. Đứng trên lầu các, Lưu Tô Hồng mắt nhung xa sầm, trong đồng tử có quầng sáng sát khí nhấp nháy. Hay cho một câu lực lượng chính là pháp luật, hôm nay Hoàng Thiên ta đây liền đến xem pháp luật của ai mạnh hơn. Đệ nhất thiên kiêu của Hoàng gia trong Trung Cổ Thế Gia trong nháy mắt liền bay xuống từ trên lầu các, khiến cho mặt đất bị dẫm sụt sâu xuống. Trên người Hoàng Thiên khoác một kiện đạo bào, phía trước là thêu bức bát quái đồ đầy màu sắc. Sau lưng là in ấn bức đạo đỉnh thai. Mái tóc xanh dùng mũ đạo giữ ở trên đầu, hắn cầm trong tay một cây phất trần màu trắng. Cánh tay hắn vung lên, phất trần tựa như một con sông dài trắng xóa đang cuồn cuộn ập tới. Vào lúc Hoàng Thiên mới ra đời, có một vị lão đạo đi ngang qua trước cửa Hoàng gia đã thu nhận hắn làm đệ tử, dẫn hắn đi đạo môn tu luyện 30 năm. Sau 30 năm quay về Hoàng gia, hắn liền đã là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ tuổi của Hoàng gia. Đạo thuật của Hoàng Thiên cực kỳ tinh xảo, có rất ít người có thể biết chiến lực của hắn mạnh như thế nào, bởi vì chưa bao giờ có người có thể khiến cho hắn phải xuất ra toàn lực. Từ trong thân thể Phong Phi Vân lao ra Phật mang vạn trượng, làn da chuyển thành màu vàng chói mắt, có những đoạn Phật văn đang phi hành bay chung quanh thân thể. Thập phẩm yêu khí chiến mâu trong tay đều được một tầng Phật quang bao bọc, ánh lên một tầng hào quang vàng rực. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, hắn lượn vòng qua cây phất trần trắng tinh. Một mâu đâm thẳng tới mặt Hoàng Thiên. Dầm. Hoàng Thiên hai tay kết ra một cái bát quái ấn để chặn một mâu này của Phong Phi Vân. Thân thể hắn bật lui, đồng thời thu hồi phất trần, trong lòng âm thầm cả kinh. Vào lúc nhìn thấy Phong Phi Vân giết chết Hoa Vi Tử, ở trong lòng hắn liền thầm tính ra thực lực của Phong Phi Vân. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện vẫn còn có hơi đánh giá thấp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không để cho Hoàng Thiên cơ hội lấy lại hơi. Cánh tay lại vung lên lần nữa, thân thể biến thành một ngôi sao băng. Tốc độ của hắn nhanh tới mức ở đây không ai có thể thấy rõ, cứ như vậy hắn đâm thủng đầu của Hoàng Thiên. Phốc, trường mâu nhô ra từ gáy Hoàng Thiên mà đâm tới tiếp. Không đúng. Phong Phi Vân ý thức không tốt, thân thể liền lướt ngang đi ra ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt thân thể của hắn lướt ngang kia, một đạo phất trần đã xé rách không trung mà chém vát qua chỗ hắn mới rồi còn đứng. Xuất hiện hai Hoàng Thiên, người thứ nhất bị trường mâu của Phong Phi Vân xuyên thủng đầu, người khác xuất hiện ở phía sau Phong Phi Vân mà ra tay đối với hắn. Đạo khôi lỗi. Phong Phi Vân nói. Hoàng Thiên tay nắm phất trần, đầu đội đạo màu, ánh mắt chế giễu mà cười nói. Đúng là đạo khôi lỗi, coi như ngươi vẫn còn có vài phần kiến thức. Hắn vừa nói dứt lời thì dưới chân hắn sinh ra một bức âm dương ngư ấn ký, thân thể nhảy lên, âm dương ngư chuyển động. Hào quang lóe lên, sau một khắc thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm quyết đâm tới đan điền của Phong Phi Vân. Phá! Trong miệng hắn niệm ra một chữ như vậy. Phong Phi Vân hai tay chắp trước ngực, làm thành một cái Phật ấn. Ở vị trí đan điền bộc phát ra một mảnh Phật văn, nó ngăn cản kiếm khí Hoàng Thiên đánh ra.
Đồng thời cùng lúc đó dưới chân hắn triển khai luân hồi tật tốc, thân thể đột nhiên lui về phía sau, rơi xuống đến hơn 10 trượng. Hoàng Thiên đắc chí không buông tha người, sau khi chiếm cứ thượng phong hắn liền tiếp tục truy kích. Dưới chân lại lần nữa sinh ra âm dương ngư đồ văn, phất trần hóa thành vô tận những sợi tơ nhỏ ti, mỗi một sợi tơ nhỏ so sánh với linh kiếm đều phải sắc bén hơn, chúng phát ra âm thanh hoác hoác ở trong không khí. Tu vi của Hoàng Thiên không ngờ đã đạt tới trình độ như thế, khẳng định đã đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Với thiên phú bẩm sinh của hắn và đạo thuật thần thông thì tại niết bàn đệ ngũ trọng rất khó gặp được đối thủ. Cố Tự Thiếu ra nheo mí mắt lại, có hơi không dám tin. Hoàng Vũ Trường nói nghiêm túc. Hoàng Thiên khẳng định là đã tiến vào từ đường của gia tộc Hoàng gia, chiếm được lực lượng đỉnh cao của tinh hoa đạo gia, nếu không tu vi không có khả năng tăng trưởng được lợi hại như thế. Chỉ có người kế thừa gia chủ các đời của gia tộc mới có tư cách tiến vào từ đường của gia tộc, chẳng lẽ những lão nhân này trong gia tộc đã quyết định để cho hắn làm gia chủ tương lai của Hoàng gia? Phong Phi Vân ổn định thân hình, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Thực sự nghĩ rằng đạo thuật của ngươi đã là vô địch sao? Kim Tàm Phật vực. Trong thân thể Phong Phi Vân bộc phát ra vô tận Phật quang, ngàn vạn Kim Tàm bảo vệ bản thân. Một cái Phật hoàn, vòng sáng thật lớn ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Dưới chân xuất hiện một tòa Phật đài 72 bậc. Phạm âm Phật môn vang vọng trong thiên địa. Chỉ là một tòa Phật vực thì có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng có đạo vực chí cao vô thượng, Cửu Hoa đạo vực. Hoàng Thiên triển khai lĩnh vực thuộc về mình, chín phiến đạo mang sáng lên chung quanh thân thể của hắn, phô bày ra chín loại sắc thái không giống nhau, giống như một vị đạo thần đã đến trái đất. Thế sao, ta còn có đệ nhị vực, vạn thú chiến vực. Một vạn con linh thú chiến hồn lép ra từ trong thân thể Phong Phi Vân, chúng chen nhau chấn ních trời cao. Vạn thú rít gào làm kinh thiên động địa, mỗi một con chiến thú đều hung ác đến dọa người, lực lượng có thể phá được quả núi. Dòng khí khát máu trên người Phong Phi Vân bắt đầu sôi sùng sục. Kim Tàm Phật vực cùng vạn thú chiến vực dung hợp với nhau. Mỗi một con linh thú chiến hồn đều được phủ thêm một tầng Phật mang màu vàng, như là biến thành Phật thú vàng tươi. 442 con linh thú chiến hồn ở chính giữa, hơn 9.000 con dị thú chiến hồn bị chèn ép sang đến hai bên, hình thành một bức vạn thú đồ quyển to lớn đồ sộ. Vụt! Phong Phi Vân hai mắt nhìn chằm chằm, tay xách chiến mâu, khí thế hừng hực, hai tòa lĩnh vực đồng thời hiện ra ở trên người. Cái gì? Hắn lại đồng thời tu luyện ra hai tòa lĩnh vực. Tất cả mọi người bị kinh ngạc, kể cả đám người Lưu Tô Tử, Lưu Tô Hồng, Cố Bát Thiếu gia cũng không ngoại lệ. Phảng phất như nhìn thấy điều ngạc nhiên nhất trên đời này. Phải biết rằng số người có thể đạt tới niết bàn đệ tứ trọng mà tu luyện ra được linh vực đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Nhưng có thể tu luyện ra được hai tòa vực thì không có người nào mà không phải là nhân vật oai hùng vang dội cổ kim. Cả Trung ương Vương Triều cũng không nhất thiết có thể sinh ra một người luyện đến tình trạng nhất thân song vực. Mà hiện tại một bán yêu lại tu luyện ra hai tòa lĩnh vực. Khó trách hắn muốn mua nhiều dị thú chiến hồn với huyết mạch thái cổ thánh thú như vậy. Chẳng lẽ hắn là muốn tu luyện ra lực lượng của một vạn con linh thú chiến hồn? Như vậy có thể là tương đương với lực lượng của một vạn tu sĩ. Lưu Tô Tử nghĩ tới khả năng này, trong lòng vô cùng kinh động sợ hãi. Những anh tài thiên kiêu này cũng đều là hạng người tâm trí tuyệt đỉnh, tất cả cũng nghĩ tới khả năng này, nên trong lòng rung động rất lớn. Lực lượng gấp một vạn lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu như thật sự để cho hắn làm được, chẳng phải sẽ vô địch với những ai cùng thế hệ, chính là trở thành nhân vật có lực công kích hàng đầu từ trước tới nay. Khó trách ngay cả thánh thần đều muốn triệu kiến hắn, nhãn quan của thánh thần tuyệt đối sẽ không sai. Trong lòng Hoàng Thiên có hơi chấn động, sau đó liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Coi như là chiến lực gấp một vạn lần tu sĩ cùng cảnh giới thì đã làm sao? Ít nhất là bây giờ hắn vẫn còn chưa tu luyện tới một bước đó. Được thánh thần triệu kiến thì đã làm sao? Thế hệ trẻ tuổi tranh hùng với nhau, cho dù là thánh thần cũng không xen vào. Nếu mà đã đắc tội với bán yêu này, như vậy cũng sẽ tuyệt đối không thể lại cho hắn giữ được mạng sống. Cửu Hoa đạo vực, nhất khí cửu thanh. Hoàng Thiên lẩm nhẩm niệm ra đạo quyết, có 9 đạo đạo khí bay ra, ngưng tụ thành 9 thanh cổ kiếm màu xanh. Chúng chia ra 9 phương hướng mà chém về Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tay xách chiến mâu cứ thế tiến lên, hắn không ngừng đánh cho 9 thanh kiếm bị bật văng xa. Cuối cùng hắn ngừng tụ lực lượng toàn thân, nện một mâu công kích về phía trước, nện vỡ cả 9 thanh kiếm.
Tiếp theo nó hóa thành một con độc long. Phốc, nó xuyên thấu qua thân thể Hoàng Thiên, đâm xuyên vào trong ngực, làm cho ngay cả khớp xương trong ngực đều bị nện nát thành muôn vàn khối. Lại là đạo khôi lỗi. Phong Phi Vân đánh mạnh một kích về phía trên. Phốc, làm cho thân thể một Hoàng Thiên kia ở phía trên cũng bị xuyên thấu. Từ đầu một mực truyền tới gót chân, những giọt máu tươi từ trên chiến mâu nhỏ giọt rơi xuống, rơi lộp bộp trên cánh tay của Phong Phi Vân. Ta là bất tử. Âm thanh của Hoàng Thiên lại vang lên lần nữa, lần này xuất hiện ở bên trái Phong Phi Vân. Một đạo cổ kiếm từ bên trái đã đâm đến với sát khí đằng đằng, kiếm khí sắc bén. Phong Phi Vân đột nhiên cắm chiến mâu cấp bậc thập phẩm yêu khí trên mặt đất, tay không đập thẳng vào kiếm, làm cho cổ kiếm bị nện vỡ thành những mẩu vụn. Rồi một chưởng công kích vào đỉnh đầu Hoàng Thiên, làm thân thể của hắn bị nện đến sụp đổ. Phốc, cỗ đạo khôi lỗi thứ tư đã bị chấn nát, hóa thành một đám huyết bùn. Hiện trường trên mặt đất thật sự rất quỷ dị, xuất hiện bốn khối thi thể Hoàng Thiên, nhưng mà đều vẻn vẹn chỉ là đạo khôi lỗi của Hoàng Thiên, cũng không phải chân thân của Hoàng Thiên. Những đạo khôi lỗi đều là người sống sờ sờ, hơn nữa tất cả lực lượng cũng cường đại như Hoàng Thiên, tịnh không giống như là dùng vật khác để tế luyện thành khôi lỗi. Ở trong thiên hạ làm sao có được pháp thuật kỳ lạ như thế? Có một vị anh tài trẻ tuổi đứng nhìn mà dựng ngược tóc gáy. Lưu Tô Tử mắt nhung nhíu lại, nàng nói. Đạo khôi lỗi, chính là một chi nhánh của đại khôi lỗi thuật trong thái cổ bát thuật. Đại khôi lỗi thuật, đích thực thì hiện tại đã thất truyền. Vào lúc thái cổ đã bị hủy, nó chia làm đạo khôi lỗi thuật, Phật khôi lỗi thuật, tử khôi lỗi thuật, thánh khôi lỗi thuật. Hiện nay khôi lỗi thuật đang lưu truyền trong tu luyện giới thì phần lớn đều là khởi nguồn từ bốn loại khôi lỗi thuật nà. Hoàng Thiên tu luyện đạo khôi lỗi thuật, đã đạt tới trình độ, sái huyết vi binh, vẩy máu thành quân. Một khối đạo khôi lỗi này cũng chính là một giọt huyết dịch của hắn. Đạo khôi lỗi có khả năng bỏ mạng thay cho hắn, cũng có thể bay ra từ trong thân thể của hắn, thay hắn chiến đấu. Nhưng chúng chỉ có tam trọng lực lượng của bản thân. Nghe nói nếu tu luyện thành công đại khôi lỗi thuật, có thể khiến cho khôi lỗi thân có được ngũ trọng lực lượng. Kỳ thật mỗi một lần Hoàng Thiên đánh nhau với Phong Phi Vân đều là chân thân, chỉ là vào lúc Phong Phi Vân giết chết hắn thì hắn mới sử dụng đạo khôi lỗi, khiến cho đạo khôi lỗi bỏ mạng thay cho hắn. Hoàng Vũ Trường nói, vậy chẳng phải là hắn có bất tử chi thân? Lưu Tô Tử do dự yên lặng, không nói gì thêm. Phong Phi Vân lần thứ 8 đâm thủng đạo khôi lỗi của Hoàng Thiên, trên mặt đất đã có 8 khối tử thi, vóc người đều giống nhau như đúc cùng Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thiên nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân trở nên cực kỳ đỏ đậm, đồng tử như là hai tảng thiên thạch hừng hực thiêu đốt. Có hai con Phượng Hoàng thần kỳ đang múa lượn trong đồng tử, phát ra tiếng Phượng Hoàng hót vang dội. Phượng Hoàng Thiên nhãn của Phong Phi Vân đã đạt tới cảnh giới trên thấy trời, dưới thấu đất, do đó nhìn thấu huyết dịch toàn thân của Hoàng Thiên, thậm chí có thể thấy tốc độ chảy của mỗi một giọt máu nhỏ trong người hắn. Nếu muốn thi triển đạo khôi lỗi thuật thì cũng cần một thời gian quá độ. Chỉ cần trong thời gian quá độ này mà hai lần giết chết hắn, như vậy hắn nhất định phải chết. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Hoàng Thiên thân mặc đạo bào trắng tinh khiết, mặt mày sáng sủa không râu, hắn cười nói. Coi như người sở hữu nhất thân lưỡng vực thì đã làm sao? Dù sao chỉ là một tên bán yêu, nếu muốn giết ta thì ngươi còn kém quá xa. Đại đạo mệnh bàn. Hai tay Hoàng Thiên bắt đầu xoay vòng liên tục, hắn nâng lên một cái viên bàn, bàn tròn màu xanh rồi nện ầm ầm về hướng tới Phong Phi Vân. Chính là hiện tại. Phong Phi Vân điều động lực lượng của hai tòa vực, một quyền công kích đến đã nện vỡ viên bàn, đồng thời đập bẹp đầu Hoàng Thiên. Cùng lúc đó thiên tủy binh đảm bay ra, biến thành mấy ngàn thanh tiểu kiếm bay tại bốn phương tám hướng. Kiếm khí sắc bén cắt nát hư không, phát ra tiếng gió rít gào thét. Phốc, phốc, phốc. Muôn vàn khối huyết nhục rơi rụng rơi xuống từ trong hư không, ngón tay, cánh tay, bắp chân, đầu lâu, tóc, cổ. Kiếm khí sắc bén của thiên tủy binh đảm đã cắt đứt thân thể Hoàng Thiên thành vô số mảnh. Lần này đây màu máu trên mặt đất so sánh trước kia đều phải đậm đặc hơn nhiều lắm, mùi máu tanh tưởi cũng cực kỳ gai mũi. Giờ khắc này tất cả tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm chân thân của Hoàng Thiên, cảm giác Hoàng Thiên vẫn còn sẽ xuất hiện. Không cần tìm nữa, chân thân của Hoàng Thiên đã bị chém. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, vui vẻ cười một tiếng như vậy. Nàng quay sang nhìn thoáng qua về hướng Lưu Tô Hồng trên lầu các,
lại chuyển ánh mắt sang Cố Bát thiếu gia mà nói. Ta xem ra ngôi vị đệ nhất thiên kiêu của Diệp Hồng Cảnh hẳn là đổi chủ. Phong Phi Vân nhất thân song vực, hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân Oai Phong trong thế hệ trẻ tuổi. Cố Bát thiếu gia cười lạnh một tiếng, rồi hỏi. Một tên bán yêu cũng muốn làm đệ nhất thiên kiêu của Diệp Hồng Cảnh, hắn xứng đáng sao? Soạt! Thân thể Cố Bát thiếu gia khẽ động, sau một khắc liền rơi xuống đối diện Phong Phi Vân. Hắn cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể có được lực lượng hiện tại. Nếu sớm biết thế thì lúc ở trong vạn tộc chiến trường nên dứt khoát kết liễu tính mệnh của ngươi. Cái này là sai lầm của ta. Cố Bát thiếu gia cho tới bây giờ đều là một người đã quen nhổ cỏ tận gốc. Tại vạn tộc chiến trường liền nhiều lần muốn giết chết Phong Phi Vân, nhưng mà cuối cùng đều để Phong Phi Vân chạy thoát, ngược lại khiến cho tu vi của Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng mạnh. Phong Phi Vân cũng rất xem trọng đối với Cố Bát thiếu gia, người này tâm trí và thiên phú bẩm sinh đều là cấp bậc đứng đầu. Hơn nữa trong đan điền vẫn còn giấu một chút bí ẩn không người biết. Hiện tại lại chiếm được truyền thừa huyết kỳ bán thánh, tuyệt đối là một vị đại địch. Số mệnh người ta luôn luôn khó đoán như vậy. Nếu không phải bởi vì ngươi, thì ta cũng không thể đột phá đến niết bàn đệ tứ trọng nhanh như vậy, cảm ơn a. Phong Phi Vân cười nói. Không khách khí. Cố Bát thiếu gia cũng là lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc sảo giống như chim ưng. Một con huyết hồng sắc kỳ lân từ sau lưng của hắn hiện ra trước mắt. Nó đạp chân trên mặt đất, trên đỉnh đầu có đám mây huyết sắc. Nó vừa cao giọng kêu lên, âm thanh của kỳ lân nện cho hai tòa vực của Phong Phi Vân không ngừng rung rinh. Nhất thân song vực, hôm nay sẽ chỉ có trong lịch sử. Cố Bát thiếu gia gọi ra một thanh đại kiếm, thân kiếm rộng chừng như bàn tay, một nửa là màu đỏ, một nửa là màu trắng. Từ bên trong có khí thức khổng lồ truyền tới. Như là ở trong kiếm đang phong bế một con rồng. Không tốt, gia chủ lại truyền thần hạo cổ kiếm cho lão bát. Đây là một thanh kiếm mà chỉ người kế thừa mỗi một đời mới có thể được ban cho. Chính là thanh bội kiếm của gia chủ Cố ra đời thứ nhất lúc tuổi còn trẻ. Nó đã được truyền thừa mấy trăm vạn năm, được gia chủ mỗi một đời dùng chân nguyên của bản thân để nuôi dưỡng. Nó vốn là một thanh kiếm được dùng chất liệu bình thường để tế luyện ra, nhưng hiện tại lực lượng của nó đã không phải chuyện đùa. Thanh này mặc dù không phải binh khí mạnh nhất của Cố gia, nhưng mà ý nghĩa nó thể hiện lại khác hẳn. Hơn nữa bên trong nó thai nghén ý chí bá đạo của các đời gia chủ, nên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cố Cửu thiếu gia nói, mỗi một đời gia chủ Cố gia đều là nhân vật cấp bậc kiệt xuất mạnh mẽ oai phong, tự uẩn khí phách. Bản thân nó có chứa uy nghiêm, lại được các đời gia chủ đeo kiếm, nên tự nhiên cũng vì vậy được thấm đẫm ý chí của một đời chủ nhân có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thần hạo cổ kiếm vừa hiện ra, dẫu nó vẫn còn không hề ra tay thì một cỗ ý chí của vô số cường giả ngưng tụ ở trên thân kiếm liền đè cho tinh thần của rất nhiều anh tài trẻ tuổi bị suy sụp. Rất nhiều anh tài trẻ tuổi đều có hơi lui về phía sau, vận chuyển lực lượng để ngăn cản một cỗ ý chí của thanh cổ kiếm kia. Nhưng mà vẫn có người sắc mặt tái nhợt đi, đau đớn khó nhịn. Có thể nghĩ Phong Phi Vân đứng ở vị trí đối diện Cố Bát thiếu gia, trực tiếp bị ý chí của thần hạo cổ kiếm đột phá vào. Thì phải gánh chịu áp lực lớn tới đâu. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không bị một cỗ ý chí này đè cho suy sụp. Nói giỡn chứ, trong thân thể của hắn chính là có 1 ức 8 ngàn vạn bộ cho cốt thánh linh, có 1 ức 8 ngàn vạn đạo thánh linh ý chí tụ tập vào bản thân, thì sao lại lâm vào cảnh chỉ bị mỗi thanh thần hạo cổ kiếm đè cho suy sụp. Thế nhưng thần hạo cổ kiếm vẫn không thể coi thường, loại bỏ không nói tới một cỗ ý chí của các bậc tiên hiền kia. Vẻn vẹn chỉ bản thân cổ kiếm đã chính là một thanh thập phẩm linh khí. Đây là hàng thật giá thật thập phẩm linh khí. Linh khí đạt tới thập phẩm là có thể bộc phát ra lực công kích gấp 400 lần. Nếu không phải tại Hồng Diệp Tinh đã bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, một khi lực lượng của thập phẩm linh khí hoàn toàn bộc phát ra ngoài, thì một kích là có thể hủy diệt một chốn đại địa, làm chúa tể sinh tử một chốn. Vẻ mặt Phong Phi Vân bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn hoàn toàn điều động lực lượng trong thân thể. Kim Tàm Phật vực và vạn thú chiến vực lại lần nữa thêm bành trướng một vòng, cả người đạt tới trạng thái hưng thịnh. Phong Phi Vân một tay mang theo thập phẩm yêu khí chiến mâu, thiên tủy binh đảm trên đỉnh đầu trôi nổi ngưng tụ mà thành kiếm vũ. Hắn đạp một cước làm cho mặt đất nứt ra, rồi lao thẳng về phía trước. Cố Bát thiếu gia khoác trường bào màu đỏ thẫm, cầm trong tay thần hạo chiến kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như sông cuộn chảy. Trên người của hắn có huyết kỳ chi lực đang vận chuyển, từ trong mạch máu phát ra tiếng kêu như của kỳ lân.
Bang bang bang. Phong Phi Vân giống như vạn thú tôn giả, Cố Bát thiếu gia liền như mãng hoang kỳ lân. Kiếm mâu nện vào nhau, khí lực khí bốc tận trời xanh, làm cho ba tòa nhà trong phủ đều bị sụp đổ, biến thành phế tích. Phật hiệu Vạn Tông. Phong Phi Vân quăng chiến mâu sang một bên, sau đó trên đôi tay trên ngưng tụ ra một cái Phật ấn. Có ngàn vạn Phật ấn rung động trên tay, sau đó hội tụ làm một. Phật ấn liền như núi cao hùng hậu, mang theo những dòng phản văn. Thần hạo kiếm sát, không chỗ nào không phá. Cố Bát thiếu ra hai tay nắm chuôi kiếm, liền có một cỗ hạo nhiên chi khí ngưng tụ ở trên người. Hắn nâng thanh kiếm to rộng lên quá đỉnh đầu rồi hung hãn chém xuống. Ầm, 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 ầm. Phật ấn và kiếm khí đồng thời mất đi. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể vội vàng lui về phía sau để tránh khỏi vị trí bị thần thông tấn công. Đồng thời hắn nhanh chóng thu hồi thiên tủy binh đảm và yêu khí chiến mâu. Cố Bát thiếu gia cũng triển khai một loại thần tốc, thân thể bắn lên như một con đại bàng đang dương cánh bay lên, rồi lại lần nữa chém ra một kiếm. Sát! Thần hạo cổ kiếm trở nên khổng lồ khác thường. Nó dài 80 thước, rộng 12 thước, khí thế ghê người, giống như phải chém cả phủ đệ đều cấp thành hai nửa. Phong Phi Vân chắp hai tay tay trước ngực, chung quanh thân thể có 108.000 sợi Phật tàm tơ Phật, vàng tươi đang cấp tốc vận chuyển, chúng hóa thành một quả trứng tằm màu vàng thật lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một lớp hào quang màu vàng tươi đang bao vây lấy Phong Phi Vân. Có vô số sợi kim tàm chuyển động trên màn hào quang đó. Rầm! Thần hạo cổ kiếm cực lớn bổ vào trên quả trứng tằm màu vàng cực lớn, làm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng cuối cùng kim tàm Phật vực vẫn ngăn cản được thần hạo cổ kiếm. Nó vững như bàn thạch, giống như một tòa thành trì bằng đá vàng, vô phương công phá. Cố Bát thiếu gia lại nhấc lên thanh thần hạo cổ kiếm cực lớn, trên cánh tay sinh ra lân phiến giống như kỳ lân, lực lượng càng tăng thêm vài phần. Rầm, rầm. Mặt đất dưới chân Phong Phi Vân lún xuống, xuất hiện từng đạo vết nứt. Có vết nứt kéo dài đến hơn mấy chục thước, nhìn thấy có vẻ cực kỳ ghê người. Growl. Vạn thú trên người Phong Phi Vân gầm dài, tất cả linh thú chiến hồn đều nhào về hướng tới Cố Bát thiếu gia. Cố Bát thiếu gia vội vàng thu kiếm, trên người lao ra vô tận huyết khí. Một cái đầu huyết kỳ lân xuất hiện trên đầu của hắn, nó gầm dài một tiếng, thật sự là đẩy lui tất cả linh thú chiến hồn. Soạt. Phong Phi Vân vùng ống tay áo lên, thiên tủy binh đảm hóa thành một mảnh kiếm vũ bay ra ngoài. Nó phát ra âm thanh soạt soạt, như là một con kiếm long trắng tinh bay vút lên trời cao. Hạo nhiên kiếm khí, thần hồn tái hiện kiếm khí cuồn cuộn, thần hồn lại xuất hiện. Linh tính của Cố Bát thiếu gia cũng cực kỳ cường đại, hắn cảm giác được thiên tủy binh đảm rất sắc bén nên không dám đụng vào. Thân thể bay ngược về phía sau, rồi hắn thi triển ra một chiêu kiếm quyết. Thần hạo cổ kiếm bộc phát uy năng ra ngoài, như kiếm thần lâm trận. Bóng dáng của các đời tiên hiền Cố gia đứng ở phía sau cổ kiếm, mỗi một người đều có khí phách uy nghiêm, dũng khí bốc tận trời xanh. Đây là ý chí kiếm uy do các đời tiên hiền Cố gia mang theo, nó ngăn cản thiên tủy binh đảm ở ngoài kiếm khí. Phá cho ta! Nhát kiếm của Cố Bát thiếu gia chém ra có kiếm khí vô cùng khủng bố. Nó làm cho các bức tường phủ đệ đều bị chém sụp một góc, đất đá bay loạn, trận pháp tan biến. Những thiên tài tuấn kiệt cũng sớm đã rút lui khỏi Cố Bát gia phủ. Họ nhìn thấy cuộc chiến đấu tranh giành với nhau ở trong phủ đệ, mà trong lòng rung động rất lớn. Phải biết rằng nơi này chính là Hồng Diệp Tinh, tu vi bị áp chế đến thấp cực điểm. Thế nhưng mà hai người này lại vẫn có thể phát ra lực phá hoại đáng sợ như thế, quả thực đều phải vượt qua những vũ hóa tiên hiền này. Lực lượng một trưởng của Cố Bát thiếu gia có thể chụp chết một vị anh tài trẻ tuổi đỉnh cao. Đây là điều mà mọi người tại Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên đều thấy. Nhưng mà giờ phút này một kẻ bán yêu gọi là Phong Phi Vân lại liên tục đại chiến với hắn mà tranh chấp không thua kém gì. Điều này không thể không làm cho người ta thừa nhận bán yêu này đích thật là nhân trung long phượng. Thất muội, lần này tỷ tỷ chúc mừng ngươi phát ra từ nội tâm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhặt được bảo vật, thật sự là khiến cho người ta đố kỵ. Lưu Tô Hồng đứng ở trên một tòa mái cong lưu ly, hồng y phất phơ, da trắng sáng bóng, mắt nhung cụp xuống. Trên gương mặt thanh tú hiện ra một phần lạnh buốt. Lưu Tô Tử vóc người mảnh mai, mặc dù vị trí bộ ngực đã dùng khăn trắng để quấn quanh, nhưng lại vẫn rất gây chú ý, cổ nàng rất nhỏ, ánh mắt rất sáng ngời. Nàng cười nói, đại tỷ cũng nên cẩn thận, Phong Phi Vân có sát khí rất nặng.
nếu như hắn giết chết vị hôn phu của tỷ, liền thật sự không tiện chúc mừng. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tô Hồng có hơi xa sầm đi, trong lòng có chút kinh ngạc. Gia gia của nàng và gia gia của Cố Bát thiếu gia đã âm thầm định ra chuyện hôn nhân của hai người, lấy thông gia để liên minh hai nhà. Đây vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn, làm thế nào lại để cho Lưu Tô Tử biết? Xem ra thất muội này thật đúng là không thể coi thường. Lưu Tô Hồng trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà bề ngoài lại không có chút dao động nào, nàng nói. Muội xem ra có phần nâng cao Phong Phi Vân quá mức. Nếu như tu vi của hắn và của Cố Lão Bát là cùng cảnh giới, thì hắn có lẽ vẫn còn có khả năng chiến thắng Cố Lão Bát. Nhưng mà dẫu sao hiện tại hắn mới có cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng. Cho dù là nhất thân song vực thì cũng không thấy được hắn có thể mạnh hơn ra sao. Lưu Tô Tử cũng hơi cau mày, nàng biết những lời Lưu Tô Hồng nói đều là lời nói thật. Cảnh giới của Phong Phi Vân so sánh với Cố Bát thiếu gia thì đích xác là kém một nấc. Nếu như hắn có thể xoay sở được đủ một vạn con linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú, thì sẽ phát huy ra được một vạn lần lực lượng cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới, có lẽ có thể có cơ hội lớn hơn nữa. Tên tử bán yêu này giấu thật sự quá nhiều bí mật. Nếu như sớm nói cho ta biết cần phải mua linh thú chiến hồn, thì coi như là ta phải đi xin trưởng bối trong tộc, thì cũng muốn giúp hắn xoay sở đủ linh thú chiến hồn. Hiện tại tu vi còn chưa đạt đại thừa mà cứ tới đây gây sự. Nếu như có cái gì bất chắc thì ai tới giúp ta đối phó vị đại địch Cố Lão Bát này. Lưu Tô Tử có hơi cảm thấy phiền muộn. Nàng cảm giác Phong Phi Vân làm việc mà chẳng chịu động đầu não, do đó nàng cảm thấy thật sốt ruột cho chỉ số thông minh của Phong Phi Vân. Nhưng mà chợt nàng liền hiểu được toàn bộ. Nàng đã biết nguyên nhân Phong Phi Vân phải làm như vậy. Sau hai ngày nữa, hắn sẽ cùng với Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì vậy căn bản không có thời gian chờ. Cho nên mới không thể không ra tay đúng vào lúc này. Vụt! Cố Bát thiếu gia cánh tay vững chắc, phủ đầy lân phiến kỳ lân đang tỏa ra lấp lánh ánh yêu quang. Một luồng kiếm hà quét về hướng vị trí Phong Phi Vân đứng. Phong Phi Vân vội vàng khởi động kim tàm Phật noãn, thu nhỏ kim tàm Phật vực, hóa thành quả trứng Phật vực màu vàng rực mà đường kính chỉ có 3 thước để bảo vệ bản thân. Dầm! Kiếm khí oanh kích trên kim tàm Phật vực, lại bị ngăn cản lần nữa. Nhưng mà kim tàm Phật vực cũng bị đánh bay đi ra xa. Nó nện vỡ tấm đại môn của một tòa ngọc điện, rồi rơi vào trong ngọc điện. Cố Bát thiếu gia cũng hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, bay vào trong ngọc điện. Trong ngọc điện vọng ra âm thanh đánh nhau liên tục, cuối cùng nó cũng bị sụp đổ, nóc điện bị hất bay, vách tường bị chấn đến sụp đổ. Dây cột tóc của Phong Phi Vân bị chém nứt, mái tóc dài rủ xuống, trên mặt có một vết kiếm xẹt qua vị trí xương gò má. Có một giọt huyết dịch nhỏ giọt rơi xuống từ bên trong. Cố Bát thiếu gia mang theo thần hạo cổ kiếm đi ra từ trong phế tích trong. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu như tu vi của ngươi lại tăng lên nhất trọng, thì có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Nhưng mà chỉ bằng cảnh giới hiện tại của ngươi thì căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Ta vẫn còn chưa hề sử dụng lực lượng lĩnh vực mà cũng đã đánh bại ngươi. Đánh bại, ngươi có phần cũng quá đánh giá cao bản thân ngươi. Ngươi còn chưa dùng đến toàn lực, làm sao ta phải sử dụng toàn lực? Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ vị trí vết máu trên xương gò má. Một đạo Phật quang vàng rực tỏa ra từ trên ngón tay toát ra, từng đạo Phật quang thấm vào trong vết thương, khiến cho vết máu kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một đạo tiên quang hiện ra từ trên trời, bước chân cưỡi gió, thân hình duyên dáng mềm mại. Luồng tiên quang bao bọc lấy một người ngọc mảnh khảnh, mái tóc đen rủ xuống bên hông. Vóc người hoàn mỹ đến mức độ cao nhất. Có một loại khí chất siêu phàm thoát tục ẩn chứa trên người của nàng. Nàng đứng ở trên đỉnh một tòa cổ tháp cao nhất ở quanh đây mà quan sát phía dưới, mắt nhung không ngừng gợn sóng, âm thanh ôn nhu nhã nhặn, nàng nói. Ta cảm giác một trận chiến này quả thực có thể nói là do hai vị anh tài tối cao nhất Diệp Hồng Cảnh trực diện giao chiến. Hai vị đều là thiên tài kinh động đất trời, mặc dù là khắp cả đệ lục Trung ương Vương Triều cũng đã lâu không thấy. Thần thông và tu vi của hai vị, thật sự là làm cho người ta khâm phục. Đa tạ Cửu Thiên Tiên Tử khen ngợi. Cố Bát thiếu gia vui mừng không kìm nén được. Cửu Thiên Tiên Tử có thân phận cao quý ra sao? Ngay cả những con nối dõi của cảnh chủ cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy tiên nhan của nàng. Mà giờ phút này Cửu Thiên Tiên Tử lại giáng xuống đến phủ đệ của hắn, điều này đã xem như cho hắn thể diện lớn lao. Chẳng lẽ ta có được sự ưu ái của Cửu Thiên Tiên Tử?
Cố Bát thiếu gia như mở cờ trong bụng, hắn cảm giác rất có thể chính là nguyên nhân này, bằng không Cửu Thiên Tiên Tử vì sao phải tặng thương khung đồ khô hắn, lại vì sao phải giáng xuống đến nơi này. Tất cả mọi thứ đều chứng minh, Cửu Thiên Tiên Tử thật sự rất xem trọng hắn. Cửu Thiên Tiên Tử cao nhã thanh khiết, tiên tâm minh mông, nàng cứ thong thả như vậy mà đáp. Chỉ có điều là trận chiến này tịnh không công bình, Cố Bát thiếu gia có trong tay chiến kiếm cấp bậc thập phẩm linh khí, còn có ý chí các vị tiên hiền gia tộc trên người. Mà Phong Phi Vân lại chỉ có một món tàn binh yêu khí cấp bậc thập phẩm, chỉ có thể phát huy ra được tam trọng lực lượng của thập phẩm yêu khí. Ta muốn đưa tặng một kiện chiến binh cấp bậc thập phẩm linh khí cho Phong Phi Vân, trợ giúp hắn một tay. Không biết các vị có cảm giác thấy Yên Vũ rất đường đột hay không? Đưa tặng thập phẩm linh khí. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, theo bản năng cảm giác Cửu Thiên Tiên Tử đã nói sai rồi. Hẳn là phải dùng từ mượn mới đúng, không phải là đưa tặng. Có ai sẽ bạo tay lớn như vậy, lấy thập phẩm linh khí đưa tặng cho người ta? Tiên tử thật sự muốn đưa tặng thập phẩm linh khí. Có người không thể tin được nên hỏi lại. Cửu Thiên Yên Vũ thong thả cười khẽ, tiên nhan thanh tú xinh đẹp, da thịt mịn màng, nàng nói. Đương nhiên là đưa tặng, từ xưa bảo binh tặng tài tuấn, mỹ nhân phối anh hùng. Đối với Phong công tử là anh tài nhất thân song vực như vậy, món thập phẩm linh khí chẳng qua cũng chỉ là chiến bảo nhất thời, có thể vào thời khắc mấu chốt trợ giúp cho chủ nhân đánh một trận thoải mái. Đây mới là giá trị mà chiến bảo đích thực nên có, Phong công tử cảm giác ta nói đúng không? Tiên tử nói thật sự quá đúng. Phong Phi Vân phát hiện chính mình càng ngày càng không nhìn thấu Cửu Thiên Tiên tử này. Nàng làm việc thật sự không có quy luật nào để theo, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấu rốt cuộc là nàng có mục đích gì. Trong nhận thức của Phong Phi Vân về nữ nhân, chỉ có Hiên Viên Nhất Nhất sâu xa khó dò và Long Khương Linh tâm trí tuyệt đỉnh có thể so sánh với nàng. Còn về phần Diêu Cát và Lưu Tô Tử đều phải kém hơn một chút. Ba người trước chính đều là đi theo đại đạo công bằng chính trực. Mặc dù là đùa bỡn hay mưu kế thì tất cả cũng làm cho người ta có một loại cảm giác chính đạo tự nhiên. Diêu Cát và Lưu Tô Tử tuy rằng về thiên phú bẩm sinh và tâm trí cũng không yếu hơn bọn họ, nhưng mà cuối cùng vẫn lại làm cho người ta có một loại cảm giác đi hơi lệch đường, chủ yếu lấy kỳ trí thắng, làm đối phương kiên ngạc để thắng. Tùy cơ ứng phó mặc dù có thể thu được sự khéo léo nhất thời. Tuy nhiên từ xưa tới nay thì người có thể làm nên đại sự không có chỗ nào mà không phải là lấy chính trí thắng. Còn lấy kỳ trí thắng cuối cùng chỉ là tà đạo. Vì khéo quá thì bất công, giết nhiều thì trung thành, đại hiền thuận theo tự nhiên, có lẽ chính là đạo lý này. Cửu Thiên Yên Vũ đứng ở trên đỉnh tháp cao, dường như sánh ngang cùng vầng trăng sáng. Tiên sa phủ kín người làm cho thân thể có một vẻ đẹp huyền ảo. Cứ như vậy nàng chậm rãi lấy ra một thanh thần thi. Thần thi là làm từ bạch ngọc điêu, dài ước chừng hai thước, rộng bằng nửa bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một cái chìa khóa để mở ra thần môn, lại giống như một thanh cổ kiếm với nhiều đường hoa văn phức tạp xen lẫn vào nhau. Đây là một kiện thập phẩm linh khí, cực kỳ chân quý. Cho dù những chủng tộc cổ truyền thừa hơn 10 vạn năm cũng không nhất thiết có được thập phẩm linh khí chấn tộc. Có thể thấy được mức độ quý giá của nó, đủ để cho vô số tu sĩ phải hơi bị điên cuồng. Nhưng mà Cửu Thiên Tiên Tử lại đưa tặng nó cho Phong Phi Vân, tuyệt đối là rất mạnh tay, khiến cho vô số tu sĩ ở đây phải hâm mộ ghen ghét. Khai Thiên Thi. Phong Phi Vân vừa nắm một kiện thập phẩm linh khí này ở trong tay, tức thì có một cỗ hạo nhiên chi khí cuồn cuộn trực tiếp từ trong thần thi truyền đến. Đồng thời bên trong nó cũng có một cỗ sinh mệnh dao động truyền những tia ý niệm vào cánh tay, sau đó tiến vào trong óc. Nó phảng phất hoàn toàn hòa hợp làm một thể với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên của nó. Linh tính thật sự cường đại, tuyệt đối là một kiện thập phẩm linh khí hàng đầu. Phù phù a, người buồn bực nhất thì không ai hơn được Cố Bát thiếu gia. Vốn tưởng rằng người được Cửu Thiên Tiên Tử yêu ái là hắn, nhưng mà lại thật không ngờ Cửu Thiên Tiên Tử đưa cho Phong Phi Vân một kiện thập phẩm linh khí. Chẳng lẽ tiên tử còn có thể để mắt giúp đỡ một tên bán yêu sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Bán yêu không thể đột phá cảnh giới vũ hóa, coi như tài hoa hơn người đến đâu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể trở thành bá chủ được. Nếu đã không trở thành bậc chí cường nổi, thì tại sao tiên tử có thể thiên vị giúp hắn? Hay có lẽ là tiên tử muốn thử dò xét toàn bộ thực lực của ta, cho nên mới giao thập phẩm linh khí cho bán yêu kia, để cho bán yêu kia có khả năng trở nên mạnh hơn, sau đó có được lực lượng đánh một trận với ta.
Cố Bát thiếu gia cảm giác chính mình đã đoán được tâm tư của tiên tử. Đã như vậy ta cần phải thắng đẹp mắt một chút, phải đánh bại bán yêu này trong thời gian ngắn nhất. Như vậy mới có thể lưu lại trong lòng tiên tử một ấn tượng tốt. Ma Thiên Minh Vực. Cố Bát thiếu gia triển khai lĩnh vực thuộc về mình. Một biển lửa vô tận tuôn ra từ trong thân thể của hắn. Chúng phát ra màu lam nhàn nhạt, có tai lửa ngưng tụ thành hình dáng quỷ trảo, có cái ngưng tụ thành hình khe sâu, có cái ngưng tụ thành hình dáng cây khô, có cái hóa âm binh, có cái hóa thành u chỉ đầm mực, có cái ngưng tụ thành địa ngục. Tựa như một tòa minh vực lĩnh vực dạng biển vừa mới sinh ra. Cả phủ đệ đều trở nên giống như một tòa u minh quỷ phủ đệ của ma quỷ u minh. Lực lượng của Ma Thiên Minh Vực đột phá đến. Nó đồng thời đánh nhau với Kim Tàm Phật Vực và Vạn Thú Chiến Vực làm phát ra những âm thanh to lớn chói tai, tựa như muôn vàn khối sắt đá đang bị mài nhỏ. Ầm, 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 ầm. Ba tòa lĩnh vực chồng chéo lên nhau, trong Phật Quang có bóng dáng vạn thú lại lao nhanh trong minh vực. Tất cả thể hiện ra một bức tranh quỷ dị không sao diễn tả nổi. Cố Bát thiếu gia cầm Thần Hạo cổ kiếm trong tay, sau lưng có hư ảnh của Huyết Kỳ Lân hiện ra. Cánh tay hắn vung lên, một đạo chiến kiếm đỏ bầm màu máu xé rách mặt đất trước người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cắm Khai Thiên Thi xuống trên mặt đất, một đạo ánh sáng từ Khai Thiên Thi tỏa vào mặt đất chỗ cắm rồi phát tán đi ra ngoài, cứ như thế bảo vệ một vùng đất trong vòng 8 thước. Còn những chỗ ở bên ngoài một vùng 8 thước này thì đều bị kiếm khí nghiền nát, trên mặt đất đất đá bay ngang loạn xạ, cỏ cây hóa thành phấn vụn, cả cái ao bị bốc hơi lên thành hơi nước. Minh Hỏa Cửu Trọng Thiên. Đây là hắn xuất ra một chiêu thần thông hàng đầu của Cố gia, chỉ có đệ tử tu luyện ra được Ma Thiên Minh Vực mới có thể tu luyện được thần thông này. Từ trung cổ tới nay chính Cố gia đều có rất ít người luyện thành một chiêu thần thông này. Trước kia Cố Bát thiếu gia cũng chỉ có thể thi triển ra lực lượng 3 tầng đầu tiên của Minh Hỏa Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà sau khi thu được truyền thừa Huyết Kỳ Bán Thánh, hắn đã có thể thi triển ra lực lượng đệ tứ trọng. Cố Bát thiếu gia hai tay cầm kiếm, biển lửa chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Nó biến thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ. Kiếm khí và biển lửa dung hợp vào nhau, làm bộc phát ra lực hủy diệt thật lớn. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân để cho Khai Thiên Thi và yêu khí chiến mâu trôi nổi trên đỉnh đầu. Hắn dùng hai kiện thập phẩm linh khí để bảo vệ bản thân, rồi vươn ra một tay. Từ lòng bàn tay bay ra một chiếc lông chim đỏ đậm dài chừng 3 thước, tràn đầy hỏa diễm. Phượng Hoàng Vĩ Linh. Đây là thần thông mà Phong Phi Vân tu luyện được khi đạt tới Niết Bàn đệ tứ trọng. Uy lực của Phượng Hoàng Vĩ Linh có thể so với lực lượng của lực lượng một sợi lông đuôi cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, chém Phượng Hoàng Vĩ Linh ra. Nó sinh ra một đường cong hỏa diễm, phá vỡ Minh Hỏa Cửu Trọng Thiên rồi công kích trên ngực Cố Bát thiếu gia. Phải biết rằng cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng so với cảnh giới vũ hóa nhân loại thì tuyệt đối mạnh hơn. Cho dù chỉ là lực lượng một sợi lông đuôi của cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng đều không phải chuyện đùa. Ông ông, ông ông, ông ông. Cố Bát thiếu gia dùng Thần Hạo cổ kiếm che ở ngực, Phượng Hoàng Vĩ Linh chém ở trên thân kiếm của Thần Hạo cổ kiếm, làm phát ra âm thanh như quả chuông lớn gầm vang, chấn cho mặt đất cũng phải rung động. Cố Bát thiếu gia bị đánh bay đi ra ngoài, phải rút lui mấy chục thước, trường bào đỏ thẫm trên người bị chém sơ xác, biến thành những dải vải. Đây là lực lượng gì? Các tu sĩ của Cố gia nghe thấy tin tức chạy tới, có thiên chi kiêu tử trong thế hệ trẻ tuổi, thiên chi kiêu nữ, cũng có một vài lão nhân đức cao vọng trọng. Bọn họ đã đứng bên ngoài phủ đệ ngắm nhìn thật lâu, thấy Cố Bát thiếu gia chiếm được thượng phong liền đều không hề ra tay ngăn cản. Nhưng mà Phong Phi Vân thi triển ra một loại pháp thuật quỷ dị đã đánh lui Cố Bát thiếu gia, khiến cho những lão nhân này của Cố gia có hơi lo lắng. Dù sao anh tài giống như Cố Bát thiếu gia rất khó bồi dưỡng ra được một người. Vạn nhất ngã xuống, thì đó là tổn thất lớn lao của Cố gia. Một vị lão nhân Cố gia đưa mắt, tức thì liền có 4 vị tử sĩ người mặc áo giáp màu đen bay vào trong phủ đệ. Dừng tay, chỉ là một bán yêu mà lại dám đến Cố gia dương oai, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vị lão nhân Cố gia lo sợ không chắc thắng, cho nên điều động 4 vị tướng lĩnh tử sĩ đi chém giết với Phong Phi Vân. 4 vị tướng lĩnh tử sĩ đều là tu vi Niết Bàn đệ ngũ trọng, tại Cố gia hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ của trưởng lão. Chúng không chỉ có chiến lực dũng mãnh, hơn nữa không sợ chết, hàng năm tôi luyện trên vạn tộc chiến trường, được xưng là cỗ máy giết người. Ầm,
ầm. Bốn thanh trường đao bản rộng bổ về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân, chém vỡ phòng ngự của Kim Tàm Phật vực, phóng ra bốn chùm tia sáng tử vong. Phật hiệu vô biên vô tận. Phong Phi Vân chắp hai tay trước ngực, vô số phạn văn bay ra từ lòng bàn tay của hắn, rồi ngưng tụ thành một hình người Phật noãn. Ngay sau đó, hai tay giang ra, vô tận Phật quang liền mở rộng ra, đánh văng trường đao của bốn vị tử sĩ. Sau khi Cố Bát Thiếu gia nhìn thấy bốn vị tướng lĩnh tử sĩ ra tay, hắn liền tránh lui sang một bên, gắt gao nhìn chăm chú chiến trường. Hắn có chút kiêng kỵ với chiêu Phượng Hoàng Vĩ Linh mà Phong Phi Vân mới rồi thi triển ra. Hắn muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc đó là một chiêu thuộc về dạng thần thông gì. Phong Phi Vân cầm trong tay khai thiên thi, như là nắm một thanh đao lớn. Cánh tay vung lên, liền công kích lên đỉnh đầu một vị tướng lĩnh tử sĩ ở trong đó. Rầm. Nó phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau rất lớn, như là hai quả núi sắt nện vào nhau. Áo giáp trên người vị tướng lĩnh tử sĩ lại không bị rách nát, điều này làm cho trong lòng Phong Phi Vân cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Vụt! Một đạo tử vong chi khí xẹt qua trước ngực Phong Phi Vân, thiếu chút nữa chặt đứt Phong Phi Vân thành hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Với lực lượng của Phong Phi Vân, hơn nữa lại còn có uy lực của thập phẩm linh khí, thì coi như là người đúc luyện từ thần thiết đều phải bị đánh cho nát bấy. Nhưng mà hắn lại không đánh chết nổi một vị tướng lĩnh tử sĩ, hơn nữa ngay cả áo giáp bọn họ đều không phá nổi. Chẳng lẽ thân thể của bọn họ còn phải cứng rắn hơn so sánh với sắt? Cố gia thật đúng là coi trọng Cố Bát Thiếu gia, không ngờ điều động ra bốn vị tướng lĩnh tử sĩ đi trợ trận. Thế này Phong Phi Vân có phiền toái lớn đây. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng sờ sờ cái cằm xinh xắn. Mỗi một trung cổ thế gia đều sẽ huấn luyện một số tử sĩ, các tử sĩ được biên chế thành một tổ chức đặc thù, chuyên để chấp hành một vài nhiệm vụ bí mật cho trung cổ thế gia. Nếu trung cổ thế gia không dám công khai giết người, đều sẽ điều động tử sĩ âm thầm hạ thủ. Nên khi mà vị lão nhân trung cổ thế gia bất tiện ra tay xuất thủ, thì cũng sẽ luôn luôn phái đi tử sĩ. Tựa như hiện tại, chính là chuyện thế hệ trẻ tuổi tranh giành, những lão nhân này của trung cổ thế gia đều bất tiện xuất thủ, cho nên liền điều động tử sĩ đi giết Phong Phi Vân. Như vậy cho dù có người đứng ra can thiệp, như vậy kẻ bị khiển trách cũng đều là những tử sĩ này, chuyện sẽ không quan hệ đến các bậc lão nhân của trung cổ thế gia. Đây chính là thủ đoạn của trung cổ thế gia, chứ không phải nói ngươi thiên tư vô song, liền nhất định không đối phó được ngươi. Họ vẫn có thể điều động tử sĩ đến trừng trị ngươi. Bốn vị tướng lĩnh tử sĩ này đều là từ thạch tâm nhân tộc, bốn người bọn họ có tu vi đã đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng, không chỉ có luyện trái tim thành hòn đá, mà ngay cả làn da đều cũng luyện thành lớp đá. Nếu như không phá được làn da bọn họ, liền vô phương chấn vỡ thân thể của bọn họ. Lưu Tô Tử âm thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Thạch tâm nhân tộc. Phong Phi Vân chưa bao giờ nghe qua về chủng tộc này. Lưu Tô Tử nói. Nhân loại tổng cộng có 134 trung ương vương triều, như vậy cũng có 134 chủng loại không giống nhau. Cứ một chủng tộc này lại lập thành một trung ương vương triều. Tuyệt đại đa số thạch tâm nhân tộc đều tụ tập tại trung ương vương triều thứ 132, thuộc về một chi nhỏ yếu trong trăm tộc của nhân loại. Người chưa từng nghe qua cũng là rất bình thường. Thạch tâm nhân tộc trời sinh, tâm, liền lãnh như băng và cứng rắn như cục đá, đó là nguồn gốc nền tảng để bọn hắn tu luyện. Lực lượng mà bọn họ tu luyện ra từ trọng trái tim được xưng là thạch khí. Một cỗ khí này vô cùng cứng rắn, được gọi là không gì phá nổi. Phòng ngự của thạch tâm nhân tộc so sánh với bất cứ một tộc nào trong trăm tộc nhân loại đều cường đại hơn. Phong Phi Vân thật đúng là chưa hề có nghe nói qua thạch tâm nhân tộc, dù sao hắn cũng chỉ là người từ một tiểu chi nhánh trong nhân loại. Nếu phòng ngự mạnh mẽ như thế, vì sao thạch tâm nhân tộc ở trong trăm tộc lại có xếp hạng thấp như vậy? Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân pháp trở nên quỷ dị khó lường. Hắn cứ lượn vòng quanh bốn vị tướng lĩnh tử sĩ. Bởi vì tuổi thọ bình thường thạch tâm nhân tộc chỉ có 30 tuổi, coi như là người tu luyện của thạch tâm nhân tộc thì tuổi thọ cũng thấp hơn người bình thường trong số nhân loại tu luyện. Hơn nữa năng lực sinh sản của thạch tâm nhân tộc cũng cực thấp, tổng số người trong trăm tộc thuộc về chủng tộc ít nhất. Còn có một điểm quan trọng nhất. Phương thức tu luyện của thạch tâm nhân tộc so với những tộc loại khác thì khác nhau quá xa. Càng là cường giả, tỷ lệ nham thạch trong thân thể lại càng nhiều hơn. Trong lịch sử viễn cổ từng có một đoạn thời gian, trăm tộc nhân loại thậm chí không thừa nhận thạch tâm nhân tộc thuộc về nhân tộc.
với cảm giác bọn họ và những nhân loại khác có chênh lệch quá lớn, nên muốn trục xuất bọn họ ra khỏi tộc nhóm nhân loại. Có thể nói địa vị của thạch tâm nhân tộc trong quốc gia nhân loại cũng chỉ vẻn vẹn cao hơn một chút chút so với bán yêu. Phong Phi Vân bảo, cho dù là thạch tâm nhân tộc, ta có biện pháp phá vỡ áo giáp và phòng ngự của bọn họ. Phòng ngự của thạch tâm nhân tộc được xưng là không gì có thể phá, mà thiên tủy binh đảm được xưng là không gì không phá nổi. Thiên tủy binh đảm chính là khắc tinh của thạch tâm nhân tộc. Đương nhiên hiện tại thiên tủy binh đảm còn chưa có lực xuyên thấu cường đại như vậy. Nó cần phải luyện hóa càng nhiều linh khí chiến binh, để lại nâng cao mức độ sắc bén thêm một lần nữa. Ánh mắt của Phong Phi Vân cứng lại, hắn đánh yêu khí chiến mâu cấp bậc thập phẩm vào trong thiên tủy binh đảm. Rắc rắc, thiên tủy binh đảm bắt đầu luyện hóa thập phẩm yêu khí, phải dung hợp thập phẩm yêu khí. Thiên tủy binh đảm có thể luyện hóa tất cả thần binh lợi khí trên thế gian, hấp thu binh hồn và nhuệ khí trong thần binh lợi khí. Thiên tủy binh đảm mặc dù không thể sinh ra khí hồn thuộc về mình, nhưng mà mức độ sắc bén cũng là không có bất cứ vật gì có thể sánh bằng. Một màn quỷ dị này liền hiện ra trước mắt mọi người. Thiên tủy binh đảm dung hợp thập phẩm yêu khí, không ngừng nuốt chửng thập phẩm yêu khí khiến cho rất nhiều người hơi bị kinh dị. Phong Phi Vân lại đưa ra một món báu vật, đó là thiên tủy binh đảm. Nó chính là thần vật luyện khí vô cùng chân quý, cho dù chỉ là thêm một giọt thiên tủy binh đảm vào trong linh khí, là có thể nâng cao rất lớn mức độ sắc bén của linh khí, thậm chí có khả năng khiến cho linh khí liền trở thành linh khí được thăng cấp. Một vị luyện khí tông sư rất kích động, lão chưa bao giờ nhìn thấy thiên tủy binh đảm, chỉ là đọc được ghi chép giới thiệu về thiên tủy binh đảm trong sách vở, mà xưa nay cũng không thể tìm kiếm ra được một giọt. Có thể được một vị luyện khí tông sư đánh giá như thế, từ đó có thể thấy được mức độ quý giá của một kiện kỳ bảo này, lập tức khiến cho rất nhiều người ở đây đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Dầm! Một món yêu khí chiến mâu cấp bậc thập phẩm kia bị thiên tủy binh đảm hoàn toàn rèn luyện, hóa thành một đám cặn. Còn ánh sáng từ thiên tủy binh đảm lại trở nên càng chói mắt hơn, tựa như một ngôi sao băng nắm ở trong tay của hắn. Sau khi nuốt chửng binh hồn và nhuệ khí của thập phẩm yêu khí, mức độ sắc bén của thiên tủy binh đảm gia tăng gấp 7 lần. Bổ ra một đao, đao khí dễ dàng cắt ra trên mặt đất những cái lỗ thật sâu. Dầm! Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân pháp như tia chớp. Một đao bổ vào đỉnh đầu một vị tướng lĩnh tử sĩ. Trên đầu vị tướng lĩnh tử sĩ phát ra một đám tia lửa chói mắt, trận pháp chớp động một hồi. Sau đó nó ầm ầm bị nghiền nát, để lộ ra một lỗ thủng thật lớn. Lỗ thủng đại khái có cái to như nắm tay, bên trong lộ ra dung mạo tướng lĩnh tử sĩ. Nét mặt của vị tướng lĩnh tử sĩ này không chút thay đổi, làn da vẫn giống như màu lớp đá. Chỉ là phía dưới lớp da đã lại vẫn có khả năng nhìn thấy huyết mạch đang di động, đôi mắt cũng có hai màu đen trắng rõ ràng. Mái tóc màu đen tóc cũng vẫn mềm mại như của người bình thường không có gì không giống. Sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy hình dạng đích thực của thạch tâm nhân tộc, thì trong lòng hắn cũng cảm giác giật thột một cái, đích xác so với nhân loại bình thường thì có khác biệt quá lớn. Hắn thấy dáng vẻ của thạch tâm nhân tộc là cực kỳ hung ác, khó trách lại bị trăm tộc nhân loại bài xích. Bốn vị tướng lĩnh tử sĩ này đều là được Cố gia mua về từ chợ nô lệ, lợi dụng bí pháp đặc thù khiến cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới niết bàn đệ ngũ trọng. Nhưng mà bởi vì tu vi của bọn họ chính là bắt đầu tăng lên nhờ bí pháp, cho nên bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng, không có khả năng lại đột phá. Tu sĩ nhân loại bình thường mà đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng, phần lớn đều có được tuổi thọ 7.000 năm đến 9.000 năm. Nhưng mà thạch tâm nhân tộc niết bàn đệ ngũ trọng lại chỉ có tuổi thọ 2.000 năm đến 3.000 năm. Hơn nữa bọn họ chính là bị Cố gia dùng đến bí pháp tàn nhẫn để làm tăng tu vi lên, cho nên tuổi thọ thật sự chỉ có khoảng 1.000 năm. Sát! Trên người tướng lĩnh tử sĩ lao ra một luồng chiến khí tử vong, tay xách trường đao, khí thế lay động sơn hà, đao phong lạnh giá như băng. Chỉ trong khoảnh khắc liền rơi xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tràn đầy vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên. Thiên tủy binh đảm chặt đứt trường đao. Sau đó đâm xuyên qua làn da của vị tướng lĩnh tử sĩ hóa đá này. Có dòng máu nóng bỏng phun ra từ trong thân thể của bọn họ. Phốc! Nhuệ khí của thiên tủy binh đảm xoắn lấy toàn thân vị tướng lĩnh tử sĩ, thu hoạch lực lượng tính mạng của hắn. Bốp! Cuối cùng thì thân thể của vị tướng lĩnh tử sĩ này vỡ vụn tựa như gốm sứ, nó hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ. Những lão nhân của Cố gia đau lòng đến chết,
Mỗi một vị tướng lĩnh tử sĩ đều cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Hơn nữa trong một vạn nô lệ thạch tâm nhân tộc cũng không nhất thiết có được một người có thể trở thành tướng lĩnh tử sĩ. Có thể nói mỗi một vị tướng lĩnh tử sĩ đều là một gia tài thật lớn, tổn thất một vị tướng lĩnh tử sĩ không thua gì tổn thất 10 ức linh thạch. Phong Phi Vân đồng thời xuất ra khai thiên thi và thiên tủy binh đảm để giao chiến cùng 3 vị tướng lĩnh tử sĩ còn lại, các loại thần thông và thuật pháp đan xen vào nhau. Dầm! Thiên tủy binh đảm chém ngang đi ra ngoài, chặt đứt thân thể vị tướng lĩnh tử sĩ thứ hai, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhuộm mặt đất. Lực lượng của khai thiên thi bộc phát ra ngoài, một cỗ thập phẩm linh khí kích độn uy năng, đè vỡ hai đoạn thi thể trên mặt đất, làm chúng hóa thành hai luồng huyết vụ rồi hoàn toàn mất đi. Vị tướng lĩnh tử sĩ thứ hai ngã xuống. Những tướng lĩnh tử sĩ này đều là tu vi niết bàn đệ ngũ trọng, đã xem như cường giả tuyệt đối. Nhưng mà lại bị một tên bán yêu tuổi còn trẻ dễ dàng chém giết, như giết heo chó, làm những lão nhân của Cố gia đau lòng đến hàm răng run run. Cố Bát thiếu gia tự nhiên cũng rất không quen nhìn, hắn lạnh lùng quát một tiếng. Các ngươi đều lui xuống đi, để cho ta tới thu thập hắn. Hai vị tử sĩ nghe vậy, lập tức phi thân lui về phía sau, cũng không ham chiến chút nào. Lui, muốn lui là được sao? Phong Phi Vân tiến lên cực kỳ nhanh, tốc độ tựa như sao băng, tức thì liền đuổi kịp và vượt một vị tướng lĩnh tử sĩ. Thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành một cây trường thương, xuyên thủng thân thể vị tử sĩ này, đóng đinh nó trên bức tường vây quanh phủ đệ. Tướng lĩnh tử sĩ không ngừng giãy giụa, làm cho bức tường cao hơn 10 trượng bị rung rinh lay động, không ngừng xuất hiện ra các vết nứt. Hắn muốn chạy thoát từ trong thiên tủy binh đảm. Khai thiên thi. Phong Phi Vân phóng khai thiên thi đi ra ngoài, một cỗ nhuệ khí trắng tinh bay ra công kích vào đầu vị tướng lĩnh tử sĩ, làm cho áo giáp bị vỡ vụn, cái đầu bị đập nát, huyết dịch bắn tóe bôi khắp tường. Ầm, 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 ầm. Vách tường ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn chôn vùi thi thể vị tướng lĩnh tử sĩ này. Đáng ghét. Cố Bát thiếu gia triển khai Ma Thiên Minh Vực, sau lưng có hư ảnh huyết kỳ lân hiện ra. Hắn cầm trong tay thần hạo cổ kiếm, như một vị tà thần đẫm máu đi tới. Lưỡi kiếm to rộng bổ về phía bả vai Phong Phi Vân, những tia máu quay cuồng lượn vòng trên cánh tay hắn. Phong Phi Vân xuất ra khai thiên thi, điều động uy lực của thập phẩm linh khí để đối chọi thần hạo cổ kiếm. Dầm! Thân thể Phong Phi Vân bị bắn lui hơn 10 trượng, nhưng hắn cũng không đánh lâu cùng Cố Bát thiếu gia, mà là đi đuổi giết một người tướng lĩnh tử sĩ cuối cùng, phải hoàn toàn giết chết hắn. Kẻ nào giết ta, tất phải tru diệt. Nghỉ ngơi đi. Cố Bát thiếu gia tựa như một con huyết kỳ lân với huyết khí khổng lồ trên người, khí tức như bò trọi, hành động như con voi thần. Cứ như thế hắn truy đuổi theo tại phía sau Phong Phi Vân, tốc độ vẻn vẹn chỉ chậm hơn chút xíu so với Phong Phi Vân. Dầm! Rốt cuộc Phong Phi Vân đuổi kịp và vượt vị tướng lĩnh tử sĩ kia, tức thì nện thẳng về phía hắn, làm cho thân thể hắn bị xẻ thành hai mảnh, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, bắn tóe làm trên người đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Lại đã muộn một bước. Trong lòng Cố Bát thiếu gia tức đến nổi trận lôi đình. Hắn đã bị Phong Phi Vân hoàn toàn chọc giận nên gầm dài một tiếng, thân thể phảng phất đều phải hóa thân làm kỳ lân, âm thanh vang vọng một nửa thiên thu cổ thành. Dầm! Song trưởng và hai chân hắn đều bắt đầu to ra, trở nên càng ngày càng thô chắc. Nó mọc ra muôn vàn khối lân phiến, đồng thời sinh ra những cục u gồ ghề. Hai chân to ra gấp 5 lần, đôi tay to ra gấp 3, tựa như 4 chân của kỳ lân vậy. Ở trên mặt hắn có ngọn lửa hỏa diễm đỏ đậm thiêu đốt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần kỳ. Một cỗ khí tức thái cổ hồng hoang hiện ra trên người của hắn, tựa như một vị tôn giả kỳ lân xuất thế. Dầm! Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, tựa như một quả hỏa cầu thật lớn lăn về hướng Phong Phi Vân. Cánh tay công kích vào ngực Phong Phi Vân, nó đánh bay cả thiên tủy binh đảm và khai thiên thi, rồi nện cho ngực của Phong Phi Vân bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, thân thể bị quẳng đi ra ngoài. Nếu không phải thân thể Phong Phi Vân có cường độ cứng rắn vượt xa người khác, thay đổi làm một tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng khác, thậm chí tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng thì giờ phút này khẳng định đã tan thành cho bụi. Growl. Cố Bát thiếu gia gầm dài một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa, tựa như là kỳ lân đang gầm giống. Vô số tu sĩ đều bị chấn động đến lỗ tai phát đau, vội vàng bịt kín lỗ tai. Đây không chỉ có là một âm thanh lớn, mà càng là một loại uy thế của thái cổ kỳ lân. Nguy rồi, truyền thừa huyết kỳ bán thánh thật sự quá cường đại,
dòng máu huyết kỳ lân đang chảy ở trong thân thể Cố Bát thiếu gia, khiến cho tu vi của Cố Bát thiếu gia đã tăng lên đến niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Phong Phi Vân e rằng sẽ gặp bất trắc. Cố Cửu thiếu gia nói, kỳ lân chính là một yêu tộc thái cổ cao quý, huyết khí lớn lao, không người có thể địch. Lưu Tô Hồng cười lạnh liên tục. Lưu Tô Tử có hơi cụp mí mắt xuống, trong mắt nhung hiện ra vài phần dáng vẻ lo lắng. Cho dù nàng đã có kết giao tình cảm một lần với Phong Phi Vân, hơn nữa Phong Phi Vân vẫn còn đã cứu tính mệnh nàng. Nhưng mà giờ phút này nàng cũng không giúp được chút gì, bởi vì tu vi của nàng cũng không đánh lại được Cố Bát thiếu gia. Thực lực bây giờ của Cố Bát thiếu gia trong thế hệ trẻ tuổi tại Diệp Hồng Cảnh chính là tồn tại vô địch. Coi như là bốn vị thiên chi kiêu nữ của phủ cảnh chủ, tất cả cũng rất kiêng kỵ đối với hắn. Đây là chuyện thế hệ trẻ tuổi tranh giành, thế hệ trước không thể nhúng tay. Thế hệ trẻ tuổi lại không người nào là đối thủ của Cố Bát thiếu gia, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân Phong Phi Vân, người ngoài đều không giúp được hắn. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân bật người bay lên từ trên mặt đất, trên ngực máu chảy đầm đìa, ánh mắt lạnh lùng kín đáo mà dũng mãnh, mái tóc dài trên đầu đều bị dựng ngược lên đan xen những tia lửa. Hắn nổi giận nói. Kỳ lân thì đã là vật gì vậy? Dám đạp ta muốn người thần hình câu diệt. Phượng Hoàng Hỏa Thần. Từ trong thân thể Phong Phi Vân có đệ tam tọa lĩnh vực bộc phát ra ngoài, một ánh lửa chói mắt hiện ra. Nó lại phát ra âm thanh Phượng Hoàng kêu to vang vọng trời cao. Đây là một cỗ khí tức Phượng Hoàng hào hùng, tựa như một con thần Phượng đã giáng xuống. Âm thanh Phượng Hoàng kêu to truyền khắp cả thần thành, khiến cho vô số tu sĩ thế hệ trước đều bừng tỉnh từ trong tu luyện, trong lòng cực kỳ chấn động, cho là có một con Phượng Hoàng đã giáng xuống Hồng Diệp Tinh nên vội vàng đi ra khỏi chỗ bế quan. Bay về hướng chỗ Phượng Hoàng kêu to. Những linh thú trong thần thành càng là nôn nóng bất an. Chúng quỳ rạp trên đất, không ngừng run rẩy. Phượng Hoàng xuất thế, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, tất cả yêu tà lo sợ. Cố Bát thiếu gia cũng bị một cỗ khí tức khổng lồ kia đột phá làm cho không ngừng lui về phía sau, trong thân thể sinh ra một cơn sợ hãi theo bản năng giống như là thấy một vị hoàng gia đứng ở trước mặt hắn. Mà ngay cả huyết kỳ lân trong thân thể hắn đều phảng phất yên lặng đi, đối với Phượng Hoàng nó có e ngại trời sinh. Phong Phi Vân triển khai lĩnh vực hỏa thần của Phượng Hoàng, bốn con Phượng Hoàng hiện ra trước mắt tựa như bốn vị thần linh đã đến trái đất. Trong đó một con Phượng Hoàng bay lên, nó vươn cái chảo sắc bén thật lớn, giống như là lão ưng bắt gà con mà bay về hướng Cố Bát thiếu gia. Cái mỏ bén nhọn của Phượng Hoàng đục một lỗ ở ngực Cố Bát thiếu gia. Phốc, một vòi máu phun ra từ ngực Cố Bát thiếu gia. Không, ta chính là truyền nhân huyết kỳ, ta bất bại, Phượng Hoàng cũng muốn chém. Cố Bát thiếu gia điên cuồng gào thét, hắn cắn chặt hàm răng. Từ trong thân thể hắn lao ra một cỗ huyết khí mênh mông cuồn cuộn, rồi chạy ra từ trong móng vuốt của con Phượng Hoàng kia. Hắn vung thần hạo cổ kiếm trong tay rồi chém về phía trước. Bên kia cũng có con Phượng Hoàng công kích lại đây, đánh cho Cố Bát thiếu gia bị bay đi ra ngoài. Một chảo công kích trên người của hắn, khiến làn da của hắn bị xé rách, huyết nhục bắn tung tóe khắp mọi nơi, cơ hồ chụp vỡ thân thể của hắn. Thân thể Cố Bát thiếu gia rách tung tóe, rất nhiều chỗ có huyết nhục bắn tóe ra, để lộ ra những đầu khớp xương trắng hếu. Có những đạo huyết khí tràn ra từ trong vết thương, như là hắn hóa thành một khối thây giữa. Growl. Trong thân thể Cố Bát thiếu gia có âm thanh huyết kỳ lân đang rít gào, huyết dịch trong cơ thể đang hừng hực thiêu đốt, những chỗ thân thể bị rách toạc khép lại rất nhanh, trong đầu khớp xương sinh ra huyết nhục, bù đắp chỗ thiếu hụt thân thể. Hai mắt hắn máu chảy đầm đìa, khí tức hùng hậu, thân thể cơ hồ đều sắp hóa thành một con huyết kỳ lân đang đứng thẳng mà đi lại. Ầm ầm ầm. Hai chân hắn trở nên càng vững chắc hơn, tựa như cây cột màu đỏ như lửa. Hắn điên cuồng phóng tới như là một con thú khổng lồ đang hùng hổ chạy. Nó há cái miệng thật lớn, như muốn phải nuốt chửng Phong Phi Vân. Rầm. Bốn con Phượng Hoàng lao ra, chúng đều cao hơn 10 thước, ánh mắt nhìn thẳng, đôi cánh thật lớn. Trông chúng như là bốn con chân Phượng đến từ Thái Cổ. Phượng Hoàng vỗ cánh một cái, trực tiếp quạt bay Cố Bát thiếu gia. Một mảng lớn da trên người bị hỏa diễm đốt cháy nám đen, tóc biến thành tro bụi, da đầu hóa thành huyết bùn. Thân thể của hắn cơ hồ là đã bị đốt luyện. Đây là lực hủy diệt của lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần, chính là hỏa diễm chi lực trình độ cao nhất trong thiên hạ.
so với hỏa diễm chi lực của Kỳ Lân yêu tộc thì càng cường đại hơn. Phốc, Phong Phi Vân đồng thời đánh ra Khai Thiên Thi và Thiên Tủy Binh Đảm. Khai Thiên Thi đóng trên cánh tay trái của Cố Bát thiếu gia, Thiên Tủy Binh Đảm cắm ở trên tay phải của hắn, làm cho đầu khớp xương trên cánh tay hắn đều bị cắt đứt. Khai Thiên Thi và Thiên Tủy Binh Đảm đồng thời phát lực, truyền lực hủy diệt vào cánh tay, chảy về hướng vào trong thân thể của hắn, như phải nện cho hắn hoàn toàn tan thành cho bụi. Cố Bát thiếu gia điên cuồng rít gào, hắn tự cắt đứt hai tay làm hai vai phun máu. Nhưng hắn đã bay ra khỏi phạm vi công kích của Khai Thiên Thi và Thiên Tủy Binh Đảm. Kỳ Lân Tý, từ trong lỗ thủng phun máu ở hai vai Cố Bát thiếu gia sinh trưởng ra hai cánh tay. Hai cánh tay này đều có lân phiến cấp bao trùm, huyết mạch cường đại hơn, cũng có hỏa diễm bao trùm. Cánh tay tái sinh, ta cường đại hơn. Hắn xuất ra một quyền mà công kích tới, Kỳ Lân Tý trở nên càng lúc càng lớn, khi vươn dài ra xa mấy chục thước, thì nắm đấm quả thực còn phải to hơn so với đầu Kỳ Lân. Phong Phi Vân lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Phượng Hoàng Vĩ Linh. Trong tay Phong Phi Vân ngưng tụ ra một chiếc Phượng Hoàng Linh, nó chém giữa trời một nhát làm cho Kỳ Lân Tý của Cố Bát thiếu gia bị chém thành hai nửa. Nắm đấm hình như bị xẻ ra, từ vị trí chính giữa có những giọt huyết dịch chảy xuống. Phượng Hoàng Linh lại thêm lĩnh vực của Phượng Hoàng Hỏa Thần, làm cho uy lực trở nên càng lợi hại hơn, có uy năng sáng tạo đất trời. Cố Bát thiếu gia chỉ cảm thấy trong cánh tay có một cơn đau đớn truyền đến, tựa như bên trong cốt tủy có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nếu không phải hắn có ý chí kiên định, thì khẳng định đã quỳ rạp trên mặt đất mà kêu thảm. Cuộc chiến đấu trong phủ đệ ngay tức thì phát sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, cục diện nghịch chuyển, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Làm sao có thể, ba tòa lĩnh vực. Lưu Tô Hồng cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà không ngừng lắc đầu, tuyệt đối là ánh mắt của chính mình đang bị nhìn nhầm. Làm sao có thể có người đủ khả năng đồng thời tu luyện ra ba tòa lĩnh vực,